mình ăn khi mình ăn bình thường á, ví dụ giả sử những cái món gì đây thì chị sẽ đã ở cái miệng thôi, cho nên chị nuốt xuống là chị không còn cảm nhận. Còn khi em ăn cái này á thì em cảm thấy bên trong em cái tinh thần của em nó sảng khoái, nó À, đã, nó sướng gì đó. nó Xong rồi, kết hợp với dinh dưỡng nữa, đúng cái rồi, làm đẹp này nó kết hợp dinh đúng dưỡng. rồi, đúng rồi. Cho nên là em cảm thấy tiếc á, là bởi vì em chần chừ, em không có thực hiện. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như em sử dụng sản phẩm không, em không kết hợp với ăn uống á, thì nó lãng phí, Hiểu. nó tiêu hết cái sản phẩm của em, mà nó đâu có đạt được cái gọi là cái kết quả tối ưu. Cho nên là em không có sử dụng sản phẩm là như vậy, tức là em vẫn sử dụng là mình thấy mình thích, mình muốn thì mình xài vậy thôi, chứ còn đều đặn thì em không có sử dụng được. Bởi vì sao? Bởi vì em biết được là cái gốc chính của nó là mình ăn uống chính, còn thực phẩm là nó hỗ trợ, nó thúc đẩy cho mình thôi. Chứ nếu như mình dùng sản phẩm không á, là mình sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền mà cũng không đạt được lợi ích. Cho nên là em mới chần chừ không làm. Nói Ví chung dụ như chị hiểu rồi, chị hiểu cái vấn đề tâm lý của em bị gì, tức là em cảm thấy nói chung là em đang hơi khó chịu đúng không, hơi khó chịu về vấn đề này đúng đúng. không? Em biết vì sao khó chịu không? Tại vì em muốn một cái giống như em muốn bên A nó giống như được như bên B Tức là cũng đạt được cái mục tiêu đó nhưng mà dễ dàng đúng không? đúng rồi, dễ dàng ở đây có nghĩa là tại vì cái bên B hình thức của nó là sẽ code một một á, khi mình học là người ta sẽ chăm sóc mình một một Có á. người gọi là đốc thúc em, nhắc em không làm phải này không hả? phải không phải đốc thúc hay là ấy, nhưng mà khi mà kiến thức chia sẻ thì người ta sẽ tương tác với mình và mình sẽ phản hồi lại trực tiếp một một. Còn như bên A thì là sẽ trên Zoom và tất cả mọi người cùng nghe. Khi nghe xong thì chị chỉ đặt câu hỏi trên Zoom thôi chứ chị không có mở mic lên chị nói. Thì thường thường em thấy nó là như vậy. Và cái thời lượng mà để cho người ta tương tác, người ta hỏi rất là ít. Thì em cảm thấy không thích cái bên A như vậy. Em thích cái bên B là được tương tác, được nói chuyện với nhau trực tiếp một một. Mình có thắc mắc gì mình hỏi, người ta sẽ hỗ trợ cho mình. Và khi mà bên B em tiếp xúc á, thì người ta nói về sản phẩm, người ta rất là am hiểu về sản phẩm. Người ta biết cái này nó sẽ dùng như thế nào và cái này nó hỗ trợ cái gì cái gì. Còn em học bên A em không biết, thì cái đó là cũng có thể là lỗi do em, nhưng mà lại là em lại không chấp nhận là lỗi do em lại cho rằng là do nó không có cung cấp. Nó rõ ràng nó cũng nói nhưng mà đòi hỏi là em phải tự tìm hiểu nhiều hơn thì em mới hiểu được điều đó. Còn như bên B thì người ta không cần phải, nói chung cũng có nhưng mà nó rõ ràng, nó gọi là cấu trúc của Cái nó rõ sản phẩm ràng. với cùng sản phẩm nhi, cái sản Dạ phẩm với cùng sản phẩm. cùng sản phẩm, Thì cùng em sản chốt phẩm xong từ bên B, em uống luôn của bên A cũng được mà. ấy là cùng sản phẩm nhưng mà cái cách người ta hỗ trợ cho mình là khác, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tối ưu nữa, tối ưu sản phẩm nữa. Như bên A thì em thấy nó hơi tốn tốn hơn nếu Nhiều như mà khi ban mua đầu đồ vô mà đúng không? Em mua rồi. mua Em rồi. hỏi mấy anh chị bên B để em biết sản phẩm mà đúng không? Nhưng mà người ta gọi là cũng có gọi là bảo mật của công ty á, thì mình tương tác thì người ta chỉ nói phần nào thôi chứ người ta đâu cho mình nói hết. Cái đó là tự em tự hiểu thêm á, là em đúc kết được vấn đề là em cũng hiểu sơ 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 Nói chung chị xong thấy rồi cái tự. mô hình của bên này không phải mô hình bán sản phẩm mà nó giống mô hình tuyển dụng hơn á Nhi. Nó Đúng giống đúng mô hình rồi tuyển dụng. Thành đúng ra là rồi nó không có tập trung vô chăm sóc cái giống như không có à bộ phận chăm sóc khách hàng. đúng rồi đúng rồi Nó đúng là rồi mô hình tuyển dụng, đúng rồi. còn như mô bên còn như bên B là người ta chăm sóc luôn, tại vì em thấy người ta em thấy em thích cái điều đó hơn á, hình tức là mình được chăm sóc nhưng mà em vẫn sợ, em vẫn sợ, em vẫn có nỗi sợ. Khi rời bên A thì em sợ bên A nó sẽ thành công sợ mình thấy cảnh người ta thành công mình quê để mình Ủa làm rời đẹp đi thì á. liên quan đến thành công ta, làm đẹp thì liên quan đến thành công. Thì người ta thành công là người ta có nhiều người tới theo hay là gì đó là thành công. Thứ hai là người ta cũng sự giống như là người ta cảm thấy là thành công, có nghĩa giống như là em cho rằng là bên A người ta sao mà đưa ra những cái bài gì đó mà mình không hiểu mà tại sao người khác vô người ta lại hiểu vậy đó, em sợ như vậy đó. Giống như là em thấy mâu thuẫn lắm luôn á, Bạn là biết sao không? Em biết sao không? Vì em sợ em sai. Nếu như em sợ là em đánh giá bên A nó tệ, nó đúng xấu, rồi và cái đánh giá này của em nó bị sai, vì có nhiều người khác họ nói bên A đúng. đúng rồi. Nhưng mà thực tế ra thì khi sử dụng sản phẩm á, thì bên bên A sẽ tốn nhiều tiền hơn á. Ban đầu á, nếu như ban đầu thì sẽ tốn nhiều tiền hơn bên B á, chắc luôn. Tội gì? Bây giờ cái lựa chọn của em là cái nào đúng, lựa chọn A đúng hay B đúng, chứ không phải là làm đẹp nữa rồi. Nhu cầu của em không còn là nhu cầu làm đẹp nữa rồi. Đúng rồi, Bây đúng giờ nhu cầu của em chỉ là em đúng hay không đúng.
mà cái đúng của em bây giờ đang giới hạn là một là bên A, hai là bên B thôi. Cả hai bên đều, bên nào bên A thì nó đẹp, tức là người của nó ra thì nó đẹp, nhưng mà nó cái đầu vào của nó thì thấy cao quá. Còn bên B á thì đầu muốn của em chưa, em xác định được mong muốn của mình chưa, mong muốn của em giờ không còn là làm đẹp nữa rồi, mong muốn của em giờ khác rồi. Mong muốn của em nó khác rồi. Em coi coi, mong muốn của em bây giờ là cái gì? Nhiều khi em lại muốn đi kinh doanh đó chị. Không, kinh doanh là khác nữa. Kinh doanh nó lại là một cái mục tiêu khác nha. Cái này không phải kinh doanh. Không phải luôn vậy. Không lấy bây giờ em chỉ muốn là xác định bên nào đúng bên nào sai hả? Không phải, em đúng. Cái gì? Đúng rồi. Em ví dụ như lúc trước em đang đánh giá bên A là tệ đó. Thì cái đó có đúng hay không? Và nhiều khi á, là em cũng đang sợ cái đó sai nữa. Đúng nếu rồi. Không thì em sai. Đó. Em đang đi muốn tìm coi là em đúng hay sai. Đúng không? Bây giờ rồi bây giờ nói xong rồi, giờ em cũng biết giải quyết vấn đề của em sao nữa. Tức là vấn đề của em không phải nằm trong vấn đề mua hàng, vấn đề của em nó chuyển sang vấn đề khác rồi. Đúng sai. Giờ tóm lại là bây giờ cứ cho là em sai hết đi thì nó có vấn đề gì không em? Nếu như em sai hết đi hả? Nếu mà bây giờ cứ cho là em đã sai hết đi rồi. Buồn. Tiền cũng sai thì bây giờ. Giờ trước tiên là buồn cái đã. Xong rồi bây giờ thời gian này được nghỉ Tết thì ở nhà ráng ăn uống chăm sóc chứ gì, rồi xài đi chứ giờ làm sao nữa. Rồi xài xong rồi cũng không biết sẽ làm gì luôn. Sau khi xài xong không biết làm gì hết. Giờ là em sẽ tự đi tìm kiến thức ở trên tự gì, nó sẽ có những cái trang khác á, liên quan tới sản phẩm đó. Thì em vô tờ em đọc thì em tự tìm hiểu, hiểu về cái sản phẩm đó luôn chứ giờ sao. Giờ đi hỏi bên A thì cũng không có mặt mũi nào để hỏi. Đi nói chuyện với bên B thì người ta cũng đâu rảnh, không có thời gian để nói chuyện với em hoài. Em làm mất lòng cả hai bên. Giờ chỉ có là tư đi. Bây giờ ký thẻ thành viên rồi thì bây giờ muốn mua hàng thì tự mua, không liên quan gì ta hết trơn á. Giờ muốn gì bây giờ em không còn là khách hàng tiềm năng của họ nữa rồi. Đúng rồi, không còn là khách hàng tiềm năng. Đúng, ban đầu họ coi em là khách hàng tiềm năng. Có chính xác điều đó, nhưng mà sau đó thì em làm cho họ cảm thấy tụt mốt rồi. Em làm cho họ, em vô họ nói là em làm như em vô quấy rối cái đội hình của họ. Không, tại em vô em đi tìm hiểu. Nói chung mô hình của hai bên này theo chị hiểu nó vẫn là mô hình tuyển dụng, nhưng nó phải mô hình bán hàng. Đúng rồi trời, đúng là mô hình tuyển dụng. Đặc các bạn. Đúng rồi. Nó không phải mô hình bán hàng. Mô hình bán hàng á là em có thể hỏi bất kỳ lúc nào. Còn mô hình này nó thiên về mô hình tìm kiếm những cái người mà sau này họ đi bán cái này, cộng tác mở rộng, mở rộng ngoài mạng lưới. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng nên là vấn đề này nó không phải nằm trong vấn đề mua hàng, vấn đề kinh doanh rồi. Mà vậy thì bây giờ như em thì em sẽ dừng ở mức độ nào, người sử dụng thôi, mà sử dụng cũng không có hỏi được nữa. Bây giờ làm mít lòng hết trơn rồi hỏi ai nữa. Mà em đã sử dụng đâu mà em biết là đó. Nó tốt không để trời ơi. Mà tiếp tục phải em... sử dụng em tiếc cái trời. Gì hỏi trời. Em sử dụng rồi mà. À, em sử dụng rồi thì biết là sử dụng tiếp. Ờ thì đúng sử dụng tiếp, nhưng mà tôi cũng thấy tiếc á. Bây giờ nếu mà lời khuyên của chị đúng không? Dạ. Em biết lời khuyên của chị đúng không? Ừ. Thì đầu tiên em cần phải biết em muốn gì, và em phải biết khôn cho mình á, biết thương mình, khôn cho mình. Tức là mình đã tốn tiền rồi mình thêm cái stress nữa thì cái này không có khôn chút nào hết. Tức là mua hàng nó phải thông thái, đi mua hàng là để đã chứ phải đi mua hàng là để stress đâu trời. Tiền nó còn stress nữa, đi làm mà đã stress rồi, tự nhiên cái tiền ra đi mua cái niềm vui, cái đi mua stress thêm, đúng không? Đó, đầu tiên phải xác định là phải khôn là ít nhất đi mua hàng, không được hàng thì cũng phải được vui, đúng không? Thì em là vừa không được hàng mà lại còn bị stress nữa, đó, phải xác định cái đó là phải loại bỏ, chưa? Yeah. Cửa mua là cũng được, đã mua được là được. Đổi được thì ok, đổi, còn không đổi được thì xác định là mua được là được cho mình. Mà vui lắm trời, em mua hàng bên A, em đi gặp bên B tư vấn, rồi em đi tìm cái thằng C chỉ em cách sao. Nhi là đúng style của phụ nữ, biết style gì không? Thích 8. Đúng rồi, đúng rồi. Em thích, thật ra bên B á, nó cũng không phải tư vấn sản phẩm nhiều đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Bên B á, nó là cái người, nó cử người để tám với em.
và em cảm thấy được sự kết nối, đúng không? Đúng. Em nhảm xả, em nói này nói kia, em chê chỗ này chê chỗ kia, rồi em tám này em không có xu hướng giải quyết vấn đề mà em đi tám đó, đúng không? Có người lắng nghe. Nên bên B là nó thỏa mãn được cái nhu cầu này. Còn nhưng bên mà bên nhưng là... mà thực sự ra xài sản phẩm phải hỏi bên C. Bên C là bạn em nó không có liên quan tới vấn đề nữa trơn á. Bên C nó giúp cho em biết được là nên xài cái gì nhưng mà nó hơi ít. Nhưng mà em không được kết nối với nó thì em hơi, thấy cũng hơi buồn buồn vậy đó. Nó gọi là chia sẻ. Tại vì người ta xài tới 10 năm rồi chị. 10 năm và trong người ta thấy lợi ích của bản thân nữa. Thì nói chung là bạn bè thì nói chung em tin, với lại hai nữa là ở địa phương em thì cũng nhiều người cũng sử dụng rồi chứ không phải không. Như là nó có nhu cầu 8 cho nó vô lớp bạn 8 nhưng nó hỏi những cái vấn đề. Nó không tập trung những cái vấn đề gì hết. Giống là giống si tai của phụ nữ thông thường. Vô là 8 tìm người ủng hộ, tìm người đồng tình. Giống như mọi người à ủng hộ em là bên A nó sai rồi, nó là như vui lắm. Chứ không phải là giải quyết vấn đề gì hết trơn á. Ok, chị hiểu rồi. Tại vì em sợ sai nên em cần người ủng hộ. Đúng rồi, đúng rồi á. Đúng rồi á. Em muốn nhận định bên em sai mà em cũng không dám, em dám nói sai. Người ủng hộ em như chị nói ờ bên em nó sai rồi hoặc là ờ đi là ok. Vậy thôi. Chứ không giải cái vấn đề gì hết. Tám thôi. Tóm lại là dừng. Là nghe lời khuyên của Đăng đi em. Nghe lời khuyên của Đăng. Đăng ơi, Đăng nói tiếp đi Đăng. Là bây giờ là em đi tận hưởng. Em đi tận hưởng cái niềm vui của em là sử dụng đi. Rồi không, bây giờ là khi em đi mua hàng em phải thông thái để phải xác định được á là mình phải được, nói chung đã mua là được chứ phải mua là mất. Đúng không? Được thì có thể là được niềm vui. Ờ, ví dụ như mình đi nhiều khi mình đi karaoke đâu có thể được gì đâu, đi hát được vui đó thì gọi là được, đi đã tốn tiền ra là phải được về. Được một là niềm vui, hai là sản phẩm sử dụng. Đó. Chứ đừng có mất, đi mua đừng có mất là được, xác định là mua là phải được. Đã bỏ tốn tiền ra là được. Đó là cái đầu tiên. Được á, thì tất nhiên là nếu được thỏa mãn nhu cầu của mình là hay nhất. Nhưng nếu giả sử không thỏa mãn được nhu cầu của mình á, thì là cũng là do lỗi từ cái phía lúc mà mình đi mua hàng á, mình chưa rõ ràng. Mình chưa có rõ ràng trong, chẳng hạn như chị nói có một số cái dịch vụ đi, họ muốn bán cho chị thì chị sẽ hỏi như là nó không thỏa mãn được nhu cầu này của chị thì chị có thể trả lại không? Ví dụ vậy. Đó. Ví dụ chị vừa rồi đi có một bạn giới thiệu chị cái gì quy hồi tiền kiếp gì đó. Thế là chị mới nói chuyện, chị bảo nói chuyện với anh Quý đó. Thì là chị mới nói, chị với anh Quý mới nói chuyện là như anh Quý là rất là khó để quy hồi. Bởi vì cái sự tự chủ của anh rất là cao. Cho nên là không có, trước giờ anh rất là khó chuyện đó. Thì bây giờ nếu giả sử như cái người đó họ không quy hồi được thì có trả tiền lại không? Thì mình đặt câu hỏi vậy thôi. Thì họ trả lời. Họ trả lời xong mình xác định rõ rồi thì mình quyết định làm. Còn nếu mình chưa rõ thì mình chưa làm. Đó. Tức là mình chơi á, giống như mình chơi game á, mình phải hiểu rõ cái rule á, cái rule á nhỉ. Tức là cái luật đó. Nếu mình thỏa mãn được thì sao, mà không thỏa mãn được thì sao? Từ gì? Đúng rồi, do ban đầu của em á là do em thấy thích cho nên em đăng ký luôn chứ em cũng không hỏi, tại vì có nghĩa là em đó, đi đóng tiền trước. Em đi mua trước rồi em mới hỏi người ta ủa cái này là sao. Vậy đó, chứ không phải là hỏi trước hiểu rồi mới đi mua. Thì em là đi ngược á. Thì em chấp nhận á. Thôi, bây giờ mình lỡ rồi, mình đã lỡ sai rồi thì mình phải chấp nhận. Mình chấp nhận là à, tại lúc đó mình không làm thì mình phải chấp nhận. Tức là vì lúc đó như chị nói như cô Rô đi, chị bán hàng, chị vẫn có những cái vấn đề mình không tư vấn cho khách hàng cái này. Thì như có khách hàng đi, hồi bữa là có một khách là họ xài cái đèn UV, họ xài đến bảo hành là một năm. Cái họ xài hết một năm, cái đèn nó hư, cái họ chửi, họ nói à sao tự nhiên đèn này bị xài hết đúng bảo hành cái nó hư, hàng Mỹ thì không phải như thế. Như vậy thì chị nói là ok thôi, nói chung lúc đó mình cũng giải thích cho khách là cái này mình nhập khẩu về, hàng này của nước ngoài, vậy thì họ ghi như vậy, cam kết như vậy, nhưng ok mình vẫn nhận lỗi, mình đền bù cho khách một cái đèn khác, nhưng mình ghi lỗi của mình ở đây là vì mình không tư vấn cho khách một cách rõ ràng vì cái câu chuyện là một năm nó có thể sẽ hư. Thì đâu có ai nói là bảo hành một năm thì chắc chắn là gọi là nó sẽ dài ra 2 năm 3 năm. Đối với họ là một năm bảo hành một năm thì 2 năm 3 năm mới hư, còn nếu mà một năm mà 1.5 năm hư thì vẫn là đèn này có vấn đề đó. Thì cái này ok mình bổ sung thêm. Thì ở đây á chị nói là nếu mình đã xác định là mình chưa bàn, mình chưa hỏi
thì nếu lỡ mai có vấn đề gì xảy ra thì mình chịu trách nhiệm, mình chấp nhận. Đúng rồi, do em mà. Tự vì em nghĩ vậy nè, là em nghĩ là mình, tự vì đúng là suy nghĩ em là suy nghĩ sai lầm luôn á. Tự vì em mua trước rồi mới đi hỏi người ta, muốn người ta tư vấn về cái đó là sai. Tự vì mình mua trước, khi mình mua, mình bỏ tiền lên mua thì mình phải hỏi rõ, mình xác định này kia, hỏi tìm hiểu hết rồi mình mua, còn không vô mua trước rồi biểu người ta đi trả lời này kia thì nhiều khi tâm lý của người bán cũng vậy. Cái gì chị tâm lý đứng về phía mình cũng vậy, tự nhiên mình bán được rồi giờ biểu đi, mệt thiệt á, bực mình thiệt á, chẳng thà chưa bán mình còn có niềm vui mình sẽ làm này làm kia để mình bán được, là mình thu được tiền, nó sẽ khác chứ tâm lý tự nhiên bán rồi giờ đi hỏi mệt ghê, này khùng ghê luôn á. Đúng rồi đó, thì em hỏi trước, còn nếu mà lỡ may mà mình đã rút chân cho rồi thì thôi chấp nhận chứ sao, đúng không? Thì mình cũng sẽ tìm hiểu coi là mình rút ra được bằng cách nào, mình lại quay ngược trở lại vai trò là một người mua bằng cách nào. Thì trong lần mua tiếp theo chẳng hạn, thì mình rút kinh nghiệm trong lần mua tiếp theo mình sẽ hỏi trước đó, hoặc là mình không mua nữa, hoặc là mình nói với họ là tôi muốn mua này, tức là thật ra cái của em nó thiên về giống như là em muốn người ta sẽ phải thỏa mãn em nhiều hơn, là em có một cái chủ động trong cái chuyện đi làm á Nhi. Đúng rồi. Tự gì giống như là việc này là việc của mình thì mình cũng có thể tìm hiểu này kia, nhưng mà giờ biểu mà em đi vô ngồi học lại nghe lại xem thấy nó nản ghê, nghe xong cũng đâu hiểu gì đâu. Ok rồi đó, chị chia sẻ một vài cái lời khuyên của chị á. Trời ơi, nhưng mà em nói thiệt nha, đúng thiệt á, là chị nói đúng đó, em là có nhu cầu đi tán thiệt á. Chứ giờ nói chị, bây giờ chị cho em lời khuyên xong á, mà bây giờ em nói em phản hồi là chị á, thì không biết chị có buồn không, chứ nhiều khi á em nghe cho đã xong rồi em thấy em không thấm được gì hết trơn chị. Nói mà chị nói là phụ nữ thông thường là vậy, tức là giống như kể chuyện, thành ra là cãi nhau với chồng nhiều là vì vậy đó. Xu hướng của đàn ông là xu hướng giải quyết vấn đề, xu hướng của phụ nữ là kể lể chứ không có giải quyết gì hết đó. Cho nên nó ngồi kể với ổng xong rồi hồi ổng sẽ đưa ra giải pháp, sau khi đưa giải pháp xong á thì mình cảm thấy không được quan tâm, bởi vì mình chỉ cần nghe và ủng hộ thôi. Rồi ông cũng cảm thấy ủa sao mình đâu thay đổi gì đâu, là ông không có nhu cầu nghe nữa, bởi vì ủa nghe ra xong rồi người ta sẽ có xu hướng đưa ra giải pháp đó, giải quyết vấn đề đó. Cho nên là đúng phong cách của là tâm sự đó, cho nên cái bên đây nó hợp với em không, nó có người cho em tâm sự, em còn kể lể này kia. Nhưng mà không đâu chị, tự gì ai cũng có thời gian của người ta chứ đâu phải lúc nào nó cũng chăm sóc mình. Thì em ngoại. Tìm cái khác, đi vô lớp này nè, để tám nè, đó. Để giờ tám phải hả? Để giờ em tám trong lớp đó. Tức là nhu cầu của em á là nhu cầu tám và tìm sự ủng hộ. Tám là tìm sự ủng hộ chứ không phải là tìm giải pháp, hai cái khác nhau nha. Vậy thì cái nhu cầu tám với nhu cầu tìm sự ủng hộ nó có sai không chị? Sai không tùy theo mình. Vậy em muốn gì? Chị em muốn sống một cuộc sống như vậy thì em làm như vậy là đúng. Còn nếu như chị thì chị sẽ thấy là chị không thích như thế, chị thích khác. Ví dụ chị thích là xài tiền để thông minh đó. Nói chung là ít xài tiền nhất càng tốt, kiếm được càng nhiều càng tốt, mà xài càng ít càng tốt đó. Đúng rồi, ai cũng có nhu cầu đó mà chị. Không, nhưng mà ít càng tốt nó phải làm rõ. Ví dụ như chị đi là không có bỏ tiền đi du lịch nè, chị cũng không bỏ tiền vô đi giải trí nè, cũng không cần bỏ tiền nó đi làm đẹp nè, chỉ cần vui thôi là đủ rồi. Mọi thứ là ok, cái của chị coi trọng nhất là chị bỏ tiền thì chị sẽ bỏ những cái tiền trong nhóm này, chẳng hạn như đầu tư cho phát triển Coro nè, bỏ tiền trong cái chuyện là xây dựng những cái gì mà mình muốn xây dựng nè, đó thì đó là cái bỏ tiền của mình. Tùy, tức là cái của em á nó thiên về, chị không bàn đúng sai trên đây mà thiên về mình muốn gì thôi. Ví dụ mình muốn là giống như đó, bao nhiêu phụ nữ bao nhiêu đời nay họ vẫn sống thế, họ vẫn mua hàng và có những cái bức xúc, họ có những cái cuộc sống, họ nói chung là phải có drama, em hiểu không, cuộc sống phải có drama. Thì mới cách để tâm sự. Trời ơi, cuộc sống phải có drama buồn lắm, đi hít drama khắp nơi ở trên mạng nè, rồi những khi mình tự tạo drama đi. Mình tự tạo drama ra để mình đi kể chuyện nữa. Em nghĩ chắc là bên C hợp với em nhất. Dạ thôi chị, dừng lại việc của em đi, em thấy tiêu tốn thời gian quá chị ơi, ngại lắm. Rồi giờ Hồng Trang đi. Hồng Trang
chia sẻ cái vấn đề, cái vấn đề của nào? Mình á, ừ. Thì mình đang thấy mình đang bị có vấn đề là mình đang kiếm một khóa học, thì cái khóa học đầu tiên đó thì mình cảm thấy là mình rất là thích cái khóa học đó. Thì sau cái khóa học đó thì mình thấy chương trình có giới thiệu thêm một khóa học khác. Thì cái mục đích của tham gia cái khóa học khác này để tăng cái động lực học của mình ý. Vì mình xác định là mình mua cái khóa học lâu dài đối với cái chỗ đó. Thì để cái việc mà học lâu dài đó hiệu quả thì mình cần có động lực nhiều hơn. Thì cái khóa mới này phát sinh ý, là giúp mình để có động lực nhiều hơn trên cái chặng đường dài mà mình dự tính là mình sẽ tham gia. Thế nhưng mà khi mình học cái khóa phát sinh này thì mình phát hiện là nó không được như mình kỳ vọng á. Thế sau đó thì mình thấy là mình suy nghĩ rất là nhiều. Cái khóa này của mình vẫn chưa kết thúc đâu. Mình vẫn còn tiếp tục với họ. Thế nhưng mà mình bị suy nghĩ nhiều và cái niềm tin của mình ý, đối với khóa học, đối với chương trình nó bị giảm. Thế khi mà niềm tin của mình nó bị giảm ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng tiếp đến cái khóa chính mà mình dự định mình học á. Thì mình vẫn học cái khóa chính đó. Cái khóa sau này chỉ là cái khóa phát sinh để mình tăng cái động lực học cái khóa chính thôi. Thế nhưng bây giờ cái niềm tin của mình bị giảm rồi thì mình không còn tinh thần để tập trung vào cái khóa chính gì nữa. Thì mình thấy là khi mà mình nghĩ theo cái chiều hướng mà mình cứ nhìn người ta thôi ý, rồi mình tìm cách để cảm nhận người ta như thế nào ấy, thì mình thấy mình bị đi vào một cái vòng luẩn quẩn nó rất là khổ sở, ở chỗ là mình sẽ không làm cái việc chính của mình. Mình sẽ không tập trung vào cái việc học của mình. Mình cũng không có tinh thần để hoàn thành cái khóa học đấy nữa. Mình tự nhiên mình giảm chút sút niềm tin đối với họ mà. Thế là tự nhiên mình không còn thấy có lợi cho mình nữa. Thế là mình cũng không chịu học nữa. Mình thấy cái hướng nhìn này thì ôi thì mình thiệt quá. Mình mất rất là nhiều tiền cơ mà. Mình cũng mất thời gian rồi. Sao bây giờ lại chả được gì thế này? Thì lại có một góc nhìn khác thì từ cái câu chuyện mà Nhi chia sẻ, đang chia sẻ, chị Nguyệt chia sẻ, nó lại bắt đầu tác động thêm vào mình là bây giờ mình nghĩ là mình được đi, mình cứ học cho mình đi. Thì mình không nhìn người ta nữa, mình chuyển cái hướng nhìn từ người ta sang quay sang hướng hỏi mình thôi, là mình có muốn học khóa này không, mình muốn đạt được điều gì sau cái khóa học này. Cái thái độ của mình như thế, giữ cái thái độ trước của mình đối với người ta như thế thì có lợi gì cho mình? Mà cứ giữ cái thái độ đấy thì liệu mình học có đem lại kết quả cao cho mình không? Ví dụ mà có cái thái độ đó cứ đỡ đó đấy nha, nhưng cái việc học mà mình cứ tập trung vào việc học mà mình đạt được một kết quả cực là cao ấy, thì có khi mình sau này mình sẽ quên mất cái thái độ đó đi. Và mình lại chuyển từ cái thái độ mà đang nhìn họ bằng cái sự mất niềm tin, mình sẽ quay trở lại là có niềm tin và vui vẻ lại, cởi mở lại với họ thì sao? Thì cái hướng nhìn thứ hai này này giúp mình cảm thấy nó dễ chịu hơn. Đấy, mình thấy là nếu mà mình nhìn được và mình đang cảm thấy là trước cái buổi học thì mình đang còn cảm thấy nó không thông. Qua câu chuyện của Nhi chia sẻ, được mọi người chia sẻ thì mình cảm thấy là mình có thể xoay cái hướng nhìn. Và khi nhìn theo cái hướng kia thì mình vẫn quyết định học nha, bởi vì mình vẫn cảm thấy cái khóa học này nó có lợi cho mình. Nhưng mà mình quyết định học mà mình không tin người ta này, mình không toàn tâm toàn ý để học vào đấy thì mình cũng chả được cái gì cả. Thì bây giờ mình cứ học đi. Mình cứ học đi rồi hồi sau khi mình học xong rồi lại tính tiếp, cái câu chuyện đấy là câu chuyện sau. Nhưng bây giờ tại cái thời điểm này thì mình cứ học hết sức đi đã. Rồi cái gì đến sau thì thôi kệ nó. Tạm thời mình chưa nghĩ tới. Thì theo cái chiều hướng này mình cảm thấy mình thông hơn, mình cảm thấy mình dễ chịu hơn. Ok. Cái này chắc là tổng hợp lại cái chủ đề của Trang xíu ha, là Trang có một cái nơi Trang học thì có một cái khóa học lớn mà cũng rất là nhiều tiền đúng không, là Trang đã đóng tiền, thì lúc đó họ có tạo ra một cái khóa gọi là khóa để tạo động lực trước khi vô cái khóa lớn này đúng không Trang? Không, nó là tạo động lực trong cả khóa lớn, tại vì thực ra cái khóa mới này nó cũng không ảnh hưởng gì đâu, kể cả mình chưa tham gia cái khóa lớn này thì mình vẫn có thể học được cái khóa mới. Rồi. Nó chỉ là tăng động lực học thì trước hay sau đều được. Tức là cái mục tiêu của cái khóa này là giúp cho mình gia tăng động lực đúng không? Đúng rồi. Và gia tăng động lực cho cái gì? Cho cái việc học. Cho việc học của mình luôn đó. À, việc học tất tần tập đúng không? Các loại học tất tần tập gì? Nhưng mà mình học cái khóa, mình mới học cái khóa mới này nè, thì nó không có lợi ích gì cho mình đúng không?
mình thấy nó không đạt kỳ vọng như mình mong muốn, mình không thấy cái động lực của mình nó lên rồi. Mà mình lại cái khóa lớn kia là mình mua lâu rồi đúng không chàng? Cũng tầm 3 tháng đang không mình à. Mình mới tham gia cái khóa đấy rồi mình vẫn tiếp tục mua tiếp, ý mình là mình có một cái dự định là mình mua tiếp, tại vì cái khóa của họ ấy, cái này không phải là cái chính là cái mình tham gia cái kỳ, tức là mua tiếp thôi đúng không? Ừ, mình mua tiếp thì mình vẫn muốn mua tiếp bởi vì mình vẫn thấy nó tốt. Chắc cái này nhờ chị Nguyệt chia sẻ nhỉ, tại vì chị Nguyệt có một cái trải nghiệm á cũng rất là hay, mà lần trước hình như là cái khóa này, nhưng mà hôm thứ bảy tuần trước thì chị Nguyệt có chia sẻ một cái điểm là khi mà chị Nguyệt tham gia một cái chương trình á, thì lần trước là chị Nguyệt cũng cảm thấy là không có thoải mái đúng không, và cảm thấy có thể là nó không có lợi cho mình, nhưng mà khi mà mình có một cái gọi là mở lòng ra, mình thoải mái ra thì mình lại cảm thấy nó có lợi á. Thì chắc cái này chị Nguyệt chia sẻ trải nghiệm của mình cho Hồng Trang nghe ha chị Nguyệt. Nguyệt đâu rồi ta? Alo, chị Nguyệt đang tắt mic đó chị. Có nghe không ta? Chắc chị Nguyệt đi đâu rồi hả? Ok, thôi để trong thời gian chờ chị Nguyệt thì đang chia sẻ xíu nha Hồng Trang. Thì cái vấn đề này thì đang nói là nó có hai giai đoạn. Giai đoạn trước mua hàng và sau mua hàng ha. Chị quay lại kìa. Okay. Chị Nguyệt này có nghe em nói gì không? Sorry em, tại chị có một cuộc điện thoại gấp nãy giờ phải không kịp, sorry mọi người để mà nghe nữa. Nhưng mà nghe được đúng không? Nghe được không? Không. Chị phải vào bên trong kia không nghe được, chị chỉ nghe được cái đoạn mà em tư vấn cô ấy là phải quay lại xem là tức là mua hàng phải vui, mua hàng phải vui, phải tận hưởng, thì chị cũng đồng ý với cái đấy. Thì sau đấy là có điện thoại gọi đến là phải được. Thì lúc nãy Hồng Trang có chia sẻ một cái này là Hồng Trang tham gia một cái chương trình học, Hồng Trang tham gia một cái chương trình khá lớn, thì lúc trước á thì Hồng Trang chia sẻ lại xíu ngắn cho chị Nguyệt nghe đi. Hồng Trang, mọi người lỗi của em là em có tham gia cái khóa học của một chương trình, thì em thấy cái khóa học này nó có ích cho em, tuy nhiên thì em vẫn muốn tăng cái động lực học của em lên. Thì trong cái thời gian mà em tham gia cái khóa học đấy thì chương trình nó phát sinh thêm một cái khóa học mới, thì em nghe thấy mọi người chia sẻ rồi chương trình chia sẻ, thì cái mục đích của em tham gia cái khóa học mới này là để tăng cái động lực học của em ở cái khóa kia, và trong tất cả các khóa học mà em tham gia thì em muốn cái động lực của em nhiều hơn. Thì khi em tham gia cái khóa mới phát sinh lần này thì em phát hiện ra là em không đạt được như kỳ vọng, cái động lực của em không tăng, mà cái niềm tin của em với chương trình lại bị giảm. Thì khi mà em nhìn theo cái hướng này này thì em cảm thấy em không thông, và em bị dừng lại cái quá trình học cái khóa lớn kia của em. Thì như thế nhìn theo cái hướng này nó sẽ không có lợi, em cứ bị dừng ở đấy thì em sẽ cảm thấy em tắc, em không thông. Thì khi nghe mọi người chia sẻ về câu chuyện của Nhi, rồi Đăng chia sẻ, rồi chị chia sẻ, thì em cảm thấy là em có một cái góc nhìn khác, là nếu mà mình nghĩ là mình đã mua khóa học rồi, mình mất tiền rồi mà, thì coi như là mình nhận được. Mình mà nghĩ theo cái chiều hướng là mình nhận được ý, mình không nghĩ cái hướng, cái suy nghĩ của mình về phía chương trình nữa, mà mình quay về phía mình hỏi là mình học với cái thái độ như thế này thì liệu nó sẽ đạt được kết quả gì? Mình dừng, mình không đi tiếp thì mình có đạt được cái vấn đề, giải quyết vấn đề của mình được không? Rồi mình cứ bị lưỡng lự tắc như thế này thì mình không hoàn thành chương trình của mình, mình vừa mất tiền và mình lại không đạt kết quả gì cả. Thế vậy mà bây giờ mình gác người ta sang một bên, mình quay về mình nhìn mình thôi, mình tập trung vào khóa học, mình cứ giải quyết xong cái khóa học đi trước đã. Rồi cái chuyện kia thì cứ từ từ để thời gian nó trả lời sau. Thì khi mà nghĩ ra cái hướng này thì em cảm thấy em thoải mái, em dễ chịu hơn. Thoải mái, dễ chịu hơn, nhưng còn hết thì vẫn chưa hết. Thôi lên miệng nhờ xíu ơi. Rồi câu chuyện của Trang á, thì là tại có chị Nguyệt đây là vì vài là lần trước á, hôm thứ bảy tuần trước em có nghe chị Nguyệt chia sẻ một cái điểm á, là khi lên miệng pha em dinh dưỡng chị uống miếng thôi. Khi chị Nguyệt tham gia một chương trình á thì chị Nguyệt lúc đó là lúc trước là chị Nguyệt cảm thấy không có lợi ích gì và cũng không có happy với cái chương trình đó. Rồi sau đó thì khi chị Nguyệt tham gia những cái buổi tiếp theo á, thì với một cái tâm thế là ok, mình cứ mở lòng mình ra, mình cứ thoải mái đi, thì cuối cùng chị Nguyệt thấy là mình cũng nhận được lợi ích từ cái này.
thì chắc là chị Việt chia sẻ cái trải nghiệm này cho Hồng Trang để Hồng Trang hiểu hơn về cái này ha. Thật ra bằng một cách nào đấy thì chị nghĩ là chị có thể hiểu được cái câu chuyện của Trang á. Chị có một cái trải nghiệm như thế này. Là chị biết đến hai bên. Một bên thì là do Tường Vi giới thiệu từ đầu. Chị với Vi thì là bạn của nhau. Thế còn một bên, thật là Vi giới thiệu với chị cả hai bên. Tuy nhiên là lúc đấy ở một bên thì là không có khóa học. Không có khóa học. Còn cái bên kia thì có một cái chương trình rất là rõ ràng, từng cái như thế. Ở thời điểm đấy là rõ ràng. Thì nhưng mà sâu thẳm trong lòng chị nha, chị đã nói trước là tại vì thứ nhất mình quay vào là nhu cầu của mình là gì, nhu cầu của chị là gì, là một... rồi. Thứ hai là cái lợi ích của chị là hai. Thì chị có lúc đấy là các bạn ở cái, chị có thể gọi một bên là bên A và một bên là bên B ha. Thì bên A là các bạn tiếp cận, tức là mình có hỏi để các bạn tư vấn. Thì sau khi nhận được tư vấn thì thực ra đối với chị là bên đấy các bạn khá là push về sale ấy. Đối với chị là chị hoàn toàn cảm nhận được điều đấy, là rất là push về sale. Và chị cảm thấy là nếu như mà với tinh thần như vậy ở trong một cái lớp phát triển bản thân thì nó cũng không có được ok lắm. Tại vì đấy là cảm nhận của chị thôi nhá, nó có thể không push với mọi người đâu. Và sau đấy chị quyết định tham gia một chương trình nhỏ thôi. Để thử một cái sản phẩm trước. Họ có nhiều sản phẩm, để chị thử một cái sản phẩm trước để xem có ok hay không. Và nếu ok thì có thể chị sẽ suy nghĩ cả những cái lớn. Trong cái đấy nhiều khi các bạn cứ bảo chị ơi sẽ cung cấp các giải pháp tài chính thế này. Chị ơi chị phải chốt trước cái tháng 12 đi, nếu không thì giá sẽ tăng. Thực sự đối với chị những cái thứ đấy nó không có buộc được. Nó không có hiệu quả với chị. Tại vì chị không có bị ảnh hưởng bởi những cái thứ như thế. Mặc dù không phải là tiền của mình nhiều gì cả, nhưng nó không phải là những cái như vậy. Thế tuy nhiên là khi chị tham gia cái những cái buổi coaching đầu tiên, nó có khoảng 3 buổi. Và khi chị tham gia một, tức là những cái buổi đầu tiên với cái người đấy, với cái người coach đấy, thì chị cảm thấy là trong, thực sự là trong cộng đồng đấy thì chị kết nối được với bạn coach đấy thôi. Chị kết nối tốt với bạn coach đấy. Cái đấy cũng chị cũng phải nói rõ ràng là chị kết nối được tốt với bạn coach đấy. Tuy nhiên là trong lúc quá trình coach ấy thì có rất là nhiều câu hỏi là ủa tại sao mình phải đại loại là đi tìm cái này, tại sao mình lại như thế này, nó sẽ giúp gì được cho mình. Tất nhiên là những cái câu hỏi ấy chị sẽ đặt ở đấy. Ở cái thời điểm đấy khi chị tham gia cái đó là chị cũng có suy nghĩ rồi, chị cũng có suy nghĩ là ok mình tận hưởng trước, bởi vì cái này nó hay, nghe nó cũng cool, nó cũng giống kiểu marketing mà mình làm, mình thử xem là như thế nào. Vì chị cũng tin bạn chị, tin Vi, thì chị cũng thử xem. Tức là về mặt đây là một cái lựa chọn hoàn toàn là tỉnh táo, chứ không phải là một cái lựa chọn bị gì hết. Tại vì nếu như mà chị bị cuốn theo các bạn kia là ok nhanh lên không giá chốt BCD này nọ đó, thì chị sẽ đã đăng ký cái lớp kia rồi. Nói chung là không mất gì, nhưng mà cái này hoàn toàn là mình cho phép mình thử và mình sẽ tận hưởng, không mất gì. Thì những cái buổi, tức là khoảng những buổi đầu tiên, chị phải nói thẳng là lợi ích đạt được là có, nhưng bên trong chị nó vẫn có những thứ lấn cấn nhá. Thực sự là nó vẫn có những thứ lấn cấn mà chị không giải quyết được. Và nó như thế này, tức là khi mà mình bên đấy là bên A đúng không, thì khi mà mình tham gia cái đó thì về, tức là lúc ở buổi cốt thì rất là vui, nhưng mà khi về là cả đêm nó mất ngủ và nó rất là cáu. Nó bị cáu, tức là đấy là cái là nó xảy ra 3 lần như vậy. Thì và chị không biết cảm nhận được kiểu vậy, nó không quen với cái cách như thế. Thì có thể cái đấy là cái của bên chị. Nhưng mà khi mà chị học bên B, nhưng mà lúc đấy lại song song bên B lại mở khóa. Mà mặc dù các cái khóa thì nếu mà nghe nói thì nó chỉ là rất là nhỏ thôi, và mình không biết là liệu nó có đáp ứng của mình hay không. Nhưng mà ok, cũng nghe Vi cũng là ok cho phép mình thử. Mà thực sự là chị phải nói thẳng luôn là giữa hai bên thì ngay từ đầu chị đã nghiêng về bên B nhiều hơn, bởi vì có một khoảng thời gian mình đi xem các video, mình đi xem mọi thứ để mình tìm hiểu. Mặc dù bạn chị cũng hù chị rất là nhiều là ôi bên này khó lắm rồi ABCD đủ các thứ, nhưng mà khi chị bước vào, chị kết nối, thì mặc dù kết nối lúc ấy là chưa kết nối người thật việc thật, thì chị lại cảm thấy là giống như mình là cá về biển vậy đó. Mình vừa xem mình vừa cười hi hi ho ho, nó rất là vui. Tức là nó thực sự là mình tự xem, mình tự tìm hiểu, mình tự khám phá và mình tự vui, mình tự tận hưởng. Nó không có một cái áp lực nào hết, bởi vì chẳng có ai nhắc gì mình cả. Mình thích thì mình xem, không thích thì mình dừng lại, đâu có sao đâu. Nhưng mà cái mà chị lại nhận được ở đấy rất là nhiều, bởi vì mọi thứ nó sẽ để ở đấy. Bởi vì có những câu hỏi của chị thì tự dưng khi mà mình cần cái, bật đúng cái đó lên nghe, tự dưng có luôn cái câu trả lời cho cái câu hỏi đó của chị. Chị nói ví dụ như vậy,
Thì cái này mọi người cũng từng nghe rất là nhiều những cái thứ các pháp hay cái gì gì đấy ở của các thầy, thì đôi khi mọi người cũng sẽ gặp cái trường hợp như vậy ha. Thế tuy nhiên là đấy là chị phải nói là rõ cái bối cảnh đó là như vậy. Thì sau đấy chị có tham gia sau đấy thì chị có tham gia cái lớp đầu tiên ở bên này, thì chị thấy cả một ngày rất là vui, tối về ngủ rất ngon. Đấy là một cái thứ để mình cho mình confirm, thì chứng tỏ là có thể là cái phần kia nó đã đụng chạm đến những cái gì đó nó rất là sâu ở bên trong mình, nó rất là khó chịu để nó sắp xếp lại. Lần thứ nhất, lần thứ hai thì rất là cũng vui, tức là mỗi một lần như vậy là gặp tới bốn tiếng rưỡi lận ấy, cũng rất là lâu để làm việc với cái case của chị. Thì sau đó là đến cái lớp thứ hai chị cũng bị về mất ngủ như vậy. Đến cái buổi thứ ba là chị định không tham gia. Bởi vì chị thấy là những gì mà chị, tại vì chị hiểu chị muốn gì và những gì chị tìm được á, là chị đã tìm được, chị nghĩ là chị sẽ tìm được ở bên B. Bởi vì chị đã có được cái sự học này, thử nghiệm và tiếp xúc đủ với bên B. Chị không biết tại sao nhưng nó có một cái cơ duyên để chị tiếp xúc. Và khi mà chị tiếp xúc người thật việc thật rồi, chị nói chuyện được rồi, thì chị cảm thấy là thực sự là cái cảm giác là cá về với nước nó là ở đây. Không hiểu tại sao nó là như vậy. Thì hôm đó chị tính là chị không có tham gia cái buổi cuối cùng. Không tham gia đâu. Nhưng mà chị có một cái lời mà gọi là tự nói với mình á, là nếu như không trùng buổi học thì chị sẽ tham gia, là coi như là vũ trụ vẫn cho mình tham gia để mình thử đi thử tới cùng. Mà nếu như không trùng buổi học, còn nếu trùng buổi học thì ok, là mình đã tự có câu trả lời của mình, thì không có trùng buổi học. Thì chị cũng tham gia và chị cũng tự dặn lòng mình là thôi, mình cứ mở lòng lắng nghe, mình cứ mở lòng, tại vì mình cũng đã trả tiền rồi, thậm chí còn trả tiền thêm, thì mình cũng phải tận hưởng cái điều đấy. Tại vì làm sao để mình khai thác, bây giờ cuối cùng là gì, mình mua cái gì ở đây, mình đâu có mua tình cảm đâu, đúng không? Mình không mua tình cảm, mình không mua gì hết, mình chỉ mua lợi ích của mình và mua cái món hàng đấy, thì phải mua cái sự tận hưởng đó. Thì đằng nào tiền cũng trả rồi, thì mình cứ phải gọi là đi đến tận cùng, xài đến tận cùng cái sản phẩm đó một cách là hữu ích nhất thôi. Mình hoàn toàn nghĩ về lợi ích thôi, nghĩ về gọi là lúc đó là không còn bị chi phối bởi tình cảm rằng xé, hay là bạn mình giới thiệu, hay là ABCD, thì nó chị những cái thứ đó là chị đã bắt đầu làm việc và bỏ qua được hết rồi. Mình cũng hiểu là hai bên, mỗi bên sẽ đi là cung cấp những cái sản phẩm và dịch vụ như thế nào, phù hợp như thế nào đối với nhu cầu của chị. Không thể nói là bên A cũng phù hợp, nhưng nó chỉ ở một cái phần nào đó thôi, và bên B cũng phù hợp, nhưng nó sẽ là ở cái phần mà chị tìm kiếm nhiều hơn, nó phù hợp với chị hơn. Mặc dù là thoạt nhìn thì có thể hai bên cũng có những cái thứ mà cũng khá tương đồng đấy, cũng chung chung đấy, giống giống nhau chứ không phải là không nhá. Nếu mà không đi sâu vào tìm hiểu thì hoàn toàn là nhìn thoạt nhìn cũng thấy rất là giống ấy. Đó là lý do vì sao á mà chị khao khát tìm kiếm ở bên B nhưng mà nó lại đụng ở bên A trước. Là bởi vì họ có điểm chung, họ có sự điểm chung nhất định, nên là thành ra chị vẫn cảm thấy ở đấy quen thuộc nhá, chứ không phải là không. Thì đấy là những thứ mà chị công bằng mà nói mà nhận ra. Thì sau đấy là cái buổi thứ ba mở lòng lắng nghe, thì buổi thứ ba cũng là một buổi 4 tiếng rưỡi nữa. Nhưng khi mà mình mở lòng á, và khi mà mình biết được á, tại vì lúc đó là mình bắt đầu mình nhận ra là mình cần phải đi vào lợi ích và nhu cầu của mình ấy, thì đi vào cái hướng đấy thì chị mới thấy là à, cái buổi đấy nó cũng giúp mình được đả thông rất là nhiều thứ, đả thông rất là nhiều cái tắc nghẽn ở bên trong mình nữa. Và đấy là cái giúp chị thực sự á. Và nhưng cuối cùng, quyết định cuối cùng của chị vẫn là sao? Chị chỉ dừng lại ở đó thôi, tức là trải nghiệm đúng cái sản phẩm đó thôi. Còn lại chị sẽ biết là à, nhân cái đấy là chị sẽ hiểu được cái nhu cầu của chị hơn nữa, và cái động lực của chị và cái phù hợp của chị ấy, nó sẽ nằm ở đâu. Nó nằm ở đâu? Tại vì chị bây giờ là chị không có đóng khung ở một chỗ nào hết. Chị sẽ mở lòng chị ra với tất cả những nơi nào, con đường nào phù hợp. Chị không có đóng khung và gọi là giới hạn như vậy nữa. Nhưng mà đến cái lúc này thì chị cũng bắt đầu chị cảm thấy những cái miếng ghép của chị ấy, nó dần dần nó được kết nối lại để chị biết được là chị cần phải tìm cái miếng ghép nào đúng vào một trong. Tại vì có thể là bây giờ bức tranh của mình nó còn lỗ chỗ vài cái, nhưng mà mình bắt đầu mình nhận ra là mình đã biết tìm được đúng cái miếng ghép nào để bỏ vào rồi. Nó không phải là miếng ghép cuối cùng duy nhất nhá, nó không phải là như thế. Thế nhưng mà chị đang cảm thấy ở giai đoạn này, ở những cái như vậy ấy, thì chị cảm thấy phù hợp và phù hợp hơn với như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì nói thật là chị cũng tham gia một cái lớp học về giải mã giấc mơ, dấu hiệu và ngôn ngữ biểu tượng. Thì cái đấy và cái hiện tại chị đang sử dụng ấy, đang mong muốn là đi sâu vào ấy, thì nó sẽ là một cái bức tranh hoàn hảo để cho chị. Còn nếu mà chọn cái kia thì nó vẫn có những cái gì đấy nó trùng hợp. Đăng ạ. Bên kia nó vẫn có cái gì đấy nó trùng hợp, tại vì dù sao nó chỉ là cái hướng tâm lý thôi. Mà nếu là về cái hướng tâm lý, về cái pháp thế gian, thì cái của chị là đủ ấy. Thực ra cái của chị là nó rất sâu luôn á, và nó đủ
nếu mà phân tích về, gọi là về gọi là đối trị đi, tức là các tâm lý tôi thì chị nghĩ là ở cái đó là đủ sâu và đủ, rất là đủ mệt rồi để gọi là hành nó rồi, để thực hành nó rồi á, thì còn lại thì sẽ sang cái, tức là cái hiện giờ là chị muốn là mà một cái cách chuyên tu, một cái cách mà tu tập nó đúng với cái mà chị tìm kiếm ấy, là đi về hướng chân lý, đi về hướng mà cái sự thật đấy, mà không, tức là sự thật nó sẽ đúng với tất cả mọi người, chứ nó không cần phải là à đúng, tại vì cái mà pháp tâm lý hoặc là cái pháp đối trị thì nó có thể đúng với người nào, nhưng mà có thể không phù hợp với người khác. Đó. Thì khi mà gạt ra hết tất cả những cái mà phán xét của mình về à chỗ này thế này, chỗ kia thế kia, tất cả những cái thứ mình bỏ qua, mình chỉ tập trung vào nhu cầu của mình là gì, lợi ích của mình là gì, thì chị sẽ cảm thấy là cái phù hợp của chị là bên B, và chị sẽ chỉ thử nghiệm như vậy đối với bên A và dừng lại, và với cái thử nghiệm đấy thì giúp cho chị quyết định là chị đi về bên B ok hơn. Tức là nó ở cái lợi ở đây, chị nói với Đăng là chị cảm thấy là chị không có thua, cũng không có cảm thấy thắng thua gì ở đây, cũng không có cảm thấy gì hết. Là bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất, chị hoàn toàn tỉnh thức trong cái việc lựa chọn này. Biết chị chọn về cái gì và chị có được tận hưởng hay không? Rất tận hưởng. Có lợi ích hay không? Có rất nhiều lợi ích. Và bằng một cách nào đấy, bên trong chị nó sắp xếp lại để làm sao đó, có thể là nó chưa trọn vẹn, có thể sau này bằng cái cách khác chị sẽ khám phá được cái này trọn vẹn hơn. Nhưng mà chỉ cần như vậy thôi thì nó đã thúc đẩy chị để đi tìm vào, tức là đẩy chị thêm một lực đẩy khác về cái con đường đúng, văng về cái con đường đúng. Của chị. Hiểu. Đó, thì thực sự là cái buổi nhóm cuối cùng ấy, thì chị thấy là nó không có đủ sâu, nó không được như ba cái buổi coaching 1-1 lúc đầu. Có thể là chị phù hợp với cái cách đó chăng, nhưng mà ở đây mình cũng đang học nhóm này thì nó rất là khác nhá. Thì cái mà chị muốn nói ở đây là cái buổi nhóm cuối cùng ấy, thì đối với chị thôi nha, mọi người có thể tham khảo thôi, chứ nó không có phải là cái gì hết, mà nó hoàn toàn không có sự phán xét ở đây. Nó chỉ là cái mà chị nhận xét thôi ấy, là đối với chị vẫn cảm thấy là nó là một buổi không có đủ sâu. Nó rất là nông, và nó tất nhiên chị vẫn có được lợi ích của chị, bởi vì nó sẽ giúp chị kết nối lại được. Nhưng mà tham gia buổi đấy cũng được, không tham gia buổi đấy cũng được. Và cái cuối cùng thì nó vẫn cứ rất là rõ cái phần mà push sale á. Tức là bây giờ để đạt được cái đấy á, thì mình có thể hỗ trợ được gì cho bạn. Thì để hỗ trợ cho bạn thì bạn cần phải tham gia các khóa học này với những cái thế này. Thực ra thì chị nghĩ nó chỉ cần nên dừng lại ở cái chuyện là ok, còn lại tùy vào mình ấy, bởi vì rõ ràng mỗi người sẽ có một cái cách rất là khác nhau, chứ không cần thiết phải như vậy. Thì ok thôi, thì mình cũng chấp nhận sự thật thôi, chấp nhận cái sự thật như là à, vai trò của họ như vậy, họ làm tốt vai trò của họ, thế là được. Thì cái câu chuyện của chị Nguyệt là hồi bữa là chị Nguyệt chia sẻ, là sau đó em có nói chuyện với anh Quý, thì em để ý cái đó, thì em bảo với anh Quý là chị Nguyệt có, tức là sau một thời gian thì chị Nguyệt có chấp đồ sale hơn đó. Chị Nguyệt biết chấp đồ sale là gì không? Có gì em? Có chấp đồ sale hơn. Chấp pro sale à. Cảm ơn em. Tức là nó có một cái độ mở Hồng Trang, tức là khi mà mình đi cái tâm đánh giá, chẳng hạn là mình có một cái đóng, giống như mình hình dung là một cục đất đi, một cục đất mềm á, thì mình đến chỗ nào nó cũng có thể nhào nặn mình được, hoặc là mình là nước thì mình đựng vào cái gì nó cũng có thể đựng mình được. Còn nếu như mình cứng, mình là một cái cục đất cứng thì làm sao người ta nặn mình được? Thì giống như người ta làm một cái thợ làm gốm thì người ta cần một cái cục đất mềm. Cục đất càng mềm á, thì người ta càng dễ nhào nặn. Thì giống như cái tâm của mình á, nó càng mềm, rồi là càng mở, thì mình càng dễ nhận được lợi ích. Tất nhiên, như hôm bữa anh Quý có chia sẻ đó, nhận được lợi ích nó khác với việc là mình là cái người sáng mắt. Nhưng lợi ích là mình vẫn nhận được lợi ích. Ví dụ như mình đi mua bất kỳ món hàng gì mình vẫn nhận lợi ích chứ bộ. Mình đi spa mình cũng nhận được lợi ích, hoặc là mình đi đâu mình vẫn nhận được lợi ích chứ không phải không. Nhưng cái việc mình có nhận được lợi ích hay không á, nó cũng phải tự ở phía mình nữa. Nếu mà mình mở và mình có một cái sự cởi mở thì mình luôn luôn sẽ nhận được lợi ích. Đó. Tất nhiên là lợi ích nó khác với cái việc là sáng mắt, thì cả hai đó nó khác nhau. Nhưng tuy nhiên là đi đâu chúng ta vẫn có thể nhận được lợi ích. Còn cái vấn đề của Hồng Trang á, là có một cái chặn lại á Hồng Trang, thành ra nó bị hạn chế. Thì muốn chị Nguyệt chia sẻ để Hồng Trang có một cái trải nghiệm, là như hai bữa đầu là chị Nguyệt không có cái trải nghiệm đó, nhưng sau đó cái buổi thứ ba là chị Nguyệt có một cái mở hơn, đúng không chị Nguyệt?
tức là chị Nguyệt chấp nhận. Lúc buổi thứ ba là chị Nguyệt định là không tham dự rồi, nhưng đúng. Mà sau đó chị Nguyệt nói là thôi, hãy cho mình giống như mình cứ tận hưởng đi, mình cứ cởi mở đi, mình cứ thoải mái đi. Chị phải nói rõ thêm một chút xíu là nếu mà về vui nhá, thì hai buổi đầu rất vui, rất đúng thoải mái, không có gì hết. Nhưng về cái chuyện là chị linh với cái chuyện là tại sao chị cần phải làm cái điều đó cho cái con đường của chị á, thì chị không có thấy rõ. Chị không có thấy rõ nó. Và... tức là trong suốt đó nó cứ có thắc mắc. Đúng rồi, thắc mắc. Và sao ta? Tức là nếu nói về vui là hoàn toàn sản phẩm rất là vui, rất là ok. Và thực ra chị học được rất là nhiều thứ ở đấy chứ. Nó không phải, nhưng mà tại vì chị có mục tiêu của chị có một cái sự xuyên suốt của chị. Chứ còn tức là về mặt nó dễ nhắn nhá, thì nó vẫn có một chút xíu những cái lợi ích khác ở những cái phần đấy. Tức là gặp hai buổi đấy có thể giúp mình giải quyết được một số vấn đề nó nằm ở đây này. Nhưng mà nó vẫn chưa phải là con đường của chị đi. Thoải mái nữa. Đúng rồi, cái con đường của chị là gì? Là cái chị phải tìm được cuối cùng á, là tìm thấy châu ấy. tìm được cái nào cho nó đúng ấy, tức là tìm thấy con đường rồi, phải tìm được mà thấy con đường, nhưng mà con đường này nó có đúng hay không, bởi vì hai con đường nó na ná nhau. Nếu mình không hiểu thì lúc đầu mình cảm thấy nó na ná nhau. Thậm chí cái này nó còn có cái phần mà vui vẻ và quen thuộc hơn, còn cái kia thì mình có, gọi là đôi khi mà mình cảm thấy là mình bị hù ấy. Nhưng mà thực ra nó không có phải như vậy. Chị không, tức là về vui là rất vui, nhưng mà về cái mục tiêu mà chị đang hướng tới ấy, thì nó chưa có đủ, nó chưa có đúng và nó chưa đủ sâu, nó chưa giúp chị được cái đấy. Mà nếu mà như thế thì chị cần học một mình cái chương trình DSSI của chị thôi, là đã sâu hơn như thế rồi. Chị phải nói thật lòng là như vậy, bởi vì cái đấy nó không có dễ dàng. Thế thì tuy nhiên là đến cái buổi thứ ba là chị nói với Đăng là chị định bỏ, chị ấy cảm thấy không cần thiết nữa, là bởi vì nó không đáp ứng được cái mục tiêu của chị. Tuy nhiên là chị bảo là, nhưng mà chị có nói với Đăng là nếu mà vũ trụ cho chị học, tức là vẫn cho chị trải nghiệm, thì chắc chắn là hai bên sẽ không trùng lịch nhau. Còn nếu mà hai bên trùng lịch nhau thì ok, chị sẽ chọn. Là cái đấy là tự biết rồi, tức là mình có một cái dấu hiệu như thế. Mình đặt là có một cái dấu hiệu như thế. Nhưng mà rõ ràng là không trùng lịch thì chị hiểu như vậy là vũ trụ cho mình một cơ hội để mình nhìn ạ. Mình cứ tự làm việc với mình, là vũ trụ là mình thôi. Thì mình có một cơ hội khác nữa để mình nhìn nhận, thì thôi, đây là lần thứ ba rồi, không có gì quá ba bận hết. Mình sẽ mở lòng ra để mình thực sự là mình xem mình và mình chỉ tập trung vào mục tiêu và lợi ích của mình, và kể từ lúc đấy sẽ có những câu hỏi và mục tiêu và xoay quanh cái phần mục tiêu của mình ấy, để cuối cùng mình biết được là mình cần cái gì. Thật ra bên đấy không có gì là không ok cả. Nhưng mà bởi vì chị năm nay chị 42 tuổi rồi. Và chị đi vòng vòng đủ nhiều để chị muốn đi thẳng vào sự thật ấy. Chị không muốn đi thêm nhiều vòng nữa. Đó, thì với cái trải nghiệm của chị ấy, chị cũng cảm nhận được. Và hơn nữa là về mặt năng lượng giống như chị nói ấy, thì chỉ có cái buổi thứ ba thì mới về là không bị cáu nữa thôi á Đăng. Bởi khi mình đã mở rồi á, khi mình đã chấp nhận rồi á, thì nó sẽ không bị như vậy. Đã không cần thắc mắc á. Thật ra là chị vẫn đi nhưng mà chị có thắc mắc, giống như là vì sao mình lại, cái này nó giải quyết gì cho mình, về vấn đề này nó thế nào. Tại bên kia chị, tại sao bên kia thì chị hoàn toàn là không có bị như vậy. Chị cũng đầy thắc mắc, chứ là tại sao không có đầy thắc mắc. Đầy thắc mắc nhưng mà không hề bị như vậy. Thực ra không phải, bởi vì thắc mắc đó đã được giải đáp rất là cặn kẽ rồi. Còn kia thì ví dụ như 100% thì nó chỉ được khoảng 50-60% thôi, thì nó vẫn còn cái phần đấy. Nó chưa được, còn cái kia là chỉ cần hoặc là được giải đáp, hoặc là không cần được giải đáp, chỉ cần nghe nói trong bài học là tự mình đã giải đáp được cái của mình rồi. Thì nói chung là chị cũng nghĩ là nó không có cái gì gọi là ấy cả, nó chỉ là thích hợp hạt á. Đúng rồi. Chị hợp ở đây. Tức là chị thích ở đây. Như nãy Nhi hỏi á. Nhi hỏi cái gì đúng á, thì thật ra quan trọng mình muốn gì á. Ở đây chị được là chính trị. Ví dụ như thế thì chị thích ở đây. Mặc dù nếu mà nói về bề ngoài, thì nếu mà mọi người, có những người ta mua hàng, người ta đánh giá bề ngoài đi ha. Thì ở đây là chưa bằng đâu. Hoàn toàn là không bằng. Thậm chí nếu mà hoàn toàn cái người mà đánh giá hoàn toàn bề ngoài, nhưng mà tại vì chị hiểu được tất cả những cái thứ đấy rồi, chị trải nghiệm rồi và chị thấy là rất là ok. Và chị tin là sau này trở đi nữa thì mọi thứ ok. Và đang biết không, cái buổi cuối cùng ấy, thì tự dưng có một cái xác nhận rất là rõ ràng giữa hai thứ, là những cái câu hỏi mà chị thắc mắc ấy, thì tự dưng bạn xác nhận hết luôn. Xác nhận hết luôn, nên thành ra là chị thấy là ok, xác nhận về vai trò của hai bên luôn á, từ nay là như thế nào luôn á. Thì có người hỏi, chị chẳng hỏi, có người hỏi. Thì thành ra là nó rõ ràng luôn cái vai trò đấy của cả hai bên. Em thì em thấy là em cũng có hai bên, em cũng có bên A và cũng có bên B. Được về bên B thì em cũng thấy sướng lắm. Em thấy cái cảm giác của em từ xưa đến nay rồi, cách đây 7 năm rồi mà nó vẫn được tốt. Cho chị nói nốt, chị chắc chắn là cái nào mọi người cũng sẽ nghĩ này.
Tại vì hôm bữa mình nói chuyện với nhau là tụi mình thích cái gì, khi đi mua hàng là thích cái gì, thích ngon bổ rẻ đúng không? Ngon ở đây ngon rồi, vui ở đây vui rồi. Ở B của chị ấy là vui rồi, ngon rồi và rẻ nữa. Ngon bổ rẻ đúng rồi. còn gì đâu này bà ấy, thực sự luôn. Ngon bổ và rẻ đúng không? Đúng. Ok. Nói chung là nguy hiểm của ở đây là bắt đầu là sắp tới là dạy free, thật ra là với cả là mọi người biết sao không, thực ra chỉ cần học vài cái bữa ở đây thôi á, chị phải nói là rất là cảm ơn thầy, rất cảm ơn Đăng, cảm ơn mọi người, tại vì qua những cái reflect của mọi người mình học được rất là nhiều, mình soi gương. Nhưng mà chỉ cần vài cái buổi dạy của thầy thôi, mặc dù đã cái gì gọi là sâu đâu, có cái lớp yêu ok là chị đã giải quyết được rất nhiều vấn đề và mấy cái lớp thiền. Lớp này thì Đăng biết không, hôm qua là vụ dẫn ông ấy đi mua nhà mua cửa đó, thì đã bắt đầu là cũng áp dụng mấy cái thứ này được luôn. Cũng rất là hay. Nhưng mà ý chị là chỉ có vài buổi học thiền như vậy thôi á, nó giúp chị giải quyết được bao nhiêu vấn đề. Ở không á, chị nói chuyện với thầy á, chị nói là thầy ơi em đang gặp mấy cái vấn đề như này và em ở không, em ngồi. Và cuối cùng là em nhận ra được là ok, ở không là em không có nhu cầu. Vì ngày trước đó là chị sẽ có nhu cầu mà hỏi cho ra lẽ luôn, để không mà nó kêu mình ngu sao. Mình thấy hết nó kêu mình ngu sao, bây giờ nó không còn có nhu cầu đó nữa. Mình ở không với mình đủ ấy. Nhưng mà chị cũng có hỏi thầy là tại vì cái băn khoăn của chị cũng là cái chuyện là chị cũng cảm thấy là đôi khi mình thấy mình hèn, mình không hy sinh được cái lợi ích này để mình thức ra 100% theo cái kiểu của mình muốn được. Thấy vấn đề là chị biết được chị thực sự là ai và chị sống được với cái điều đó. Thì ok, chị hiểu là chị hiểu là sẽ quay về cái gì rồi đấy. Thì tất nhiên là chỉ cần là mình hiểu được mình để mình không có bị dính chấp vào những cái thứ này. Có thể là đôi khi mình đang bị dính chấp vào chuyện của mình ấy. Dù sao người đấy cũng vẫn là người của mình. Ví dụ như thế thì mình bị dính vào cái của mình đấy. Nên là mình bị như vậy và mình sống được với cái này là gì? Là mình sẽ tôn trọng được là không có phải là như thế đâu. Mình sẽ tua lại những cái thứ mà mình đã được học để mình xét lại những cái đúng, những cái giá trị đúng. Và nguyên tắc ở đây là không có ép mình đó chị Nguyệt. Chị thấy cái điều đấy luôn á, là không bị ép, không bị ép mình á. Với lại như nãy chị nói á, là không phải là chị bị ngu đâu, mà là chị có nghe triết lý của Rousseau không? Triết lý cả hai có nghĩa là mình vẫn hoàn toàn có thể lựa chọn cái này và cái kia. Tức là như nãy em nói, như Yến Nhi chẳng hạn, là mình đi mua hàng mình cũng không đạt được, mà mình đi bán hàng mình cũng không đạt được, thì cái này là mất cả hai. Còn cái của mình á, là mình phải được cả hai. Mình có thể đi mua hàng được và mình có thể đi bán hàng được. Đó là cái triết lý ở đây. Mình có thể học để mình gọi là thấy châu, mình cũng có thể nhận được lợi ích trong cuộc sống. Tức là nó phải là cả hai. Cho nên cái câu ở trên mạng của em á, là đỉnh cao của kinh doanh là thiền, đỉnh cao của thiền là kinh doanh. Tức là cái của mình là cả hai, chứ không phải là có một sự hy sinh hoặc là bỏ cái này hay bỏ cái kia. Tức là nguyên tắc của việc thấy châu hoặc là nguyên tắc của việc tu học là làm cái gì thì mình cũng sáng rõ. Cho nên á, là dù mình học ở đây, nhưng khi mà mình chẳng hạn như mình dạy mãi giấc mơ thì mình phải dạy mãi giỏi hơn. Khi mình đi làm, mình sẽ làm hiệu quả hơn. Mình mua bán đất, mình phải mua bán đất thông minh hơn. Mình phải lời hơn. Nôm na là vậy. Đó, thì cái đó mới là cái test cái năng lực của mình. Đó, thì em giải thích thêm. Chứ không phải là có một cái sự hy sinh cái này hay hy sinh cái kia. Mà chúng ta ở đây là chúng ta phải được hết. Được hết ở đây không phải là vì mình làm hết, mà là nôm na là khi mà mình có trí tuệ, khi mình sáng, khi mình giải quyết được, mình sắp xếp được những cái folder của mình, thì tự nhiên á, là cái lối sống của mình á, nó là lối sống gọi là rõ ràng, sạch sẽ. Đó, thì tự nhiên mọi thứ của mình nó có nguyên tắc. Thì mình sẽ làm việc nó rõ ràng hơn, mình có nhiều lợi ích hơn. Thay vì lúc trước á, mình không phân biệt được cái nào là ảo tưởng, cái nào là thực sự mình thấy, chứng kiến, hoặc là dựa trên cái gì mình dự đoán. Đó, ví dụ như là thông tin mình có thêm do mình dạy mãi giấc mơ là do mình dự đoán chẳng hạn, thì mình biết thêm. Hoặc là cái nào mình tưởng tượng thì mình phải tách ra được cái nào tưởng tượng và cái nào mình thực sự mình thấy, hoặc là cái nào mình dự đoán. Đó, thì nó giúp cho mình nhiều hơn, nó là một cái công cụ thôi, giúp cho mình nhiều hơn. Ok. Rồi Trang nói tiếp đi Trang, sorry Trang nha. Vấn đề của em ý, nói như thế này này. Về B thì em cũng sướng lắm, về B thì em cũng thích lắm. Thế nhưng mà cái trình của em ý, nó không đạt được để học B. Cách đây 7 năm em vào B mà em chỉ có chơi thôi nha. Em chơi thì đương nhiên em vẫn thấy sướng rồi. Bởi vì B thì em có cảm giác em thoải mái, em đã cái kiểu gì. Đúng lại là chả có đâu như B cả. Thì bé là em, trải nghiệm của em là như thế. Nhưng mà em không học được 7 năm, cách đây 7 năm thì em không vào B, em không học được, em chỉ chơi thôi. Thì bây giờ khi quay lại B thì em vẫn là cái trạng thái này. Thế nhưng mà
A thì nó giúp em ở cái chỗ nó như kiểu là cái bước đệm ý. Để em vào được B thì em phải có một cái đủ cái tố chất của cái người lãnh đạo đã. Thì mới học được B, tại vì sao? Cái tinh thần học ở B ấy là cái tinh thần mà học cho mình, mà mình phải tự đi con đường của mình chứ không có trông chờ người khác. Còn em thì em đang ở cái mức mà em chưa đạt được cái đoạn mà lãnh đạo được cái bản thân mình làm việc cho mình ấy. Thì cái khoảng thời gian em học ở A ấy, thì nó cũng đã giúp em tăng tăng cái khả năng mà mình chăm chỉ hơn, rồi mình cái này mình nhận ra cái kia nó là cái bước đệm để em học B được dễ dàng hơn. Tuy nhiên là vẫn chưa được, bởi vì sao, cái thời gian em theo theo A nó ít, nó vẫn còn ít á. Này để đang nói thêm một xíu nha Trang. Ừ, đang nói đi. Tức là Trang biết là Trang giữa Trang với chị Việt khác nhau chỗ nào Giữa mình và chị Nguyệt đó, mình thấy mình khác ở chỗ chị Nguyệt là chị Nguyệt cái khả năng lãnh đạo của chị Nguyệt cao hơn mình rất là nhiều. không? Không phải. Phải. Tức là chị Nguyệt biết rõ chị muốn gì. Tức là chị Nguyệt ở cái chị Nguyệt đó là chị Nguyệt biết rõ, giống như đi mua hàng thôi, mình biết rõ mình muốn gì, cho nên mình sẽ lựa chọn món này hoặc món kia. Còn như Trang á là ngay cả cái thời điểm đầu mà Trang vào bộ sale á là Trang cũng chưa, tức là chưa có động lực học á, chưa có biết là mình học cái này để giải quyết cái gì, chẳng qua là mình thấy nó hay thì mình đến thôi, và đến bây giờ nó vẫn là như vậy, nó vẫn chưa có động lực, chứ không phải lãnh đạo bản thân nha. Tức là lãnh đạo bản thân nó phải phát sinh từ việc cái thái độ học của mình, từ cái mong muốn của mình, từ cái khát khao của mình. Thì khi mình muốn lãnh đạo mình thì mình làm được vậy thôi, thì cái năng lực nó có được khi mình muốn, khi mình có cái khát khao, có cái thái độ đúng. Còn như Trang á, vì sao Trang phù hợp là bởi vì Trang cần một môi trường để mình giống như mình tập tành, mình chơi nếu như là chơi đồ hàng á, chứ mình không không cần thực sự là đi. Mà một người muốn đi ra Hà Nội khác với một người là muốn à bây giờ mình sẽ tập coi cái xe máy này như nào, cái xe đạp như nào, mình ngồi ở Hồ Chí Minh và mình ngồi mình gọi là chơi đồ hàng, chơi đồ chơi, và mình chơi và mình tất nhiên là cũng tạo một số cái tiền đề nhất định, nhưng mà nôm na là nó dành cho những cái chưa có động lực đó Trang. Ừ, Nên mình cũng thấy mình không có động lực Trang học ấy. ở phòng sale nó cũng khó ở chỗ là vì ở phòng sale á, đặc biệt là các cái chương trình chuyên sâu á, nó dành cho những người có khát khao, có động lực, muốn muốn giải quyết vấn đề, muốn đi nhanh giải quyết vấn đề của mình muốn vậy mình phải giải quyết được, nó mang chất mục tiêu cụ thể và xác lập từ những mục tiêu rõ ràng. Còn chẳng hạn như những chương trình phụ này bên ngoài Vipassana hoặc là những chương trình cộng đồng thì cái này là Trang có thể tham dự thoải mái vì nó không có mang tính chất gọi là nó giải quyết một cái mục tiêu cụ thể đó. Nhưng mà chỉ cần mấy cái lớp cộng đồng như vậy ấy, mà em học đúng ấy, thì là chị đã thấy giải quyết được rất nhiều vấn đề rồi á, Trang ơi. Nhưng mà Vâng, nhưng em mà Nhi nói đi Nhi. ấy, em nói là em nghe chuyện của Trang với lại nghe chuyện của chị Nguyệt thì em nhìn bản thân em á thì em thấy nói chung là học bên A cũng có hay của bên A, bên B cũng có hay của bên B, nhưng mà để giúp cho bản thân em á mà học tốt được bên A thì em giống như là để nhiều khi học bên A là mình cũng có những cái hay, nhưng mà qua bên B á để cho mình được làm rõ thêm về cái bên A nữa, thì em cảm nhận được điều đó, tức là giống như là để mình có cái nhìn nó rõ nét hơn, và để giống như mình củng cố lại vậy đó, thì giống như để mình hiểu rõ hơn á, tại vì bên kia bên A là em học là giống như mình giống như là mình tìm hiểu rồi qua bạn bè này kia, nói chung là môi trường là online thì có những cái là mình không chưa thiên, cũng nói chung là cũng cũng bản thân mình phải tự tự nhìn này kia thì nó được cái điều đó. Nhưng mà qua bên B ví dụ mình được tương tác, mình được này kia, thì nhiều khi trong quá trình mình nghe các bạn nói thì giống như là bên A là mình luyện về mắt với lại bên trong của mình, còn bên B là mình luyện về tai với lại cả về bên trong nữa, thì em thấy giống như cả hai bên đều bổ trợ hết á. Em cảm thấy là đối với em thì em cảm nhận vậy đó, giống như bên A có những cái em đã biết, em nói chung mình khám phá, nhưng mà qua bên B mình được nghe lại lần nữa là mình được nhớ lại về bên kia, mà mình giúp cho mình hiểu rõ về bên hiểu về bên kia thêm miếng nữa, thì em thấy nó cảm giác nó vậy á, chứ em không có so sánh gì hết. Với lại nói chung là bên Rosell mà có gì miễn phí là em cũng muốn tham gia luôn, nên là Ok, thôi tạm thời mình bỏ chủ đề này vào bên dạ. nha. Mà Hồng Trang giải quyết được cái Hồng Trang giải quyết được vấn đề của mình chưa? Mình nghĩ là mình chưa hẳn thông đâu nhưng mà mình dễ chịu hơn ấy. Dễ chịu hơn đúng không? Chưa hẳn thông thì có chỗ nào mà Hồng Trang thấy chưa thông không? Mình không thông ở chỗ là cái niềm tin của mình đối với bên A ấy, nó bị lung lay nhiều quá. Nó kiểu lúc nào nó cũng thắc mắc là Lúc nãy chưa mình nói phải hết như thế. cái chỗ này nè,
Tức là nãy đang mình đang lại phải so sánh cái sự khác nhau giữa Trang với lại chị Nguyệt á, là bởi vì á khi mà như chị Nguyệt rõ ràng cái mục tiêu á thì lúc này chị Nguyệt mới đánh giá được là cái việc mình học ở đây mình có đạt được mục tiêu của mình hay không. Còn Trang có hiểu không? Chưa nói những cái khóa này nha. Ví dụ như chị Nguyệt, khi mà chị Nguyệt vô học trực tiếp chương trình Thiền Việt Nam đi, thì giống như chị Nguyệt xác lập cho mình mục tiêu, rồi sau đó mình đi trên con đường đó, mình sẽ coi coi mình có đạt mục tiêu hay không. Thì cái việc học á, nó sẽ có mục tiêu rõ ràng. Còn như Hồng Trang học á, giờ học bên cái mục tiêu của Hồng Trang không rõ ràng. Hồng Trang cũng không có mục tiêu học. Do vậy á, thì những cái kỳ vọng của Hồng Trang về việc đạt được mục tiêu á, nó là những cái kỳ vọng nó không phù hợp với Hồng Trang. Cho nên việc mà đi học ở Sell Hill chẳng hạn, thì Hồng Trang chỉ cần xác định là mình đi học ở đây được cái gì hay cái đó. Và học ở đây tức là Hồng Trang có một cái kỳ vọng có đạt được cái gì, trong khi ở đó không dạy đạt được một cái gì cả. Hồng Trang hiểu không? Nó khác với Pro Sell là học là phải có mục tiêu. Khác chương trình chuyên sâu nha, học là bạn phải có mục tiêu và cái người dẫn đường họ phải là người sáng để họ dẫn đường cho bạn. Họ dẫn để bạn đạt được những một cột mốc, những mục tiêu. Không phải nói những cái khóa này là khóa cộng đồng bàn nha. Nhưng mà vô học chuyên sâu thì nó sẽ có những mục tiêu, cột mốc cụ thể. Đó. Và giống như tu học vậy đó, bạn muốn đạt được giác ngộ, giải thoát chẳng hạn, bạn sẽ đi qua các mốc mục tiêu này. Và tất nhiên tùy theo mục tiêu của bạn đến đâu, chúng tôi sẽ có những cái chỉ đường hỗ trợ để bạn đi đến cái mục tiêu đó. Còn á, học những cái chương trình chẳng hạn như là chương trình bên ngoài, đó, như Sell Hill là một chương trình bên ngoài, là giúp cho bạn có thêm thông tin, có thêm thông tin để bạn ra quyết định đó. Và sự hỗ trợ ở đây là sự hỗ trợ, không phải là của một người dẫn đường. Cho nên nếu mà nói là một cái mục tiêu gì để đạt được á, tất nhiên nó không phải mục tiêu cho cái sự thay đổi của bản thân. Hồng Trang lại kỳ vọng một cái mục tiêu cho sự thay đổi của bản thân thì không phải. Mà nó là, nếu học ở đó thì đó là những cái mục tiêu mà do khóa học họ đưa ra. Ví dụ như biết thêm về khái niệm này, hoặc là như bữa nghe Hồng Trang kể là cách học là mọi người sẽ tự trả lời chẳng hạn, thì là mình đến gần với cái khái niệm của chính mình hơn. Đó thì lúc này á, là đó là mục tiêu của các khóa học, chứ nó không phải cái kỳ vọng ngầm của mình á, và những cái mục tiêu ngầm mà mình có. Hồng Trang tức là cái ngưỡng đấy nó chưa đủ để thay đổi bản thân mình đâu. Chính xác. Nhưng mà động lực của Hồng Trang về sự thay đổi nó cũng không có. Cho nên Hồng Trang lại hy vọng là có một chương trình gì đó giúp mình thay đổi bản thân, thì lại không có chương trình nào mà nó có thể giúp mình thay đổi bản thân mình nếu mình lại không có động lực. Tức là mình muốn nhưng mà lại phải cộng thêm cái động lực nữa. Tức là cái muốn ở đây nó phải xuất phát từ cái động lực của mình á. Thì cái chương trình đó nó sẽ là một cái tiếp xúc để cho mình đi lên. Còn nếu như mình lại có kỳ vọng là mình thì không muốn, nhưng chương trình đó nó sẽ giúp cho mình muốn, hoặc là chương trình đó nó sẽ giúp cho mình thay đổi, thì chẳng có chương trình nào, ngay cả Phật cũng không thể nào giúp cho mình thay đổi vì cái điều đó cả. Đó, thì đang chia sẻ vậy để Hồng Trang thấy là cái kỳ vọng này á, là cái kỳ vọng nó không có phù hợp. Cho nên nó khiến cho Hồng Trang hiểu trong mình nó đang không có động lực, đúng không? Tức là trong mình đang không có động lực, thì bây giờ mình cứ tham gia các chương trình với một cái tâm mở là được cái gì tốt cái đó, thì sẽ hơn là mình đặt một cái kỳ vọng, sau đó không đạt được thì mình sẽ thất vọng và mình mất niềm tin, rồi mình bỏ dở cái chương trình đó thì cũng phí. Tinh thần không phải như vậy, mà là đây là đang chia sẻ về Hồng Trang. Trang phải tự xem lại mình á, Trang tự xem lại mình coi là mình có thật sự có động lực học hay không. Từ trước đến nay á, là Hồng Trang có thật sự có động lực thay đổi bản thân mình hay không, hay là muốn giải quyết một vấn đề gì hay không, hay là mình chỉ muốn đi học mà thôi. Cho nên nếu mà mình muốn một môi trường học tập thì ok, như vậy đến đó mình đã được đạt được cái mong muốn của mình chưa? Tức là mình phải xác định rõ cái mong muốn của mình á. Cho nên cái buổi học của Tiêu Dùng Thông Thái là buổi đầu tiên, là đang đã đầu tiên là phải xác định được mong muốn của mình. Cho nên nếu mình không rõ mong muốn của mình á, mình vào với một cái mong muốn nó không phải đúng á, thì nó sẽ làm cho mình mệt mỏi, khó chịu và cũng không đạt được lợi ích. Thì Trang phải coi lại, đang chỉ gợi ý thôi trên cái góc nhìn này nha, là bây giờ Trang đang không có một cái động lực thay đổi bản thân mình, động lực để học. Nếu có động lực thì Hồng Trang đã đi học cái khác rồi, đúng không? Và Hồng Trang đang cần một cái nơi để mình có được cái môi trường để mình học mà thôi. Nhưng Hồng Trang lại kỳ vọng rằng cái nơi có cái môi trường học đó nó sẽ giúp mình thay đổi, hoặc nó giúp mình có động lực để học. Thì ngay cả Phật cũng không giúp được điều này. Đó. Hồng Trang hiểu không? Ừ. Nhưng mà như thế này nha, cái nơi đó cũng có giới thiệu là học xong có thay đổi mà. Thì họ giới thiệu là học xong có thay đổi, nhưng thay đổi của họ nó không phải cái kỳ vọng giống như Hồng Trang nghĩ. Ờ,
nghèo cơ. Đúng không? Hay bên, họ nói vậy nhưng mà mình ví dụ mình không đạt được chẳng hạn thì nó cũng sẽ không được như họ nói chẳng hạn. Hoặc là một cái kỳ vọng khác của mình vậy. Như vậy trước khi mua hàng Hồng Trang phải rõ ràng, ví dụ như là thay đổi thì đánh giá thế nào Hồng Trang phải đưa ra lời hứa khi bán hàng á, thì nếu như không đạt được thì có cho tôi học lại không, hoặc là nếu không đạt được thì thế nào, Hồng Trang hiểu không? Lúc này nó phải xác lập từ lúc trước khi mua hàng. Đúng rồi, đúng rồi, mình mua hàng xong rồi mình mới bắt đầu có những cái thắc mắc. Ví dụ như họ có những tiền thoại, những lời hứa là học xong cái khóa này bạn sẽ thay đổi này, thay đổi này, thì mình có thể hỏi họ là làm thế nào để biết bạn có thay đổi này à, hoặc là có bài test nào hay không, hoặc là có cái gì đó hay không, hoặc là nếu tôi cảm nhận là tôi chưa thay đổi thì có được xem xét lại cái mục tiêu này hay không, hoặc là nếu tôi không đạt được thì có tôi cho tôi học tiếp hay không, cho tôi học lại hay không, hoặc là refund lại tiền cho tôi hay không. Đó thì đó là cái quá trình trước mua hàng. Còn sau mua hàng rồi á thì cái này Hồng Trang cần phải làm rõ cho bản thân mình. Đó. Và thêm nữa nha, mình cũng phải sáng suốt khi mình đi mua hàng, mình cũng sáng suốt trong những cái lời hứa. Không phải mọi lời hứa của người bán đều có thể thực hiện được. Ví dụ như họ hứa nha, họ hứa học 4 buổi à, bạn sẽ thay đổi cuộc đời, nó dễ hiểu vậy. Mình nghe mình thấy thì sao? Vô lý. Không lấy hoặc là bạn muốn làm giàu. Họ chỉ đang vẽ câu chuyện của chính mình muốn vẽ ra mà. Đó. Bạn muốn làm giàu. Bạn muốn làm giàu không? Bạn đi học ở đây 4 buổi bạn sẽ trở nên giàu có. Bây giờ thì mình phải biết rõ là à, đâu là những lời hứa thực sự giúp mình, đâu là cái thực tế, đâu không thực tế. Đó, thì cái này mình cũng đừng gọi là theo kiểu là vì mình muốn cái tin điều đó nên mình chấp nhận theo cái đó. Thì nếu mình đã chấp nhận thì mình phải biết là à, mình chấp nhận theo cái điều mình tin chứ nó không có thực, không có thật. Không thể nào mà không thể nào có ai đó mà có thể giúp cho mình có được một cái gọi là khát khao tu học hết đó. Đó. Ok ha. Rồi. Thì cái này đang chia sẻ để không chắc giờ đỡ hơn chưa, thông hơn chưa, hay là có muốn giải đáp thêm? Cái này mình nghĩ mình tự làm ấy, bởi vì cái này này, nếu mà mình không tập trung cái hướng suy nghĩ của mình vào phía chương trình nữa, mà mình chỉ tập trung vào cái việc là hoàn thành cái bài tập của mình mà làm nào để mình nhận được cái lợi ích nhiều nhất từ cái bài tập đó ấy, thì mình cũng sẽ bớt đi cái chuyện mà suy nghĩ lòng hoàng rồi bớt đi cái sự khó chịu. Khi mà mình chỉ tập trung cái bài tập của mình thôi thì mình nghĩ là mình sẽ ổn hơn. Hồng Trang có link được cái này với cái Hồng Trang có link được cái bài này với cái bài mà chị Quán Đà Tọa mà buổi tối hoặc buổi sáng em. Đúng, chính xác, chị đang muốn nói như thế. Mỗi một bài tập em làm á là em làm giống như thế, giống như lần trước em bảo em đi dọn làm nhà. Làm chỉ để làm thôi. Em không thích ý. Thì tự dưng hôm bữa em đi dọn nhà em rất vui thì em link với cái đấy. Xong rồi á, tại vì ở bên giữa hai bên chị thấy có một cái như này, tức là cái khái niệm nguồn á, em có nhớ không? Khái niệm nguồn á là cái vô cùng quan trọng để mình sắp xếp lại những cái folder của mình ấy. Thì bằng cái cách mà bên đấy ý, là em cảm thấy là ok, các bạn bàn luận với nhau mà ra được khái niệm nguồn rồi, nhưng em có chắc không thì em qua bên này em hỏi thầy. Mình bạn thì em đi đúng chị Mai á. Mình kết hợp hai bên đi. Thầy mình bảo mình thầy chị Minh. Tức là lại đúng rồi đó, mình cái thầy cũng dẫn vào cách làm bài, học bài. Thế mình thôi. Mình hướng như vậy á, hay là không có tập trung vào hiện tại mà hướng đến một cái gì đó đạt được tương lai. Yeah. Bữa thầy nói đó. Okay. Lau lá cây thôi. Tập trung vào hiện tại ha. Mới cái chỗ mà cái chỗ chỉ quán đã quán tọa. Chỉ quán đã tọa. Đã. Chỉ quán đã tọa. Lúc đầu em nghe cái tên đó em không có quan tâm đến cái tên gì kể, biểu thực hành gì thực hành nó. Xong tự nhiên hôm qua xong thực hành xong em mới ngồi trong cái bài thơ, trong cái bài gì đó, nó cái từ đốn ngộ em cũng có nghĩ tới đó rồi, nhưng mà sau khi nghe chị Nguyệt, chị không phải cô Trinh chia sẻ xong, em mới cứ sợ cái từ đốn ngộ, cái em lên mạng em gõ ra em đọc em hiểu đốn ngộ thì em không có sợ nữa. Xong rồi thì em mới suy nghĩ tới cái chỗ cái câu mà chỉ quán đã tọa. Thì em bắt đầu em quan tâm tới cái từ đó, rồi em ngồi em nghiệm. Thì em cũng có hiểu, mà tự hiểu, tự phân tích, tự hiểu thôi. Giống như là giống như chỉ là hiểu nó liên quan tới cái câu trong cái từ gì mà chỉ gọi là chỉ thẳng á, hiểu vậy. Rồi quán á, tức là giống như là trong cái nó đi chung với cái từ thiền quán á, kiểu kiểu như mình hiểu là quán là quan sát lại, kiểu kiểu vậy, em hiểu vậy đó.
rồi đã, tức là đã được, đã thông kinh mạch kiểu vậy, còn tỏ tức là mình ngồi hoặc là mình gọi là một cái hình thức nào đó kiểu vậy á, thì em hiểu nó vậy, chứ còn lúc đầu em không có linh, không hiểu gì hết trơn á, không quan tâm tới cái từ đó là gì. Nói chung là thực hành thôi, đó là cái tên mà chỉ có nền tảng, nó là một khái niệm cho rất nhiều bài tập khác nhau. Thì cái bài đây là cái level mà chích ra để cho mọi người thực hành thôi. À, đây là cái đốn ngộ, thật ra nó là cái đốn ngộ làng Mai chứ nó không phải đốn ngộ đích thực nha. Đốn ngộ đích thực là nó là khác nữa, cho nên là mọi người tập trung cho bài tập, và khi mà gửi tài liệu, ví dụ như đọc cho mọi người nghe cái đốn ngộ làng Mai thì mọi người hiểu là à, cái này là của đốn ngộ làng Mai thôi, và nó có cái bài thơ đó để mình hình dung là đây là một cái pháp thiền mà ở làng Mai họ thực hành, họ thực hành, và đây là chỉ có đà tọa là tông tông Cầu Động ngày xưa đó. Thì mọi người hình dung cái gốc, cái cội nguồn của nó cũng là thiền. Chứ thường mọi người hay nghĩ thiền là một cái gì đó phải nỗ lực, phải cố gắng, phải cực hình, cực khổ, thì đây à, không phải thiền là tận hưởng đó, mình phải tận hưởng được trong những cái giờ phút đó, và đó cũng chính là thiền đó. Đầu tiên là cho mọi người trải nghiệm cái này trước, còn những cái chỉ quán đạt tuệ hoặc là đốn ngộ chuyên sâu hơn đó, thì có những cái tầng bậc khác nhau sẽ hướng dẫn cho mọi người chuyên sâu hơn sau ha. Ok rồi, đến đây nha, mình sẽ vô nội dung một chút ha. Hôm nay mình sẽ làm buổi ba là nói về chủ đề là khách hàng. Buổi ba là nói về chủ đề khách hàng hay người thân. Thì trước khi nói về cái này thì chắc anh sẽ tổng hợp lại một chút về các cái khái niệm á, để mọi người tổng hợp lại là mua hàng á chính là một cái sự trao đổi. À, chính là một sự trao đổi. Thì công ty họ sẽ có một cái sản phẩm dịch vụ, và khách hàng á, thì sẽ có những nhu cầu mong muốn, và chúng ta sẽ trao đổi với nhau. Chúng ta sẽ lấy những sản phẩm dịch vụ nhằm thỏa mãn những nhu cầu mong muốn của mình, và bù lại mình phải trả tiền cho công ty. Đó, thì đây là khái niệm cơ bản ha. Nhưng mọi người có biết là trao đổi đó, cái nguồn gốc của trao đổi nó phát sinh từ đâu không? Khi hiểu được về cái trao đổi này nó cũng rất là thú vị. Nguồn gốc của trao đổi này nó phát sinh từ đâu? Mọi người biết không? Một người dư, một người thiếu. Cái này nó liên quan đến tiền tệ. Tiền tệ sinh ra từ đâu? Tiền á. Tiền sinh ra từ đâu? Từ cái nhu cầu mà mua bán trao đổi này. Đúng rồi, chính xác. Tức là lúc trước á, là sẽ có là một cái nhà họ trồng bầu, chẳng hạn họ trồng rau, trồng trái bầu, trồng mướp, trồng bí, trồng dưa, ví dụ vậy. Rồi nhà thì có nuôi gà, nuôi trứng, có trứng, có này có kia. Thì mình là cái người mà trồng rau nhưng mình lại không có thịt ăn, thì mình phải trao đổi. Nhưng mà mình trao đổi lúc này là như một quả trứng mình lấy một bó rau, đúng không? Hoặc hai quả trứng lấy hai bó rau, còn một con gà thì lấy đến 10 hoặc 100 bó rau, rất là nhiều. Thì nó phức tạp quá, cuối cùng nó phát sinh ra một cái vật trung gian ở giữa là tiền tệ. Thì lúc đó tiền nó phát sinh ra. Thì sau khi tiền phát sinh ra thì lúc này là giúp cho mình trao đổi một cách dễ dàng hơn. Như vậy cũng là việc mình sẽ làm một cái việc gì đó, sản sinh ra một cái gì đó, mình nhận tiền về. Và mình muốn nhận một cái gì đó thì mình phải đưa tiền ra. Đó, tức là cái tiền nó trở thành một cái vật trung gian ở giữa mà thôi. Do vậy cái cội nguồn của cái việc mua hàng á, nó cũng chính là một cái việc bán hàng. Mọi người thấy không? Thấy một cái sự bán hàng trong mình không? Mình đi làm kiếm tiền là một việc bán hàng. Mình bán để mình lấy tiền về, sau đó mình để phục vụ cuộc sống của mình thì mình đi mua hàng. À, nó trở thành cái chuỗi, đúng không? Đó. Biết vậy để gì? Để trân trọng tiền hơn. Đi mua hàng đâu phải tiền có sẵn đâu. Cái tiền cũng phải do mình làm ra, đúng rồi, trân trọng tiền của mình hơn. Tức là đây là cái chuỗi. À, chúng ta đi mua hàng, chúng ta có tiền thì chúng ta cũng đã từng là người bán rồi. Chúng ta phải bán một cái sản phẩm để chúng ta thu tiền về. Giống như mình muốn có tiền thì mình cũng phải trồng rau, mình phải nuôi gà. Tại sao đó mình lấy tiền về, để chi? Để mình lại mua rau hoặc mua gà mình ăn. Thì thôi, đó là một cái quá trình tiến trình trao đổi. Và cái quy luật của trao đổi nó phải là quy luật gì? Ngang giá, đúng không? Cho nên là để chiến thắng trong mua hàng thì có phải là đi lừa lọc không? Không. Hoặc là có ai đó bán cho mình rẻ bèo cái chuyện đó mà họ không nhận được cái gì không? Hoặc là có khi nào chúng ta đi mua một cái món hàng mà người bán sẽ thiệt hại
xây ra một căn nhà thật là to, xong rồi cho chúng ta những cái dịch vụ như là bánh kẹo trước khi đến, rồi massage chăm sóc, rồi mới vô ăn một cách miễn phí không? Thật ra nó bao gồm trong cái gì? Trong giá bán. Nó sẽ cấu thành toàn bộ trong giá bán, đúng không? Làm gì có cái gì mà miễn phí mọi người. Nên thường chúng ta hay định nghĩa cái sự chiến thắng trong mua hàng đó, đó là một cái gì đó nó không mang tính trao đổi nha. Nó giống như là cái người bán đó bắt buộc họ phải có cái chuyện đó, bắt buộc họ phải có dịch vụ đó, trong khi để có dịch vụ đó họ sẽ phải tăng giá sản phẩm. Thế thôi, họ phải tăng giá sản phẩm. Ví dụ như mình mua một cái túi hiệu đi chẳng hạn, thì thật ra cái túi hiệu đó đã bao gồm cái gì? Rất nhiều cái tiền khác xung quanh đó để cấu thành lên cái giá. Như mình nói như Puro đi bán một cái máy lọc nước, thì trong cái giá lọc máy lọc nước đó nó phải cấu thành cả cái dịch vụ bảo hành, dịch vụ bảo trì, để có vấn đề gì bạn còn gọi người ta chăm sóc, bao gồm cái lương của cái bạn chăm sóc đó, chứ đâu thể nào là giá cái máy không. Thì bạn muốn dịch vụ nó tăng lên, chứng tỏ cái giá nó phải sao? Nó sẽ tăng lên đó. Nên mình phải sáng suốt trong chuyện này. Mình không thể nào mua một cái gì đó mà nó gọi là nó không sáng suốt, mà mình nghĩ là nó gọi là nó khời được. Đó. Thì cái cội nguồn của việc mua hàng nó phải đến từ sự trao đổi, và cội nguồn của đó nó cũng là một người bán, mình cũng là một người bán. Cho nên để mình có thể chiến thắng trong khi mua hàng thì mình nên đặt mình ở vị trí một người bán để mình có một sự thấu hiểu. Và mua hàng bán hàng nó chính là một cái tiến trình mua đi bán lại vậy thôi, mua bán. Đó. Rồi, nói đây thì mọi người hiểu được cái này không? Hiểu được cái việc mà trao đổi không? Trao đổi tiền tệ. Hả? Hiểu được cái quy luật trao đổi này nó rất là quan trọng. Nó liên quan đến sống đúng vai trò luôn. Ví dụ như mình là người bán đây, thì vai trò đây là gì? Nguyên tắc trong toàn bộ cuộc sống của chúng ta có phải là nguyên tắc trao đổi không? Có phải trao đổi không? Mọi người coi thử ra, có phải một sự trao đổi không? Luôn luôn có một sự trao đổi. Chẳng qua là trao đổi cái gì thôi. Có thể là tình cảm, hoặc là nói hay không nói ra, nguồn năng lượng nó đã là một sự trao đổi với nhau. Có thể không nói ra, nhưng mà nó cũng là một sự trao đổi với nhau. Mọi người xem lại ra trong toàn bộ cuộc sống của mình á, có phải lúc nào mình cũng đang trao đổi không? Ví dụ con mình đi, mình với con mình có phải trao đổi không? Mình phải trao đổi với nó một cái gì đó. Con học đi, dạy mẹ sẽ thưởng. Có phải sự trao đổi không? Một sự trao đổi mua bán đúng không? Một sự trao đổi. Tất nhiên là lúc này nhiều khi nó không có rõ ràng, nó cũng không phải là, nhiều khi nó là tình cảm, nó không phải là tiền, nhưng nó vẫn là một sự trao đổi. Để nó ngồi yên, nó điện thoại. Muốn nó ngồi yên thì đưa điện thoại, thì nó sẽ ngồi yên trong mình, đúng không? Nó muốn sự trao đổi. Luôn mình phải trao đổi. Thế sao này? Ở họ cái phá này họ đó mình đủ thứ bao đó từ từ chứ không đổi. Giờ nó đi từ từ. Đúng rồi, mình phải có sự trao đổi. Trao đổi đó, trao đổi dài hạn luôn á. Vì mọi người biết không? Vì thật ra mỗi người đều có quyền tự do riêng. Người bán cũng có quyền bán và người mua cũng có quyền mua. Và chính bản thân mình trong cuộc sống nè, mình là con mình cũng có quyền riêng, mình là mẹ mình cũng có quyền của mình. Đó. Nên mỗi người đều có những cái quyền riêng trong quyền quyết định mọi hành động của bản thân, cũng như là quyết định mua hoặc không mua, quyết định làm hoặc không làm. Cho nên để người ta làm thì mình phải làm sao? Mình phải tiến hành một cuộc gì? Cuộc trao đổi. Thôi, giống như bây giờ nha, mình đi vô nhà sách, mình muốn có cuốn sách mình phải làm sao? Mình phải trả tiền. Chứ mình có khi nào mình vô cuốn sách mình dịch của người ta được không? Thì cái đó là không được. Thế là ăn trộm. Đó. Thì cho nên mọi trong cuộc sống mình muốn gì thì mình đều phải có một cuộc gì? Một trao đổi diễn ra. Đó, trong cuộc sống. Đối với con mình nè, đối với bố mẹ mình nè, đối với tất cả những người ở ngoài, đều là mọi cuộc nói chuyện của mình thông thường là ngoài tháng thì thông thường nó sẽ là cái gì? Những cuộc trao đổi. Đó. Đó. Thì đây là cái để mình bắt nguồn cho cái câu chuyện mua bán của mình.
mua bán chính là một quá trình trao đổi, và trao đổi á, mua hàng cũng là một quá trình. Trước đây mình đã từng, mình phải bán hàng, mình phải bán một cái món hàng để mình nhằm mình lấy được cái tiền, rồi lấy cái tiền này rồi mình mới đi mua, chứ đâu ra có tiền mình đi mua. Đó là cội nguồn của mình trong cái chuyện đi mua hàng, là mình phải là từng bán, và mình bán thì nó sẽ như thế nào. Rồi mình sẽ coi một vài cái, quên, coi một vài cái khái niệm ha. Nhu cầu, nhu cầu là một cái của bản thân đó, một cái nhu, một cái cảm giác thiếu hụt mà chúng ta, cái này là theo khái niệm theo cái cuốn mà marketing căn bản nha, cái này không phải là đăng trên cái quy ước gốc gì hết, mà đây là một cái định nghĩa mà mọi người quy ước với nhau để sử dụng. Đó, nhu cầu là một cái cảm giác thiếu hụt mà con người cảm nhận được, ví dụ như là ăn mặc, đó là nhu cầu. Còn mong muốn thì nó phải gắn với một cái cụ thể, ví dụ như là muốn ăn bánh mì, muốn ăn hủ tiếu, hoặc là muốn ăn cơm tấm chẳng hạn, thì là một cái mong muốn. Nhưng mà yêu cầu thì nó cụ thể hơn nha. Yêu cầu á thì là mong muốn đó, nhưng mà nó thêm cái điều kiện là khả năng thanh toán nữa. Thế nhiều khi ai mình có mong muốn gì mà rất là to lớn, như hôm nay mình tự nhiên mình muốn ăn cá hồi quá chẳng hạn, nhưng mà giờ trong ví mình có còn có 20.000 à, thôi giờ đi ăn hủ tiếu đi cho nó dễ, vì số tiền của mình nó có hạn đó. Nhiều mong muốn của mình muốn mua nhà, mình muốn mua cái nhà rất là to, penthouse gì đó, nhưng mà giờ số tiền của mình có mấy trăm triệu mà mình còn vay ngân hàng nữa, thôi mình giảm thiểu lại là mình thôi mình đi mua một căn nhà nhỏ thôi. Đó là yêu cầu, cái demand là nó phải phối hợp với cái điều kiện thanh toán, khả năng thanh toán của mình. Rồi hàng hóa chính là những cái thứ mà nhằm thỏa mãn cái này, thỏa mãn cho cái nhu cầu của mình. Rồi sự trao đổi lúc nãy có nói rồi nha. Sự trao đổi nó khác với mình sẽ có nhiều cách để thỏa mãn nhu cầu nha. Lúc nãy mình chỉ mới nói một cách thôi là cách gì, cách trao đổi đúng không? Nhưng mà đây nó có cách nữa là tự cung tự cấp. Có một cách nữa là tự cung tự cấp, mình có thể tự cung tự cấp được nha. Ví dụ như là nhà tự trồng rau, họ đi mua. Đó là nhu cầu thứ nhất, thứ nhất là tự cung tự cấp. Thứ hai là chiếm đoạt, như mình chiếm đoạt của người ta. Không trao đổi gì hết, chiếm đoạt luôn. Đó, như nhiều khi đồ của chị em mình hoặc là ở trong nhà hoặc là bố mẹ mình trong nhà, nhiều khi mình không trao đổi, mình chiếm đoạt vậy thôi. Đó. Thì đó là mình chiếm đoạt. Mà còn một cách chiếm đoạt. Cái thứ ba là đi xin. Đi xin. Xin thì không cần trao đổi, đi xin thôi. Đó, và cuối cùng là trao đổi. Trao đổi thì nó phải có tiền tệ ở giữa nha. Đã là trao đổi thì nó phải liên quan đến một cái giá trị, có thể là tiền hoặc vàng hoặc là cái gì đó, mà nó sẽ có một cái giá trị đó, nó mang chất có một cái giá trị trao đổi. Còn đi xin đó thì nhiều khi là mình xin thôi, mình không cần phải trả lại cho người ta một cái gì đó. Thì mình sẽ có bốn cái hình thức để nhằm thỏa mãn cái nhu cầu, mong muốn hoặc yêu cầu của mình đó. Như giới hạn nguồn lực của mình là yêu cầu, nó nằm trong giới hạn nguồn lực. Còn mong muốn là nó sẽ cụ thể ở trên một cái cụ thể đời sống của mình. Ví dụ mình mong muốn là muốn ăn hủ tiếu là mong muốn. Còn nhu cầu là nhu cầu mình có sẵn, những cái nhu cầu đó, thiết yếu của bản thân mình sẽ có những cái nhu cầu của mình. Rồi giao dịch, cái này cũng đi qua một chút xíu để mọi người coi ha. Giao dịch nó sẽ khác với chuyển giao. Chuyển giao nó giống như đi xin á. Còn giao dịch á thì là mình sẽ, hai bên nó sẽ thể hiện một cái giao dịch với nhau. Rồi cuối cùng á là thị trường. Cái này là điều kiện đấy ha. Thị trường là nơi mà có những cái người mua và người bán. Thị trường như nãy Yến Nhi có nói là chẳng hạn như là bên A, bên B, bên C với mình thì là tạo thị trường đó. Bắt đầu nó có nhiều người mua và người bán, nó tạo ra một cái thị trường, và mình có thể tham gia cái thị trường này đó, để tìm hiểu đó. Đây là những một số cái khái niệm mà đang có trong cái chương trình mà dạy về marketing thôi, chị đang trích ra để mọi người hình dung về cách mua hàng của mình, nó cũng sẽ thông qua các cái khái niệm này mà thôi. Đó. Rồi, đến đây thì mọi người có thắc mắc gì không? Hoặc là có chia sẻ gì không? Về cái trao đổi và các cái khái niệm. Chưa thắc mắc là cái nhu cầu, cái nhu cầu và cái mong muốn ấy, mình hay bị nhập nhằng hai cái này. Điều khi mình cứ cho là mong muốn là cái nhu cầu của mình, thế nhưng mà nhìn lại thì lại thấy không phải. Và mình không phân biệt được là đâu là nhu cầu của mình, bởi vì thực ra cái nhu cầu mới là cái cần thực hiện. Có cái mong muốn thì có cũng được, không có cũng không sao, nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Nhưng mà nhiều khi mình cứ bị, mình bị gắn nó vào là thành nhu cầu của mình, nhưng cứ bằng được phải thực hiện nó, nhưng thấy nó cảm giác nó hơi chật vật, nó hơi khổ sở khi thực hiện cái mong muốn đó.
Thật ra là giải quyết cái này thì mình phải quay lại cái vấn đề mà thành thật với bản thân đó. Tại vì nhiều khi mình có cái gạt qua một bên đó. Ví dụ như là mình có nhu cầu đó nhưng mình lại gạt qua. Hoặc là nhiều khi mình có mong muốn đó nhưng mình lại không phải là mong muốn nữa. Đó, cái mong muốn của mình nó sẽ khác với mong muốn thỏa mãn cái tôi á, nó lại hai cái mong muốn khác nhau. Như vậy là mình phải hiểu rõ đâu mới là mong muốn thực sự của mình, hoặc là đâu mới là nhu cầu thực sự của mình, và đâu là cái mong muốn do cái thỏa mãn cái tôi. Ví dụ thỏa mãn mình đúng nè, giải quyết những cái thỏa mãn để người ta chấp nhận mình nè, để người ta đồng ý với mình nè chẳng hạn. Thì cái đó là cần phải hiểu bản thân. Lát nữa Lan sẽ có một cái phần nói về cái đó. Lát nữa Lan sẽ nói rõ hơn về cái phần này ha. Giải pháp cho mọi người về cái phần này. Rồi. Bây giờ mình sẽ vô cái phần là khách hàng là thực tế với người thân đó. Thì khi mọi người nghe câu này mọi người thấy thế nào? Khách hàng là thực tế có nghĩa là gì? Khách hàng là thực tế. Nghe thầy thủ đi, khách hàng là thực tế nghĩa là gì? Khi nói thực tế là có nhiều cái mình đã là như người có nhiều cái quyền năng còn mang cái gì đó, quyền năng người đó là lớn. Ừ. Khi mình nghĩ tới thượng đế mình nghĩ gì đó, quyền năng, quyền năng là nhiều quyền năng, nhiều quyền lực đó gì đó. Còn người mình là người mua, mình là thượng đế, thì cái người bán của mình sẽ là gì? Cái người bán hàng cho thượng đế sẽ là gì? Vai trò là gì? Người phục vụ. Nếu mình là thượng đế, nếu mình là thượng đế thì họ coi mình là thượng đế thì họ phải làm gì? Người phục vụ. Người phục vụ cho thượng đế. Người phục vụ đó như thế nào, mọi người có thể hình dung được không? Mô tả một vài cái trải nghiệm mình là thượng đế và người ta là người phục vụ thì nó như thế nào? Người ta thấy theo mình thì người ta đã Trang chia sẻ trước đi, Trang chia sẻ trước đi. Cái người khách hàng cái người bán hàng ấy thì là người ta đáp ứng mọi cái nhu cầu của mình này, người ta chăm sóc phục vụ mình này, nói chung là mình đưa ra một cái nhu cầu gì thì họ cũng sẽ tìm cách để đáp ứng được cho mình, thỏa mãn cái nhu cầu đấy. Cụ thể hơn được không? Cụ thể hơn là cái nhu cầu họ thỏa mãn như thế nào? Thỏa mãn như nào? Tức là ví dụ mình đang nghĩ đến cái đoạn mà có cái mơ ước trên trời, ví dụ như mình muốn như kiểu mình muốn mua giấc mơ ấy, thì họ cũng có thể đáp ứng được với mình. Ví dụ mình muốn cái sự cam kết của họ là mình dùng cái sản phẩm này xong thì nó phải tốt, thì họ cũng cam kết được luôn là dùng xong phải tốt, và mình chỉ cần nghe được cái câu cam kết đấy là mình đã thấy thỏa mãn rồi. Và mình sẽ tìm cái người mà sẵn sàng cam kết cho mình để mình hợp tác với họ, mình chỉ cần thế thôi mà. Thì họ cũng có thể nói được những lời như thế. Thì cái đó cũng là một dạng là phục vụ mình, thỏa mãn cái mong muốn của mình. Thôi lấy cái ví dụ này cho nó dễ nha. Tức là cô gái với một chàng trai đi. Thì nếu mình là thực đế thì mình muốn cái người kia sẽ như thế nào? Khi mình đi yêu mình có muốn mình là thực đế không? Có. Người ta coi mình là thực đế. Lúc nào cũng vậy. Không, tức là mình là người ta coi mình là thực đế, tức là cái người mình yêu á luôn luôn coi mình là thực đế. Mình có thích gì không? Không thử đi, không đúng không? Trang thì sao? Phòng Trang thì sao? Có luôn, mình có mà. Đó, mình có muốn người ta coi mình là thượng đế mà. Thế khi người ta coi mình là thượng đế thì thế nào đó, mọi người nói ví dụ này cho nó dễ. Đây nè, thế là người ta nói những cái lời mà có cánh, những lời mà mình muốn nghe này, họ nói cho mình nghe này. Những việc mình muốn làm thì họ thực hiện giúp mình này. Rồi họ như kiểu, giống như kiểu gì nhỉ? Mình cảm giác như họ giống như mình nhặt tay sai của mình ấy. Tức là mình cứ ra lệnh một cái là họ lập tức làm ngay. Rồi gì nữa không? Hiểu mình nữa đúng không? Đúng rồi, có cái hiểu mình luôn. Hiểu mình và đáp ứng được cả cái hiểu. Với lại cam quan tâm đến cảm xúc của mình nữa đúng không? Quan tâm đến cảm xúc của mình. Quan sát cảm xúc đó. Gì nữa không? Cao cấp hơn là không nói mà cũng hiểu. Không, đúng rồi. Không nói cũng phải hiểu mà.
mà lại nói giống như những gì mình muốn muốn à, đúng à. Giống như những gì mình muốn luôn. Ừ. Rồi khen mình nữa đúng không? Khen có. Nói mình đúng. Đúng rồi, tao nói những lời hay đó, nói những lời nhưng mà mình thấy ưng. Nhưng mà quan trọng là nói là phải nói cho đúng, chứ khi mà khi không đúng khen bậy mình cũng đâu thích đâu, nó dễ. Đấy là khen mình cũng mới thích nữa, mình thích nghe cái lời khen đó. Nhưng mà nó phải đúng, phải hợp. Nhưng mà em thấy hợp. Nhưng mà khách hàng là thượng đế, em thấy hồi trước thôi chứ bây giờ đâu có được như vậy nữa đâu chị. Đó, giờ mình cứ nói thôi, giờ thì khi mình là thượng đế thì mình muốn thế nào đó vậy thôi, mình muốn cái người kia họ sẽ ứng xử với mình thế nào. Ừ, ứng xử thân thiện, ứng xử sẽ không cho mình nói, mình đi, mình mong ước của mình á, mong ước khi là thượng đế thì là mọi mong ước của mình đều thành hiện thực đúng không? Ừ. Nếu như mình đi mua hàng, ví dụ như em đi, điển hình như em đi mua hàng đây, em sẽ thích là người ta sẽ thí dụ như là cũng nói chung là tạo môi trường cũng cho mình được rèn luyện, cũng quan tâm, rồi cũng có những buổi trao đổi nói chuyện, cũng có thể là khai vấn những cái vấn đề về kiến thức chuyên sâu tham lam ghê luôn á, hoặc là biết hiểu rõ về nguồn gốc sản phẩm, sử dụng như thế nào, sử dụng như thế nào là tốt, như thế nào là không tốt, hoặc là như thế nào thì sẽ tối ưu, hoặc như thế nào thì sử dụng như thế nào thì sẽ ra kết quả đó, cho một bản lựa chọn vậy, giống như răng trắng vậy chị, trắng mức độ 1, độ 2, độ 3 ví dụ vậy đó. Rồi nói chung là theo cái định kỳ á, ví dụ như chăm sóc theo định kỳ, ví dụ như em mua hàng của cô Rô đây, nhiều khi em đâu nhớ thay lõi lúc nào đâu, thì tự động tới cái gia hạn thời gian đó thì phải báo tin nhắn trước cho em bao nhiêu đó để em sắp xếp chủ động về mặt kinh tế, về mặt thời gian để em đặt hàng chẳng hạn. Chứ thí dụ như nó ngày mai hết hạn hay tới thời kỳ thay xem chuẩn bị kịp, nhiều khi mình cuộc sống mình có những cái khác nữa mà. Thì nói chung là dịch vụ thì cũng quan tâm theo thời gian định kỳ đó, hoặc là lâu lâu sẽ hỏi là trong quá trình mình sử dụng sản phẩm thì mình sẽ có cái biểu hiện gì hay mùi vị gì khác lạ hay là gì không, hoặc là ví dụ như có thêm cái dịch vụ như chăm sóc là test đầu vào của nước hay ví dụ gì đó, giống như bữa mình hỏi vậy đó, thì sẽ có những cái dịch vụ khác, chứ nhiều khi mình cũng đâu có biết được. Nhưng mà có nghĩa là lắng nghe mình, trong cái quá trình lắng nghe mình thì cái bên mà bán hàng á, người ta sẽ tìm ra một cái gì đó để đổi mới thêm về cái phần cả về dịch vụ, cả về chăm sóc và cả về cái sản phẩm chẳng hạn. Nhiều khi nó có, đâu phải là nguyên một quá trình của nó sẽ có nhiều cái sản phẩm mà chị, thì đâu phải có một cái sản phẩm này không, nó sẽ cùng với kết hợp những cái sản phẩm khác. Ví dụ như sở như em hôm bữa trước em mua của Coro đây, thì bên chăm sóc khách hàng cũng tư vấn cho em cái vòi này đây, nhưng mà em mua hàng em cũng nhiều chuyện ghê, em cũng muốn tìm hiểu nha, ví dụ như nguyên cái cục từ trường thì em biết rồi thì em không nói, nhưng mà những cái bộ phận khác đây em tìm ở dây nó là sao, thì cái lọc thô nó là sao, mình sử dụng cái bên trong bao lâu thì mình thay, chất liệu của nó là gì, nếu như giả sử có cái chất liệu khác không, nếu em sử dụng chất liệu này thì nó có ảnh hưởng gì cho tới cái nguồn nước của em không, hoặc là nó không cần thiết, ví dụ mình có thể tạm sử dụng được, sau một năm mình có thể thay thế, giá thành nó như vậy nó phù hợp. Nhưng mà nói chung là cô sẽ có những cái giải pháp gì đó, nhưng mà nó gọi là nó phù hợp với cái khả năng kinh tế của mình một phần, và thứ hai là cái lợi ích của nó sau đó nữa, là nó không quá gây hại chẳng hạn. Hoặc là thí dụ nếu như chị sử dụng cái vòi, cái van này đi, thì nó cũng không có phải là gây hạn chế, tại vì cái nguồn nước nó đi, nó không có phải là liên quan gì, nó tạo ra nguồn nước cho mình uống, nên cũng không cần thiết. Thì thí dụ chị xài vậy thì khi nào chị thấy biểu hiện như vậy thì chị sẽ thay thế, tại vì mình cũng đâu có nhiều kiến thức để mà mình đi tìm hiểu hết các bộ phận đâu. Tại vì bên bán hàng người ta sẽ có chuyên môn, sẽ có sự quan sát, sự có sự lắng nghe, đo nghe lắng các ý kiến hoặc là gì đó để phản hồi cho mình những cái gì đó. Còn nếu như thật sự tốt hơn nữa thì có những cái khóa gì đó hoặc là những buổi tương tác gì đó, hoặc là trao đổi gì đó để mình biết thêm kiến thức hoặc cập nhật thêm kiến thức mới về cái điều đó. Chứ nhiều khi mình xài riết mình bị quên á, mình bị lãng quên, mình không có kết nối được với cái sản phẩm mình xài, nó cũng sẽ uổng. Nhiều khi ví dụ cái tâm thế của mình, chẳng hạn như người muốn sử dụng hàng chuyên nghiệp đây, giả sử em muốn sử dụng của hàng lọc nước đây, nhiều khi chồng em đâu có đồng tình với cái việc em sử dụng đâu, nhiều khi còn bác bỏ, nói em là đi mua hàng tào lao, hoặc là cái ủa sao biết được tốt hay không. Nhiều khi mình cũng muốn có một cái kiến thức nào đó để mình phải nói là để mình cho biết được là mình mua không sai, thứ hai là sản phẩm này sản phẩm tốt chẳng hạn, thì nó cũng tiện lợi mà đối với người thân thôi, chứ mình cũng không chưa chắc là mình đã, thí dụ khi mình nói chung là cái kiểu là giống như em đang thiên về cái dạng như là mình ngoài cái việc mình mua hàng, mình sử dụng hàng, thí dụ đầu tiên thì mình không nói, nhưng mình sử dụng càng lâu thời gian thì mình cũng nên em hiểu về sản phẩm, em hiểu về cái đó để chơi, để thí dụ như người ta có thắc mắc, người ta hỏi mình cũng biết trả lời chứ. Ủa mày xài sản phẩm đó sao mày không biết cái gì vậy trơn vậy,
Rồi không biết mà cũng xài hả? Rồi nhiều khi người ta đặt câu hỏi cho mình đó, mình thấy nhiều khi mình tức mà mình không biết nói gì luôn á, thì em thấy cái đó là cái mong muốn của mình kiểu vậy. Ừ, ok. Nhưng mà chị hỏi kỹ hơn á là khi mà mình là thực đế hoặc là mình là khách hàng ấy, mình là thực đế thì người bán hàng họ sẽ ứng xử với mình thế nào? Ứng xử thân thiện, vui vẻ, tình cảm. Ừ. Không có phải là ra lệnh, không phải nạt nộ, không phải là bắt ép mình đưa mình vô thế là phải mua hàng. Không mua hàng thì thế này thế kia, tức là đưa ra những cái gì đó cho mình để mình sáng suốt, để mình lựa chọn đúng phù hợp với cái mình muốn. Hoặc, nhưng mà em thấy càng cái nếu như mà bán hàng mà giỏi hơn nữa thì phải giúp cho khách hàng nhận diện ra cái mong muốn thật sự của khách hàng là gì á. Nhiều khi á, người mong muốn nó mong muốn sai thì sao? Hoặc mà là cái thực đế, tức là cụ thể đây là coi mình là thực đế thì người bán hàng họ sẽ ứng xử với mình thế nào? Họ ứng xử với mình thì nói chung em cũng thích tình cảm, thân thiện. Cái đó em thích, nên chị đang hỏi là trên cái ví dụ như là nếu mình là một thực đế thì họ sẽ ứng xử với mình thế nào? Chăm sóc hết mực, lúc nào cũng đúng, muốn gì cũng được kiểu thế. Chăm sóc hết mực đúng không? Ừ. Muốn gì cũng được. Nhưng mà em thấy em cũng dị ứng với mấy cái đó không chị? Thí dụ như em đi mua chỗ thế giới di động hay điện máy á, rồi em thấy nhiều khi nó tới, nó tiếp tức là nhân viên người ta tới, người ta gần với mình quá, em thấy em dị ứng luôn á. Không, thì chị chưa nói là mình lựa chọn nha. Đó, mình chỉ làm rõ thôi. Khi người ta coi mình, nói về tâm lý chung đúng không Đăng? Tức là cái góc nhìn của họ, tức là mình chưa đánh giá là mình thích cái nào thì mình sẽ nói sau. Bây giờ mình nói là khi mà người ta coi mình là thực đế thì người ta sẽ ứng xử với mình thế nào? Tôn trọng mình. Tôn trọng. Ừ. Gì nữa không? Quan tâm. Ừ. Giúp mình, hỗ trợ mình để hiểu thêm thông tin về sản phẩm. Ừ. Nhưng đầu tiên thực đế là gì? Mọi người coi ra thực đế là gì? Là người có quyền. Có quyền. Rồi, có quyền cao nhất, có quyền được đòi hỏi mọi thứ theo ý muốn, theo sở thích, đúng không? Ừ. Rồi có được tự do nữa chứ chị, đúng không? Mình có quyền đúng. Mua không mua, từ chối, quyền mình. Nói chung có quyền đồng đảnh, có quyền tất tần mọi quyền luôn á. Cảm giác như kiểu người bán hàng người ta luôn muốn lấy lòng mình ấy. Ừ. Luôn muốn làm cho mình hài lòng ấy. Tức là chỉ tập trung vào cái chuyện mà làm cho mình hài lòng thôi. Khách hàng luôn luôn đúng. Khách hàng luôn đúng. Thượng đế mà. Đúng rồi đó, cái câu khách hàng luôn đúng là của thượng đế đó. Lấy lòng, họ phải muốn lấy lòng mình. Cái gì nữa không? Mình có thích người ta coi mình là thượng đế không? Thích. Mấy là câu này nè. Có thích luôn. Ví dụ như là cái người theo đuổi mình coi mình là thượng đế thì mình thấy thế nào? Mình thấy mình bị ôm mây. Sao là giả tạo em? Sao không có coi thì nó thỏa mãn hết mọi nhu cầu của em luôn mà. Các bạn không có cái chó không đợi cho em. Sao? Tức là em tự biết em không có thực tế. Sao mọi người? Khi người bán coi mình là thực tế thì người bán này sẽ ứng xử với mình thế nào? Như nãy chị Huy có nói là mình khách hàng luôn đúng, đúng không? Mình luôn đúng. Mọi người có muốn người ta coi mình vậy không? Không. Mình luôn đúng. Đúng không? Mọi người có muốn là khách hàng là người bán họ coi mình là mình luôn đúng không? Ngay cả khi mình sai á thì họ vẫn coi mình đúng không? Không. Em có là mình chơi cái gì họ cũng làm cho mình là thực tế. À, mình có nhiều năng, mình có rất nhiều những lời hỏi mà mình đưa ra, bao nhiêu ra, anh nói hết thì đúng là thực tế. Không, nhưng mà em là người khác á, biết là thượng đế nhưng mà vẫn ví dụ như vua đi, nhưng mà mình vẫn thích nghe được những cái điều mà chỉ ra cho mình á, cái chọn lựa sai hoặc là phân tích cho mình, chứ đâu phải mình sai mà người ta cũng ủng hộ mình á. Chắc mình mua tào lao luôn á. Nhưng mà mình cần được ủng hộ mà. Mình muốn được ủng hộ mà.
đúng là như em chẳng hạn, như cái chuyện câu chuyện của em đây, em vẫn muốn là được ủng hộ, nhưng mà em vẫn có nhu cầu là được phân tích, được nhìn nhận là đâu là cái nào đó, chứ không phải là ủng hộ theo em không thích vậy. Tức là thượng đế thì thượng đế, nhưng mà ở một cái vị trí pha trò nào thôi, chứ không phải muốn theo ý mình hết. Nếu như muốn theo mình hết, mình nhiều khi như thực tế đây, bây giờ em ra mua hàng mà nhiều khi em đang thích cái đó đây, nhưng mà nó không hợp với em không nhận ra được điều đó, nhưng mà người mua hàng cứ chiều theo ý mình, rốt cuộc em mua về em cũng thất vọng vậy. Em vậy lại thích lúc đó là nó là bây giờ sẽ có cái cách nào đó, ví dụ là cho mình soi gương hoặc chụp hình lại giùm mình chẳng hạn, thì để mình nhận ra là cái điều chị thích nó là như vậy, nhưng mà thực tế nó sẽ không có hợp theo chị, thì chị muốn về chị có đồng ý chấp nhận với cái điều này không. Nếu chị chấp nhận thì chị lấy cái này. Tức là tụi em vẫn tư vấn cho chị, tụi em rất muốn bán hàng, nhưng không phải là ý là mình nói sao cho người ta hiểu là đó người ta muốn là như vậy, cho người ta thấy cái hình ảnh như vậy luôn, chứ không phải là người ta muốn ta muốn là được, miễn mình chiều ý là mình bán được, mình lấy được tiền là được. Nhưng mà em thì không thích vậy. Tức là mặc dù thượng đế thì thượng đế, chứ không phải là luôn theo ý mình. Không, cái nào sai không hợp thì cũng chỉ cho mình thấy để mình biết nó không hợp, hoặc là như nào để mình có sự cân nhắc là mình ráng mình chịu, kiểu như là người ta đã tư vấn cho mình rồi phải chỉ rõ cho mình luôn, cho mình thấy luôn, tức là đưa ra cho mình thấy được như vậy luôn, tức là có cái sự phản chiếu cho mình nhìn thấy được đó, chứ không phải quay lờ nó hoặc là cái gì đó. Em nghĩ như vậy á. Ừ, phản chiếu đúng không? Ừ, đúng. Nhưng mà anh trong một cái giới hạn nào đó thôi chứ đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Trong cái phạm vi đó thôi. Có khả năng nói thật quá là nó kiểu là bác mình quá, nhưng mà cũng có nói, nhưng mà nói trong cái mình muốn thôi. Đúng rồi, tức là không có làm tổn thương, có nghĩa là vẫn hỗ trợ cho mình, nhưng người ta đã hết sức rồi, hết cách rồi. Thì mình ráng mình chịu, chứ giờ sao mình cũng nhưng mà tất nhiên là mình là thượng đế thì mình vẫn muốn chọn một cái dịch vụ nào đó, một cái cửa hàng nào đó nó tốt và người ta được tư vấn cho mình. Giống như kiểu như mua hàng chuyên nghiệp ấy, giống như em hình như em có nhu cầu là mua là em hiểu luôn nó vậy á. Thí dụ giả sử như bây giờ trường hợp thực tế của em đây, giả sử như em đi mua hàng về cái va nước đi nha. Không biết tiếp xúc vô Coro qua sao á, bây giờ như lớp học của em đây nó bị van nó bị hư, em mới nhờ phụ huynh vô thay. Thì khi trao đổi với phụ huynh á là em chọn luôn cái người là đã từng bán hàng về điện nước và làm bên cái điện nước luôn, cho nên người ta rất em hiểu. Khi vô thì nói chuyện với phụ huynh thì giống như mình phản hồi qua lại là em hiểu luôn, em biết cách luôn thay thế luôn cái van nước luôn rồi. Em hiểu luôn cấu tạo của nó là sao, thì tại vì tương tác với phụ huynh mà. Phụ huynh nói chuyện cái mình hỏi luôn đều có cái là xong rồi, cái phụ huynh đây chừa lại cho em cái, em nói thôi được rồi em biết làm, xong rồi em tự mở ra thì em khám phá lên bên trong nó là cái gì rồi em tự thay. Có nghĩa là không nhất thiết là em phải đi mua hết tất tần tật để em thay hết cái đồ bỏ, mà mình sẽ tận dụng được cái nào bỏ cái gì, cái nào sử dụng được cái gì, là mình sẽ tiết kiệm được khoản chi phí. Cái thứ hai nữa mình tận dụng lại được, rồi mình biết là mình cần thay cái gì, cần giữ cái gì. Em thấy nó sướng, cảm thấy nó đó, giống như là em cũng đi mua hàng á, kiểu vậy. Tức là em có quyền nha, lúc đó là em có tiền, em muốn mua hết là mua hết, em muốn thay là thay, em muốn bỏ là bỏ, em muốn làm gì là quyền của em, nhưng mà em đâu có lựa chọn đó. Em vẫn thích là được tương tác, giúp cho mình có một góc nhìn mở ra, mình hiểu được cái cấu tạo của cái van nó gì, nó không quá phức tạp, đâu có gì đâu mà phải sợ hư, sợ này sợ kia. Rồi mình cứ được trao đổi, trong quá trình người ta làm là mình trao đổi mình nãy luôn, tại vì khi người ta đi về, người ta thay thế xong, lúc sau là hiểu được cái cấu phần của nó là gì rồi, nó không có phải là quá nguy hiểm gì, đơn giản thì mình có thể tự khám phá. Lúc đó là không có phụ huynh nữa, là em tự em sửa em thay vô, thì em lại khám phá thêm cái khác nữa rồi lại vô thôi. Nói chung là em thấy nó sướng, là em thích như vậy. Tức là mình vẫn có quyền hết, tại vì do mình được quyền bỏ hay này kia, nhưng mà mình không làm vậy, và mình muốn được tư vấn, được hiểu tường tận về nó, để mình có một cái lựa chọn gì đó sáng suốt, tiết kiệm nhất, và mình thấy mình làm được nữa, mình thấy mình sướng nhớ, mình biết làm, mình không phụ thuộc nữa, chừng muốn hư là mình có thể mình tự làm được luôn, không lo nữa. Ok rồi, đó là Yến Nhi. Còn Hồng Trang thì sao? Cái phần mà mình muốn người bán hàng coi mình là khách hàng là thượng đế không ấy, thì cái này trong mình có nha. Lúc trước mình cũng thấy người ta hô hào cái câu này là khách hàng là thượng đế đấy, nhưng mà dạo gần đây khi mình đi mua hàng ấy thì mình thấy là mình không muốn giữ cái suy nghĩ là coi mình là thượng đế nữa. Mình muốn là bình đẳng giữa hai bên ấy, giống như kiểu hai bên trao đổi thì người ta trao đổi đưa cho mình cái mà phù hợp với nhu cầu của mình và mình trả tiền cho họ, thì cả hai bên đều phải có một cái trạng thái là rất là trân trọng
cái đồ mình muốn. Ví dụ như người bán thì họ trân trọng sản phẩm của họ, còn mình mua thì mình trân trọng cái sản phẩm của mình mua, và hai bên khi trao đổi được với nhau ấy, thì nó rất là thỏa mãn và cảm thấy là muốn muốn tiếp tục giữ và muốn tiếp tục cái mối quan hệ này nó lâu dài hơn với nhau. Còn cái thái độ mà khi mà mình muốn là người khác phục vụ mình thấy nó không bình đẳng. Mình mà là thượng đế mà người bán hàng mà phục vụ mình kiểu là mình là thượng đế thì mình thấy là họ có bị coi thường sao ấy. Mà nhiều khi họ phục vụ mình thì chỉ là có những cái yêu cầu đòi hỏi mà mình không nhận ra là nó vô lý, nhưng mình vẫn muốn chẳng hạn, và họ đáp ứng được cái đấy cho mình ý, thì cái lợi ích thật sự mình không có nhận được. Mà giống như kiểu mình sướng kiểu ảo ảo thế thôi. Nhưng sau rồi đâu lại vào đó à? Thế thì cái cuộc giao tiếp đấy của mình nó không có hiệu quả. Thì mình thấy là dạo gần đây thì mình đã chú ý hơn về cái chuyện mà đi mua hàng thì mình muốn cái sự bình đẳng giữa hai bên nhiều hơn là người bán hàng coi mình là thượng đế này, hoặc là cứ đi tìm cách lấy lòng mình ấy. Rồi có những cái hành động thể hiện ra là ví dụ lễ độ chẳng hạn, hay là cứ cúi cúi chào chào là mình thấy nó cứ sao sao rồi đấy. Nó không phù hợp với nhu cầu của mình lắm ấy. Thì mình cũng rất là sợ đến những cái nơi mà họ có những cái nghi thức như thế. Thì mình thấy là dạo gần đây mình đang có cái suy nghĩ này. Ok. Chị Nguyễn thì sao chị? Chị nghĩ là nếu mà thành thật mà nói thì sâu thẳm trong lòng thì ai cũng, nếu mà mình mà được ai coi là giống như thượng đế thì phải nói là rất sướng. Nếu mà sâu thẳm trong lòng và thành thật thì nó là như thế. Thế tuy nhiên là chị nghĩ là những thời gian sau này á thì chị mới nhận ra là thực ra là hai bên á là nó là một cái trao đổi ngang giá. Nó là cái sự win-win á, thì nó mới bền vững được. Là bởi vì người ta có được cái sản phẩm mà đáp ứng được những nhu cầu và lợi ích thực sự của mình. Và mình và ví dụ như là mình thì có tiền để mình mua được những cái món đồ đúng với nhu cầu và lợi ích của mình. Và vì vậy hai bên ấy, tại vì nếu như mà với những cái sản phẩm mà nó gọi là nó dễ tìm đi thì ok, nhiều khi người ta còn cho mình là không mua chỗ này mình mua ở chỗ khác. Nhưng mà chị nghĩ những cái đấy nó cũng không có gọi là một cái thái độ đúng hay là bền vững. Chị thì chị vẫn coi trọng, từ trước đến giờ chị vẫn coi trọng là cái hai bên win-win. Hai bên cùng có lợi, hai bên cùng tôn trọng. Tức là mình cũng tôn trọng họ và sản phẩm. Và mình sẽ cho là mình sẽ có những cái quyền, ví dụ như là giống như là mình sẽ phải hỏi rõ, rồi mình sẽ có quyền góp ý kể cả với cái thái độ ứng xử của họ nữa. Và chị nghĩ là mình sẽ góp ý với cái sự tôn trọng ấy, chứ không phải là cái thái độ hách dịch là mình là thượng đế. Thì những cái, chị nghĩ là những cái năm tháng sau này ấy, thì mình đã ý thức được rất là nhiều về cái việc đấy ấy. Thì mình hướng tới cái lối ứng xử văn minh như vậy. Mình sẽ tôn trọng, chị nghĩ là mình tôn trọng, và hai bên sẽ tạo ra những cái gọi là những cái tôn trọng như vậy hơn ấy, chứ nó không phải là cái kiểu một chiều mình coi mình cao hơn họ. Với em nghĩ á, thượng đế thí dụ như theo suy nghĩ á, thượng đế thì cũng giống như là mình hôm nay mình hiểu cái từ đơn giản hơn là vua đây, thì nhiều khi một vua thì cũng là một người vua, cũng là một người vua tử tế được mà, đâu nhất thiết phải bắt buộc phải cái gì cũng theo ý mình hết đâu. Mình cũng vua nhưng mà mình cũng có sự lắng nghe, rồi có sự lựa chọn này để đưa ra hành động hay là quyết định gì đó, mà đâu phải là độc quyền độc đó mà cái gì cũng bắt theo ý mình đâu. Cho nên em có suy nghĩ về thượng đế hay vua thì suy nghĩ nó thoáng hơn á, tức là không phải là phải bắt một mực hả, tôi muốn gì cũng được, tôi muốn cái gì là phải chịu ý tôi hả, hay là muốn gì được đó, hay là có quyền hả
làm tổn thương người khác hay là cái gì đó mình ra lệnh những cái gì đó nó tức là làm vua tốt. Dạ đúng rồi, đúng rồi, kiểu vậy, đúng đơn giản vậy đây. Ok. À, rồi chúng ta đang chia sẻ cái một số cái của Đăng ha, là khách hàng là thượng đế thì thường mình sẽ có những cái kỳ vọng ngầm. Mình á, khi mình coi mình là thượng đế thì cái người bán cùng với mình á thường hay sẽ có rất nhiều cái kỳ vọng ngầm hiểu, tức là giống như là bên trong á nó không được bóc tách ra, không được bộc lộ ra, giống như Hồng Trang nè, ví dụ như có những cái mong muốn nhưng mà không được làm rõ ra, đúng không? Có nhiều cái kỳ vọng ngầm. Mình đi mua hàng, hoặc như Yến Nhi chẳng hạn đi mua hàng, nó có nhiều cái kỳ vọng ngầm ở bên dưới. Và mình mua hàng, lúc thì mình mua để mình mua, lúc thì mình mua để mình bán. Thì nó rất là nhiều cái kỳ vọng ngầm. Và nó hay dẫn đến cái thái độ của mình như là ngại hỏi. Tức là mình ngại làm rõ, mình ngại nhìn rõ nó. Không phải hỏi mà gọi là ngại nhìn rõ thì đúng hơn. Đó. Mà chơi chữ từ ngại hỏi tới đòi hỏi đi. Thì mình một là mình rất là đòi hỏi. Mình đòi hỏi là phải có cái sản phẩm đó trên đời, hoặc là mình đòi hỏi phải có được cái chuyện đó, có được cái sự thật đó ở trên đời. Và tinh thần của mình là nóng, luôn đúng và theo ý mình. Ngay cả một ông vua tốt đó thì vẫn là vua. Và cái theo ý mình ở đây là theo ý mình theo dạng mềm thôi. Thì nếu mình coi khách hàng là thượng đế thì thường nó sẽ có những cái phản ứng này đó. Và cái người bán họ cũng sẽ ứng xử với mình như vậy, ứng xử với mình dựa trên những cái kỳ vọng ngầm, chứ không dựa trên những cái văn bản hoặc là những cái thỏa thuận trên hợp đồng hoặc là giấy tờ hoặc là những cái vấn đề mà thường họ sẽ trên những cái lời nói về kỳ vọng ngầm. Ví dụ như là mình đi mua bất động sản chẳng hạn, thì họ sẽ có những cái kỳ vọng ngầm, họ nói, họ hứa là sẽ xây cái này, sẽ xây cái kia, nhưng mà khi cái hợp đồng của mình á thì nó sẽ không có những cái việc xây đó chẳng hạn. Thì đến khi mà thực tế nó xảy ra thì lúc này là những cái kỳ vọng ngầm thôi. Đó, tức là thường chúng ta sẽ mua bán trên những việc thỏa mãn những cái ý riêng của mình đó, theo ý mình. Đó là thượng đế thường là có những cái ý riêng và mình phải luôn đúng và nó ở tinh thần đóng. Còn á, có một cái tinh thần nữa là người thân á. Một tinh thần nữa ha, tôi chia sẻ với mọi người là coi cái người mua hàng á, là người thân, thì người bán họ sẽ ứng xử khác. Tức là lúc nãy mình có nói về thực đế đúng không? Thực đế thì mọi thứ mình đều muốn nó theo ý mình. Và mình đã muốn cái đó rồi thì mình sẽ tìm cho bằng được. Nhiều khi nó không có thực ở trên đời này á, thì mình vẫn cố gắng, mình vẫn muốn để có được. Hoặc là mình muốn cái người nó có phản ứng theo ý mình. Nhưng nếu á, mà cái người bán đó họ coi mình là người thân á, thì họ sẽ ứng xử khác. Ví dụ như họ sẽ ứng xử mình á, là ý muốn của mình phải được làm rõ. Mình muốn gì? Và mọi chuyện mình sẽ hướng tới làm rõ trước khi mình mua hàng, và sau khi mình mua hàng thì mình sẽ chịu trách nhiệm. Và họ hướng tới việc là khiến cho mình phải chịu trách nhiệm cái chuyện này. Thành ra khi mình mua hàng với một người mà coi mình là người thân, nó rất là rườm rà nha, tức là nhiều khi nó rất là đau lòng, rất là tổn thương, rất là rườm rà đó. Và tinh thần ở đây là mình phải mở, và mình ở thái độ là mình cần họ và theo sự thật. Nó khác với là mình luôn đúng và theo ý mình. Mà ở đây mình là người mua thì là mình ở tinh thần là mình cần họ. Nghe thấy nó hơi đau lòng đúng không? Nhưng thật ra là mình lại cần người bán.
mình còn lắm tại mình đâu có phải biết hết được đâu. Ừ. Nhưng mà tinh thần nha, khi mà họ coi mình là người thân á, mình hình dung như mình đi xây nhà đi, thì mình cũng như thế này, mình đi xây mình nhà. Có thể mua được cái sản phẩm tốt nhất không? Mình đi xây nhà, mình đi mua hàng đó. Mình mua cho mình á, mình mua cho mình luôn á. Thì lúc là không phải tức là mình đang cần xây nhà, mình đi mua đồ cho mình. Mình đi mua đồ cho mình à, chẳng hạn như tinh thần của mình lúc đó thì thế nào? Mình đi thì hoặc là mình làm, mình nấu đồ cho người thân của mình ăn thì mình sẽ mua đồ tốt nhất. À. Mua làm sao vừa tốt nhưng mà không phải đánh các tài chính phần trong phạm vi đó, ok đó thì nó phải là tốt. Đúng rồi. Thì nó đang bảo vệ sức khỏe. Ừ. Tức là nếu mà khách hàng là người thân á, thì lúc này á là cái người bán họ sẽ chỉ hứa được là họ làm tốt nhất thôi, chứ không phải là họ sẽ phải bán mọi nhu cầu của mình nha. Hai lời hứa này, tức là đối với khách hàng là người thân á, thì họ sẽ chỉ giống như mình thôi, giống như mình là tôi chỉ hứa là tốt nhất có thể, tức là trong phạm vi tốt nhất có thể. À, tại vì mình chẳng hạn như mình đối với người con mình đi, mình cũng chỉ thể là chăm sóc nó tốt nhất trong khả năng mình có được, chứ không phải là thỏa mãn mọi nhu cầu. Nó khác với đó nha. Ví dụ như là một cái công ty mình nhìn nó về mặt bề ngoài của nó rất là bình thường cái này kia, cái mình đòi hỏi nó là đến nơi phải văn phòng gì đó, cơ sở vật chất phải rộng chứ, phải có cửa hàng ở quận nhất chứ, phải đèn chiếu vô đẹp đẹp rồi mấy cái thẻ hoặc là có thẻ thành viên là phải có này kia, dịch vụ này kia, thì cái mong muốn đó là mong muốn gì? Thỏa mãn cái gọi là nhu cầu thực tế. Tức là hiện nay các cái công ty nước ngoài đó, họ đã đi qua cái chặng đó rồi, họ đi qua cái chặng gọi là thỏa mãn những nhu cầu cơ bản sản phẩm, và họ bắt đầu cộng thêm những cái dịch vụ xung quanh. Tất nhiên dịch vụ này mình vẫn phải trả tiền những dịch vụ này nha. Và nhưng mà mình thích, vì sao? Vì mình đến nó mua mình đã, ví dụ mọi người đi mua hàng trong trung tâm thương mại, mọi người cũng thích hơn đi mua hàng một cái giống như là mua mỹ phẩm của chị Thu chẳng hạn, nhắn tin mua như vậy, chứ nó không phải là vô một cái cửa hàng mỹ phẩm xong rồi được thử được test này kia, đúng không? Là hai cái mua hàng trải nghiệm mua hàng khác nhau. Dạ, đúng rồi. Và cái sự và là cái thích của mình á, nhiều khi mình làm thực tế mình nó thích hơn, vì được thỏa mãn hơn, vì được gọi là nó đạt hơn. Nhưng mà cái lời hứa của cái người bán á, mà coi mình là người thân á, họ chỉ là tốt nhất, là tốt nhất có thể trên khả năng của họ. Ừ. Đó, thì hai cái này nó khác nhau. Mọi người nghe em có hiểu không? Tức là một cái nó là cái tâm của họ, giống như hiện tâm nói là họ muốn là duy trì với mình dài, và họ cũng có thể là giống như là cố gắng hết sức có thể trong cái tâm của họ thôi, tức là họ đang cố gắng hết sức để giúp mình làm được cái việc này, tại vì họ bán hàng có nghĩa là họ đang tìm những cái gì đó phù hợp nhất với mình, phải mãn cái nhu cầu của mình, đúng không? Và họ chỉ có thể cung cấp tốt nhất cho mình mà đến đây thôi. Đó là cái lời hứa của họ, tức là họ không hứa là họ sẽ mang được điều tốt nhất cho mình, nhưng mà họ hứa là họ sẽ làm giống như mình làm đó. Thì đó là cái người bán, chân dung người bán đồng tiền. Nếu mình coi là mình muốn là người thân nha, thì mình muốn là họ làm giống như mình làm đó. Giống như mình đi mua cái xe Black thì họ cũng đi mua cái xe Black, thì họ cũng mua cái xe đó luôn, họ cũng phải đi bác sĩ á, là bác sĩ đó chữa ung thư thì họ cũng sẽ uống cái thuốc đó luôn, và mình cũng sẽ uống giống họ đó. Còn cái mong muốn thực tế là khác nha, là họ sẽ mang đến cái điều tốt nhất cho mình, họ sẽ mang đến cái điều mà tốt nhất đến cho mình luôn, chứ không phải là họ sẽ làm cái điều đó cho chính họ. Đó, mọi người có phân biệt được cái này không? Trên cái chia sẻ không? Cái này thủ đi. Okay. Giờ mình đi chuyện mình bán cái ở trên thì chúng ta đây. Ừ. Tức là trong phạm vi là mình đã biết được về nước thị trường, về các thiết bị thực hiện như vậy. Nhưng mà khi lên trên đó mới phát hiện ra là cái nhu cầu cái này nó sẽ hơi khác một chút nữa thầy, và lúc mà nếu như mà không phải là cái thầy thân của mình đó, thầy sẽ không nói, và mà thầy nói của mình là khi nói là đi cùng phải có những cái thông tin như thầy, cái tự nhiên thấy cái này tốt như thầy cứ về báo của công ty, cái đó anh ấy rồi đang với mọi người rồi nào mới xin thông tin này đưa lên thầy, có xin thế này nó tốt nữa này, cái tự nhiên mình muốn mình mới biết cái này tốt hơn.
Khi mà nói mình đi mua, mình đi mua mình cần cái người như vậy, mình cần cái người mà coi mình, tức là làm cho mình giống như mình làm. Đó là mình đi mua hàng mình cũng tìm cái người đó. Mình tìm cái người để đi mua hàng cho mình. Tại vì thật ra bán hàng là gì? Là mua hàng dùng mình, là mua hàng dùng mình, đúng không? Thì mình cần cái người mà họ đi mua cho họ, là họ đi mua cho mình giống như họ mua cho họ vậy đó. Đó, có bạn là gửi xe hết cái gì vậy đó. Nghĩa là mình giống như là mình cảm giác rất là yên tâm luôn. Thế là khi họ tư vấn xong rồi, khi họ đi mua cái xe, họ cũng rất là con biết cho mua cho đó luôn. Vì mình cũng quan sát hết những cái chỗ cho mình rồi. Cái đó là người tư vấn, không phải người bán. Khi nào mà người bán, tức là mình muốn cái người bán đó là họ mua hàng, tức là bán hàng, tính là mua hàng giúp mình. Đúng không? Bán hàng chính là mua hàng giúp mình. Họ chẳng qua là họ là người mua sĩ thôi. Họ là người mua sĩ, đúng không? Mình nói cái người bán, chứ không mình nói cái công ty. Nhiều khi cái công ty đó là công ty sản xuất, nhưng cái người đứng ra bán là chính là cái người lấy hàng từ công ty rồi lấy cho mình, đúng không? Đó. Thì cái người đó mình muốn là họ cũng giống như mình đi mua hàng. Và nếu như họ mua hàng, họ cũng mua như thế. Họ làm cho mình giống như họ làm cho nhà họ. Họ làm cho chính họ. Đó. Thì cái là mình muốn tìm cái người đó. Đó người coi là có phải là mình đang muốn tìm cái người đó không? Chứ không phải là cái người mà sẽ giống như là đáp ứng mọi nhu cầu của mình, thỏa mãn mọi nhu cầu của mình. Mọi người có phân biệt được hai cái người đó khác nhau sao? Mọi người online có nghe được không? Đâu hết rồi. Mình có thể nói cái hiểu của mình không? Cái phân biệt giữa phân biệt giữa khách hàng và người thân ấy, thì mình đang hiểu là khi mà mình ví dụ như mình là người bán đi, mình muốn đi mua hàng cho người thân của mình chẳng hạn, thì cái lúc đấy thì mình sẽ nghĩ là mình sẽ làm một cái gì đấy nó giống như kiểu làm cho mình như này. Ví dụ như mình muốn nấu một món ăn cho người thân của mình, thì cái lúc mà nấu ăn ấy thì mình sẽ có tinh thần là mình sẽ nấu thế nào để tốt nhất cho cái sức khỏe, mà coi như cái lúc đấy là cái lúc mình nấu cho chính mình ăn đi. Người thân của mình sẽ nhận được những thứ tốt nhất, tức là mình chọn một cách vừa đủ thôi, chứ mình không có phục vụ. Ví dụ như người thân của mình muốn ăn ngon chẳng hạn, ăn ngon thì phải thêm rất nhiều gia vị vào. Thế nhưng mà theo cái hiểu của mình ý, khi thêm nhiều gia vị đấy thì nó không có lợi cho sức khỏe, mà mình chỉ cho một chút muối để nó có một chút gọi là gia vị thôi. Thì ít muối như thế thì nó sẽ không đủ đáp ứng cái yêu cầu của người thân là rất ngon. Không phải, nó chỉ là vừa đủ để nó hài hòa món ăn, nhưng mà nó lại có lợi cho sức khỏe. Thì khi mình làm cho người thân của mình ý, thì mình hướng đến cái có lợi thì mình làm theo cái cách đó, chứ mình không có cho thật nhiều gia vị để người thân mình ăn ngon và nó không tốt cho cơ thể thì mình không có làm. Thì đấy là cái tinh thần là coi khách hàng như người thân. Còn mà coi khách hàng như thượng đế ấy, thì cái cũng vẫn là nấu ăn, thì mình đáp ứng cái mong muốn của cái người muốn ăn là rất muốn ngon, muốn nhiều gia vị vào thì nó mới ngon. Thì cái đáp ứng mà khách hàng như thượng đế đấy thì cũng có thể là khi họ đáp ứng được thì đấy là cái mong muốn mà có lợi có hại cho sức khỏe, có hại cho bản thân họ. Nếu là người thân thì sẽ không làm như thế. Như em thì em thấy là thí dụ như khi là khách hàng là thượng đế thì giống như mình đáp ứng mọi cái nhu cầu á, kiểu như mặc dù nó sai á, ý thích của người ta mặc dù nó sai mình cũng đáp ứng. Còn thí dụ khi là người thân á thì mình biết sai thì mình sẽ không có làm cái sai đó, mình chỉ làm trong cái khả năng mà phục vụ tốt để mình giúp cho người ta hiểu được cái điều đó luôn á. Hiểu giống như là có cái ý muốn làm rõ, là giống như là giúp cho người thân hiểu rõ cái điều đó hơn, chứ không có phải là phục tùng một cách là vô tội vạ kiểu vậy. Thứ hai nữa, nếu như mà tâm thế mình là người đi mua hàng mà giống như người thân, thì tất nhiên là mình xem cái người bán giống như người thân của mình vậy đó, thì mình sẽ có cái chịu trách nhiệm, chứ mình không có đổ thừa, không có đổ thừa người ta. Như dưới lúc mình nói chuyện á, thì mình cũng có cái nhu cầu làm rõ, giống như em nhìn trên cái slide này thì mình cũng có là mình trò chuyện á,
để mình làm rõ, nói chung nó rất là thú vị á. Chứ nó không có đòi hỏi là bắt bẻ là ờ cái này thế này cái kia sao, để mình giống như mình tra khảo hay là mình chê ba hay dìm hàng không có. Nhưng mà cái nhu cầu làm rõ là mình nói chuyện thân thiện á, cái kiểu ờ mình muốn tìm hiểu về sản phẩm này chẳng hạn, thì anh thấy nó thoải mái hơn. Giống như ở góc độ người thân á, nó nhiều cái nếu như mà tâm thế của mình đặt ở dạng như là mình là người mua mà dưới cái mức độ ở vị thế người thân, thì mình thấy là cái cục diện á, trò chuyện hay này kia tương tác nó sẽ khác hơn rất là nhiều. Còn Thiền Tâm thì sao? Tâm thì có nghe cái này có hiểu không? Thảo. Có một cái người mà bán người thân thì cảm thấy như là không có những cái điều mà hại của mình. Còn khi mà mình là thượng đế mình muốn vậy cũng hết thì có những cái điều mà mình muốn làm sẽ hại của mình. Nhưng khi mình cũng cái người mà bán hàng như người hơn thì mình cảm giác mình tư tưởng và không có những cái điều mà hại của mình. Có những cái điều mà cũng rất là vô lý mà nó sẽ không có được lợi gì đó. Nhưng mà nó cũng phải là cụ thể hơn nữa, anh có ví dụ nào không? Nó đơn giản luôn, cái máy lọc nước đi. Mình muốn máy lọc nước làm thì mình muốn cái máy lọc nước đắt tiền. Và nó như hồi xưa trải nghiệm của gia đình anh luôn là nó là tinh khiết, tại vì thử vô mấy cái bốn cái miếng nhôm á mà thấy nó đục màu à. Còn bây giờ cái máy mà nước ngoài đắt tiền là loại hết tất cả các khoáng chất là yên tâm xong. Nhưng mà sao mình cũng minh tiền nữa, chúng biết là mình lọc hết sạch thì mình sẽ bị thuốc khoáng chất mà nước như vậy thì cơ thể mình không có dinh dưỡng, mà tính nước cũng rất là nhiều nhưng không có dinh dưỡng của cơ thể, khi có chất sản phẩm. Mà nếu như mà mình có một cái người bán mà giúp cho mình là để à cái đó không phải là điều tốt đâu, mình hiểu như vậy là sai rồi, đó là mong muốn của mình. Nhưng mà đáp ứng như vậy thì lại cuối cùng là hại của mình. Nó phải mãn cái ý riêng của mình đó, chỉ mình là mong muốn như vậy đó. Nhưng mà đáp ứng tại vì năng lực bán chẳng hạn như trường hợp mình tới là cái người như em cũng là người sử dụng sản phẩm đó, tức là Út cũng tìm hiểu rồi cũng sử dụng sản phẩm đó, xong mới cũng làm thì Út cũng từ những người khác, xong Út mua cái máy sử dụng phẩm nước đó, xong cái Út mua cho tụi em cái máy đó luôn. Nhưng cũng chính từ đó khi mà tụi em có kiến thức rồi á thì lúc đó tụi em nói là Út cũng thấy như vậy luôn, thay đổi như vậy. Tức là cái người bán khi mà cái người mà bán của mình cũng là người sử dụng sản phẩm đó thì là cùng nhau cũng gọi là cùng hiểu về kiến thức, họ hiểu tới đó thì họ bán tới đó, họ tư vấn tới đó. Nhưng mà nếu mà mình biết một cái gì đó mình nói lại họ đồng ý, họ cũng thay đổi y như mình luôn nhé. Tức là nó cùng nhau để đi lên, tức là cũng biết họ cũng biết tới đó thôi. Nhưng mà nếu mà mình có gì mình trao đổi với họ hoặc là sàn hay là cái gì cũng thôi, tìm trang mình luôn. Tại vì họ mua cho họ, họ mua cho họ, họ giống như là họ mua cho mình. Sao? Họ mua cái máy này. Thế mọi người coi phân biệt giữa thượng đế thì là đáp ứng, tức là họ sẽ hiểu mình, họ sẽ tìm hiểu mình. Khi họ hiểu được cái nhu cầu của mình, họ sẽ tìm cách để đáp ứng mọi nhu cầu của mình, gọi là thượng đế. Khi cái người bán á, họ sẽ coi mình là cũng đấy thì họ sẽ hiểu, rồi họ tìm hiểu mình á, họ nói chuyện mình, họ tìm hiểu những nhu cầu của mình, sau đó họ sẽ tìm những cái gì đó họ đáp ứng, những cái sản phẩm dịch vụ mà họ đáp ứng cho mình. Cái này không bàn xấu tốt nha, này chỉ là hai cái góc nhìn này nó khác nhau. Một cái góc nhìn á là mình có những cái nhu cầu và họ sẽ tìm cách để họ thỏa mãn cái nhu cầu này cho mình. Cái thứ hai á là họ sẽ đứng ra để họ mua cái sản phẩm này giống như họ mua cho họ, đứng ra cùng với mình đó. Họ làm mình đó. Lúc này họ đứng vai trò họ làm mình để mua, thay vì mình giống như kiểu là thay vì mình đứng ra mua thì mình không có nhiều thời gian, thì họ đứng ra, họ đứng ở góc nhìn của mình, đứng hơn là đứng ở góc nhìn của mình để mua hàng đó. Họ mua giùm mình.
Đó thì mọi người thấy hai góc nhìn mình nó khác nhau nha. Cá nhân chị thì chị thấy là ví dụ như coi khách hàng là thượng đế nhá. Tất nhiên là sẽ có những cái tệp khách hàng họ thích và nó phù hợp với một số cái tệp sản phẩm nào đó em ạ. Nhưng mà chị nghĩ là tại vì coi là thượng đế mà nhu cầu của thượng đế thì nhiều khi nó rất là thế này thế kia đúng không? Thì cái phần đáp ứng này nó có thể chỉ ở ngắn hạn thôi. Nó rất khó tạo được cái sự thân thiết giữa khách hàng và người bán. Tức là người mua và người bán có thiết lập được cái sự thân thiết và nó sẽ ok ở trong ngắn hạn nhiều hơn. Và có khi nó chỉ đáp ứng được, nó không thực sự tập trung vào sản phẩm và dịch vụ đâu em. Mà nhiều khi nó để thỏa mãn cái thứ khác. Cái danh hay là cái... Đúng rồi. Thế đúng như đâu mà. Đúng rồi, đúng rồi. Còn lại cái ở cái bên dưới á, thực ra thì nó sẽ tạo thành cái sự thân thiết được á. Nó mất thì giờ, nó thế này thế kia, nó chân chất, nhưng mà nó sẽ tạo được cái sự thân thiết, nó sẽ lâu bền á, và nó sẽ đi về long term rất là ok. Bởi vì thứ nhất là người ta nói thật. Thật là sao? Người ta mua cho chính người ta, tức là cảm giác như là người ta đã mua, tức là người bán á, người ta chỉ mua, tức là người ta dùng sản phẩm gì thì người ta bán đúng sản phẩm đấy. Người ta thấy tốt thì người ta bán, và người ta trải nghiệm rồi người ta sẽ nói là giống như thế. Người ta không có hứa vượn, người ta chỉ đáp ứng được tốt nhất trong cái khả năng của người ta thôi, trong cái khả năng của người ta thì ok, chấp nhận thì là đi, còn nếu không thì đi tìm cái bên kia. Nhưng mà chị thấy bằng cách này nó sẽ lâu dài và nó thực sự đi vào sản phẩm đấy em. Thực sự đi vào sản phẩm, thực sự tập trung vào lợi ích và nhu cầu, chứ nó không lòng vòng những cái thứ ảo ở bên ngoài nữa. Nên là lâu về dài thì chị thấy là cái cách mà khách hàng là người thân á, quan điểm ấy nó sẽ bền vững hơn rất là nhiều, phát triển nó ổn định và bền vững hơn. Và xu hướng của chị bây giờ là giống như là lựa chọn theo cái hướng như vậy ấy. Nó chỉ thích người ta coi mình là người thân hơn, đúng không? Đúng rồi em. Đúng rồi, tại vì em thấy ông rồi thượng đế thì đến lúc nào đấy rồi cũng đổ. Mà hơn nữa là đó, tại vì khi mà mọi thứ của mình càng ngày càng hướng vào cái sự thật nhiều á, thì mình sẽ hiểu được những cái nhu cầu của mình nhiều khi ảo chết đi được ấy. Thì rõ ràng là người ta đáp ứng cho mình ok, người ta rất là giỏi để đáp ứng được cho mình, không phải là không. Nhưng rõ ràng là em thấy ông nó đâu có đi thẳng vào món quà ăn món đồ đâu. Nó không có đi nhu cầu và lợi ích thực sự, nó ảo ảo bên ngoài. Và thực sự á, em đâu có đủ năng lượng để em làm như thế cho tất mọi khách hàng và suốt đời đâu. Nên là nó rõ ràng nó chỉ short term thôi, nó không thể long term được. Và đó là lý do vì sao em thấy ngành marketing là luôn luôn đổi, năm nào cũng phải đổi concept. Một năm khi đổi concept mấy lần, thực ra bình cũ rượu mờ rượu cũ bình mới em. Tức là sản phẩm nó vẫn thế, nó chẳng có cái gì thay đổi cả. Lý tính của nó vẫn vậy, nhưng mà phải vặn óc rồi để mà nghĩ ra là cái giá trị để mới, cái giá trị để mới, nhưng mà toàn giá trị ảo thôi. Ví dụ như là xà bông giặt trắng, giặt sạch, thế nhưng mà lại còn phải trắng sáng, còn phải cả trắng sáng với trắng mờ nữa hả em? Ví dụ như vậy, thì tại vì chị làm ở trong cái ngành này rồi mà chị thấy được nhiều thứ cái kiểu như vậy rồi, thành ra là cũng thấy là thôi mệt mỏi với kiểu lắm đi về cái hướng mọi người coi mình là người thân thôi, đúng không? Đúng rồi. Em cũng có trải nghiệm về cái khách hàng là người thân á, giống như em cũng có chia sẻ câu chuyện của em thì ABC chạy thì em thấy C đúng là người thân, đúng là mua hàng với mình đó, tại vì tiết kiệm nhất cho mình, với lại hỏi mình cái nhu cầu thật sự của mình muốn là gì, được tư vấn luôn á. Nhu cầu thật sự muốn là gì, nếu như mình cái lựa chọn đó thì nó sẽ theo giải pháp này nè, kết quả nó sẽ ra như thế này, rồi thì cứ theo thời gian thì chắc chắn sẽ được, tại vì giống như mình hiểu được cái vấn đề của nó vậy đó, thì em thấy tiết kiệm được. Nhưng mà tiếc là ấy là em trải nghiệm được như vậy thì em thấy em thích điều đó, mà tiếc là mình không có được kết nối với người ta nữa, kiểu như là tự gì giống như là khi nào nói chuyện thì mình giống như là khi nào người ta có thời gian thì phù hợp thích hợp thì mình trao đổi thôi, chứ tại vì đâu có lợi ích gì, đâu có một cái gì gọi là trao đổi đâu, cho nên mình không có thể nói nhiều hơn á. Nhưng mà tiếc là giống như mình chỉ nói xong rồi cái mình không có nhớ hết, rồi giống như lúc nhớ lúc quên, cho nên em thấy hơi tiếc vậy đó. Nhưng mà thật sự thích cái cảm giác đó, thật sự nó tốt luôn á, tự nhiên khi nó xuất hiện nó làm cho em phải bật luôn bên này, bật luôn bên kia luôn á, nhưng mà lại không có đi theo được kiểu vậy. Chăm sóc mình thì tốt, nhưng mà hình như là nếu như mà đi theo con đường mà gọi là mình có thể bán hàng á, thì nó đòi hỏi nhiều thứ khác, mình không thể, nói chung ấy là người ta chỉ là người dùng sản phẩm thôi chứ không phải kinh doanh gì á,
cho nên là làm cho mình tự nhiên có vẻ như nó sẽ muốn nhưng mà không thể tiếp tục á, kiểu vậy. Nhưng mà nói chung là được trải nghiệm về khách hàng là người thân thì em thấy vui. Đó là cái chỗ đó. Thứ hai nữa là liên quan tới những cái sản phẩm khác thì em cũng có trải nghiệm đó. Chứ còn nếu như mà đáp ứng mọi nhu cầu đây, mới đầu thì mình sẽ thấy thích lúc đó đó, nhưng mà sau khi về sử dụng á, thời gian tự nhiên cái mình trải nghiệm ra rồi, cái mình thấy mình không thích điều đó nữa đâu, mình sẽ cảm giác rất là bức xúc, rất là khó chịu luôn á. Ngay thời điểm đó thì nó sướng thiệt, giống như là thời điểm đó là mình được thỏa mãn một cái gì đó nhất thời á, nhưng mà sau đó thì không phải cảm giác đó. Sau đó giống như mình thấy mình thấy sai lầm luôn á, kiểu không có thích đó. Mình không thích đáp ứng mọi nhu cầu, đúng rồi. Đúng rồi. Thì ta thấy cái rõ như đáp ứng mọi nhu cầu hàng mà nó là trong mình đây, đang dở ra chị, ví dụ như nếu mà mình không ai cứ mình muốn, tại vì nó là xây dựng mà mình không có chuyên môn, mình cứ muốn cái gì mình cứ nói thầu nó lại, có lúc nó lại là hãy cho mình cái hẹn đi, nhưng mình nên làm về nhà trọng nó đi, ví dụ mà lúc làm cầu nhà trọng mình rồi, nhưng mà mỗi năm nó diễn ra, nhưng mà chú xây cho em mấy chút kêu như nè, con tiền thêm tí đi, chú làm cách này chú không tích cách nó tốn hơn phía, nhưng mà gần 10 năm không có làm cầu luôn. Và tự nhiên mình thấy mình thấy một xíu nhưng mà mình lợi, chứ không phải tự nhiên mình, chứ lúc đó mình nghĩ là cái giảm bớt tiền, nhưng mà lâu dài chú cũng không tích lâu dài vậy ok chú làm cho con. Hoặc là chú hỏi chứ mình lúc đó mình cũng muốn là cổ thấp của mình cho nó cao cấp được, nhu cầu con là gì, con chia tay đối tượng con tay ăn ở mình bằng cái gì sao, thì tự nhiên mình thấy cái nó đáng lẽ cái gì thì mình lại bớt. Còn những cái mình nghĩ là bớt nhưng mà mình chia nhiều nó lại tốt. Thì đâu phải là con khi mà đáp ứng mọi nhu cầu của mình nó lại là hay cho mình. Nên thì người ta tư vấn là mình vẫn có cái lựa chọn, cũng là một lựa chọn, nhưng mà họ tư vấn mình có những cái lựa chọn tốt hơn cho mình. Nói chung thì Tâm vẫn chọn là con muốn người ta coi mình là người thân, đúng không? Chứ không muốn coi ta con mình là thực tế, đúng không? Còn Hữu thì sao? Mà thấy là khách hàng thực tế thì mới có thể đi tới nhu cầu. Khách hàng thực tế thì mong là đáp ứng mọi nhu cầu, nhưng mà khi mình khách hàng là người thân thì phải hỏi là nhu cầu của mình là gì. Không, thật ra bên kia họ cũng sẽ tìm hiểu á, họ vẫn tìm hiểu chứ, họ tìm hiểu không biết đáp ứng, họ vẫn tìm hiểu nha. Tức là khách hàng là thực tế thì họ vẫn tìm hiểu nhu cầu của mình đó, trong họ đáp ứng thì mọi người thích cái nào hơn? Người thân. Ủa sao kỳ vậy? Cái bên kia họ cũng đáp ứng nè. Cái này đáp ứng hồi hộp, đáp ứng những cái thứ nó lấp lánh ở bên ngoài, nó lấp lánh, nó ở bên ngoài, nó không phải là cái cốt lõi mà của sản liên quan đến sản phẩm ấy. Ví dụ như em xài sử dụng dịch vụ đi may đồ nha chị. Ví dụ sợ em tìm một chỗ gọi là ở Đà Lạt đi, gọi là thành phố mà, thì nhiều khi cái tiệm tới hả cũng giá cũng đâu có rẻ. Mà nhiều khi người ta may cho mình xong á, ai cũng mọi người cũng nói đẹp hay chiên, người ta cũng biết là đang là cái xu hướng này, cái thời trang này được người ta may, nhưng mà cuối cùng về mặc đâu có được. Còn dưới chỗ em thôi, một người bình thường, người ta may nhưng mà ta hiểu được cơ thể của em là cái chỗ này nó phải bóp vô chỗ này, cái chỗ kia nó phải ra, tức là người ta hiểu mình luôn á, người ta chia sẻ cái điều đó cho mình. Tự nhiên mình giống như mình được hiểu thêm về cơ thể của mình, thì ra là vậy, mình mặc như vậy thì nó mới hợp, nó không có lộ ra cái khuyết điểm của mình nhiều. Mình mặc lên mình thấy đẹp, mình thấy hài lòng, thì em thấy cái diện đó giống như là người thân rồi. Với lại người ta cũng chia sẻ cho mình biết cái gọi là cái của mình á, chứ mình không có so sánh là phải là chỗ sang, chỗ đẹp, chỗ to, chỗ bự, mà quan trọng là nó vừa đáp ứng được nhu cầu của mình là mình vẫn thích đẹp. Thứ hai là mình biết được cái cơ thể của mình nó khuyết chỗ nào á, nó phù hợp như thế nào, thì mình thấy mình sướng, em thấy thoải mái. Rồi Thảo thì sao? Thảo nãy giờ chị chia sẻ, Thảo thì lựa chọn cái nào? Hai cái cách nhìn này. Đó, em người bán rồi, chị đang hỏi em người mua cơ. Thì em thích cái tìm cái người bán như thế nào? Là người thân. Vì sao? Coi là người thân hay coi là thực tế? Cái hồi đó là em nhóc và nhỏ cái thứ nhất với các quen mắt, chứ không phải là để
Ừ. Nói chung đó là mọi người thích là người ta coi mình là người thân đúng không? Ừ. Ok. Còn như còn Hồng Trang thì sao? Hồng Trang là thích người ta coi mình là thực tế hay là coi mình là người thân? Mình thích người ta coi là người thân. Tại gần đây mình cũng thấy mình có xu hướng là muốn chọn những người bán hàng mà họ đã trải nghiệm cái sản phẩm đó rồi, sau họ chia sẻ cái trải nghiệm của họ trên cái sản phẩm đó. Thì mình đối chiếu lại với cái khách hàng mà coi mình là người thân ấy, thì mình thấy nó giống giống. Thì mình nghĩ là mình đang chuyển sang cái nhu cầu là muốn khách hàng, người bán hàng coi mình là người thân. Cũng lựa chọn là người ta coi mình là người thân đúng không? Ok. Rồi, thì đến đây á là mình có được một cái là làm rõ được hả, là khách hàng là thực tế là như thế nào, khi mình là thực tế thì người ta sẽ coi mình như thế nào, người ta sẽ ứng xử như thế nào, người ta sẽ hứa mình cái gì. Thì cái lời hứa của người ta thông thường sẽ là đáp ứng mọi nhu cầu của mình. Người ta cũng sẽ tìm hiểu nhu cầu của mình và người ta sẽ tìm cách để đáp ứng mọi nhu cầu của mình. Đó, mình muốn vậy thì sẽ đáp ứng mình, nói chung là làm cho mình vui, thỏa mãn mình và khiến cho mình hài lòng, đó chính là cái mà người ta đạt được đó. Và cái thứ hai là khách hàng là người thân, là người ta sẽ đứng ở góc nhìn của mình để mua. Có khi mình sẽ không vui nha, không hài lòng, không vui, không hài lòng, hoặc là mình lại phải làm rõ lại cái mong muốn của mình, hoặc là mình lại phải biết được một số sự thật là nó không có phù hợp chẳng hạn. Thì lúc này lời hứa của họ chỉ là cố gắng nhất có thể trong cái khả năng của họ thôi. Ví dụ như mình nha, mình muốn là họ cung cấp cái sản phẩm này cho mình, họ cung cấp cái sản phẩm này cho mình, họ có thể nói rằng á, cái sản phẩm này nó không đáp ứng được cái nhu cầu của mình, nhưng mình nói không, mình cũng muốn mua đó. Như họ có thể nói là mua nhưng mà cũng không đáp ứng được nhu cầu của mình, thì có thể mình sẽ được họ chia sẻ những điều đó. Tất nhiên mình sẽ thích hơn đúng không? Bởi vì sao? Thì mình đỡ tốn tiền. Đó, nhưng tất nhiên là bù lại mình có thể sẽ không được hài lòng và tinh thần không được gọi là cảm giác thực tế, cái cảm giác thực tế của mình nó không được thỏa mãn. Đó, thì nếu mà mình lựa chọn khách hàng là người thân thì mình phải chấp nhận cái cảm giác là thực tế của mình á, nó nhiều khi nó không được thỏa mãn cái cảm giác đó. Rồi bây giờ trước khi kết thúc thì Đăng sẽ có một cái tiền đề một chút về lúc nãy là bữa đầu tiên á, Đăng có nói về một cái câu của tổ tăng sáng đúng không, là giác ngộ không khó, khó ở lựa chọn. Đây là cái câu bốn câu đầu của Tiến Tâm Minh á, là giác ngộ không khó, khó ở lựa chọn. Thì bây giờ Đăng bổ sung thêm hai câu nữa là thuận theo sự thật tự nhiên sẽ được. Đó, đầu tiên mọi người nghe này, mọi người cảm thấy thế nào? Giác ngộ cũng là một cái sản phẩm mà chúng ta có thể trao đổi nha, chúng ta có thể nhận về được. Thì giác ngộ không khó, cái sản phẩm này là khó nhất rồi đó, khó nhất để mình mua rồi đó, là giác ngộ nó không khó. Nó khó là ở chỗ lựa chọn đó. Và khi mình thuận theo sự thật thì tự nhiên sẽ được. Thì nghe câu này mọi người thấy thế nào? Có cảm nhận gì không? Chị Nguyệt đi, chị Nguyệt có cảm nhận gì không? Rất là hay luôn á. Thứ nhất là hôm bữa thì hiểu được là cái phần là thực ra giác ngộ thì không có khó, mà cái khó là cái lựa chọn, là mình đi con đường nào phù hợp với mình. Mình lựa chọn giống như là kiểu như là mình đi lựa chọn một cái sản phẩm ấy, một người thầy hay là một sản phẩm, hướng đi của một người thầy, cách dạy của một người thầy, đúng không? Là cái nơi nào, tức là giác ngộ, ok, mình hiểu là mình có một cái khao khát, mình có một cái mong muốn là đạt giác ngộ ở đó. Và ai cũng có thể nhận ra được cái khao khát này, ai cũng có thể muốn mua, muốn có được, đúng không? Nhưng mà khó ở chỗ là bây giờ với cái thị trường mà đầy rẫy kiểu như thế này, đúng không? Lẫn lộn với mình không có biết là mình phải đi tìm được ở cái nơi nào có thể giúp mình có được cái sự giác ngộ này, tức là mua được cái sự giác ngộ này, ví dụ thế, mua được kiến thức để hoặc là đại loại là cách gì đấy để giúp mình đạt được cái sự giác ngộ này đi. Thế thì nhưng mà tại sao nó khó? Nó khó ở đây là gì? Thứ nhất là mình không biết mình muốn gì. Đôi khi mình cũng không biết rõ là mình muốn gì. Chính vì thế là mình sẽ bị dạt vào một đống các cái nhà cung cấp dịch vụ, ok, để đáp ứng cái việc của mình không biết mình muốn gì, đúng không? Đúng không? Thì đấy là một sự khó, bởi vì càng trải nghiệm mình càng thấy mệt mỏi, bởi vì nó đâu có đúng với cái điều mình muốn đâu, mình chưa làm rõ cái điều đó ra. Rồi đôi khi là có những cái thì mình muốn đạt được cái giấc mơ nào đấy của mình chẳng hạn,
thì lại dạt ra đến một số nhà cung cấp giấc mơ, đúng không? Và đi một hồi mình thấy là nó cũng không có phải. Tức là mặc dù là người ta đáp ứng được giấc mơ của mình nhưng nó vẫn không đúng. Bởi vì ý chị muốn nói ở đây là bởi vì cái sự thật ở đây theo như chị hiểu thôi nhá. Mình hiểu là mình hỏi cái cảm nhận của mọi người mà cứ phải nói. Cái sự thật của chị ở đây là mình không có đi vào cái chuyện là thực sự mình phải hiểu được mình muốn cái gì, mình lựa để mình lựa chọn, mà mình lại cứ bị mình muốn câu chuyện này, mình muốn giấc mơ kia, mình muốn đạt được cái này cái nọ thông qua cái việc giác ngộ nữa cơ. Ví dụ vậy. Nhưng mà thực sự mình không biết được là mình giác ngộ để làm gì. Mình giác ngộ để mình có được cái điều gì, mình đạt được cái gì. Thì nếu mà mình đi thẳng vào cái sự thật đấy thì tự dưng sẽ hiện lộ ra được người thầy và cái phương pháp phù hợp thôi. Ok, cái của chị Nguyệt là khi mình thuận theo sự thật thì mình sẽ tìm được cách, đúng không? Thưa ở đây là mình phải thành thật với chính mình ý. Thành thật với chính mình. Ok. Rồi, đó là cảm nhận của chị Nguyệt. Còn Trang thì có cảm nhận gì khi đọc cái này không? Mình thấy nó rất là thu hút, mình thấy nó rất là hay, mình không hiểu gì hết trơn á. Tại vì nó khác hẳn với cái cách mình sống ý. Ngày xưa thì mình cũng nghĩ là mình thật lắm rồi, mình cũng tự nhiên lắm rồi, nhưng mà đâu phải thế đâu. Khi bắt đầu mình đã tiếp xúc nhiều hơn với mọi người thì mình mới nhận ra là không phải, mình đang bị nhầm lẫn giữa cái suy nghĩ của mình với cái thật. Thế là mình tự nhiên mình thấy mình nghi ngờ mình là mình đang coi mình là tốt hả? Xong tự nhiên mình vào môi trường này, cái mình tự nhiên mình thấy mình như kiểu mình bị rơi xuống vực á. Thế nên là bây giờ mình đang ở trạng thái rất là hoang mang và không biết được là đúng lại nó là như thế nào. Hoang mang. Bốn câu này là hoang mang, đọc bốn câu này có cảm nhận gì không? Thích, mình cũng thích đấy, mình thấy nó hay mà nó lạ với mình nữa. Mà chưa hiểu lắm đúng không? Nó chưa hiểu nên nó thành hoang mang thôi. Nhưng mà có cảm nhận gì không? Có cảm nhận gì về nó không? Ngoài hoang mang ra là có hiểu gì về nó không? Cái giác ngộ thì thôi nè. Bởi vì nó vẫn khó với mình lắm. Khó ở lựa chọn thì mình vẫn thấy mình rất là khó ở lựa chọn ở chỗ là mình không rõ cái mong muốn của mình. Nên mình khó đưa ra cái lựa chọn đúng cho mình. Thuận theo sự thật thì cái chỗ thuận theo sự thật này mình cũng nghĩ là mình thật lắm rồi. Nhưng mà hình như vẫn chưa phải hay sao ấy. Bởi vì nếu mà thật nhá thì mình phải là đáp ứng đúng được cái nhu cầu của mình. Mình phải thấy thỏa mãn. Thế nhưng mà sau khi mình có cái quyết định hành động rồi thì mình lại thấy mình không thỏa mãn. Hoặc là sau khi mình hành động rồi mình mới hiểu ra là cái đó nó không phải. Thì tức là mình không thuận rồi, đúng không? Thì nên là không tự nhiên mà được. Nó có kiểu như bị gò ép. Cái trường hợp của mình nó như kiểu là cứ phải cố mới được này. Hay là cái trạng thái nó không đến một cách tự nhiên, mà nó cũng phải rất là mệt mỏi, quá sức thì nó mới đạt được. Mà khi đạt được thì nó cũng không có đã. Ok. Thì cái đấy cũng là không thuận theo sự thật, là bởi vì ví dụ như sức của mình đến đấy chẳng hạn. Mà mình cứ cố hết, mình cố thì em chỉ cố được một thời gian ngắn thôi, chứ còn càng về lâu về dài thì nó càng mệt ấy, mất năng lượng ấy, cũng đâu có muốn bỏ cuộc. Thì đấy cũng không phải là thuận theo sự thật, đúng không? Thuận theo sự thật là sức mình yếu thì mình đi yếu, sức mình khỏe thì mình đi khỏe, mình ăn khỏe thì mình ăn khỏe được, mình yếu thì mình ăn yếu thôi. Ý chị là vậy á, tức là đúng hơn biết là nhận được ra là mình chưa muốn á chị Nguyệt. Đúng rồi, nhận. Đó đừng có ép mình. Ví dụ như là mình chưa muốn thì đừng ép mình. Đó, ép mình đến mà. Là mình ép mình, vậy thôi. Mình chưa muốn thì đừng có ép. Ép giống như là tập thể dục sáng phải ép mình dậy sớm, mệt quá. Thôi ngủ đi, ngủ thêm đi. Đấy là sống đúng. Đúng sự thật. Nhưng mà lúc trong mình lại có một cái sự phán xét là như thế thì như thế thì lười biếng rồi này nọ, đúng không? Tức là mình cứ bị sắn lên vì bao nhiêu thứ phán xét. Đúng rồi, mình cứ bị sắn lên vì phán xét. Rồi, ok. Còn với Yến Nhi. Dạ em thì hồi nãy lúc em đọc xong cái câu, bốn câu đó thì em có một cái ý. Xong rồi khi mà nghe chị Nguyệt nói xong á, ấy là em đang nói, ấy là chị Nguyệt nói xong thì chị đang có một cái câu chốt ở phía dưới á. Cái câu chốt cuối cùng của chị Nguyệt á, thì cái đó giống như cái ý của em, giống như cái ý của chị đang nói. Nói chung em có liên quan chứ không phải là giống nha, có liên quan tới đó. Thì em thấy bốn câu này thì nhìn vô là thấy thẳng luôn á chị. Có nghĩa là cái việc giác ngộ này nè, nó liên quan tới cái, nó là một con, ý giống như giác ngộ này là một con đường.
mà con đường đi tới đó là do mình lựa chọn, mà lựa chọn ở đây là phải lựa chọn theo sự thật. Khi mình lựa chọn thuận theo sự thật thì tự nhiên nó sẽ đi tới việc giác ngộ. Em chỉ nghĩ vậy thôi. Ừ, ok. Sự thật ở đây là gì vậy em? Thì em hiểu trên câu nó vậy đó. Còn sự thật thì sao thì thì biết vậy đi. Nhưng mà đối với em thì em chưa sống theo sự thật, hoặc là chưa nhìn theo sự thật thì em biết vậy thôi à. Còn cái câu nó hiện lên vậy thì mình hiểu vậy thôi. Trời, hiểu đúng nghĩa đen. Thì em hiểu vậy. Thì em thấy nó dễ chịu, đơn giản, không có gì. Đúng không? Ừ. Ok. Rồi thầy Thủ thì sao? Con này cả một cái thì nó được cái giác ngộ chứ. Ừ. Thì giác ngộ không khó, có sự lựa chọn được. Người cái khó là một cái lựa chọn, cái lựa chọn của mình đó, nó mình nó không được giác ngộ nó có rồi đó, nhưng mà cái lựa chọn đi hay không đó thì ta nghĩ vậy. Cái lựa chọn là lựa chọn không à, còn thường theo sự thật thì mình lại nghĩ rằng là cái đó là chưa lựa chọn giác ngộ. Ừ. Cái khó của anh là chưa lựa chọn giác ngộ. Còn ở đây là lựa chọn rồi á, thì nó vẫn khó ở lựa chọn. Thấy không? Tức là cái của thầy á là chưa lựa chọn giác ngộ. Thì cái đó khó đúng rồi. Nhưng bây giờ lựa chọn giác ngộ rồi, nhưng nó vẫn khó ở lựa chọn. Thầy hiểu không? Giống như nè, mình không lựa chọn đi ra Hà Nội, thì tất nhiên khó ra Hà Nội rồi, hỏi bạn. Nhưng bây giờ mình lựa chọn ra Hà Nội, nhưng mà nó vẫn khó ở chỗ là đi thế nào ra Hà Nội. Đó. Rồi, thầy nói tiếp đi. Thì cái phần thứ hai chưa phải là khi chưa thật đó là thì thật là mình đang có những cái mong muốn gì á, thì mình phải rõ cái đó mới được. Chứ nó không phải là mơ hồ tung tung, thì nếu mình rõ được cái đó rồi thì mình sẽ đạt được. Ừ. Còn nếu mình không rõ được cái đó thì mình sẽ không có đạt được. Giống như chúng cái chuyện mua hàng nó đi vậy đó. Ừ. Nếu mình rõ được cái mong muốn nhu cầu thật sự của mình rồi thì cái quy trình mua hàng mình rất là dễ dàng. Ừ. Tự nhiên mình sẽ đạt được. Ừ. Lúc đó mình không cần phải ai nói gì với mình nữa đó. Ừ. Khi mình rõ được đó thì mình sẽ đạt được. Ừ. Ok. Thầm Thảo, cứ hiền tâm thì ta. Không, mình sẽ chọn theo ý mình nữa. Ừ.
mình cứ theo cái lựa chọn ý mình đưa ra mà mình nghĩ rằng là sẽ đi tới đó không phải mà phải động lại những cái điều đó nó có ý nghĩa gì không? Cái điều đó nó có ý nghĩa gì không? Đầu tiên nhất là nó sẽ không theo ý mình. Mình thế nào là không theo ý mình? Ý mình là những vấn đề. Này, ý mình là cái vấn đề. Là có rất nhiều ảo tưởng, nhiều cái sai lầm mà mình nghĩ là đó là sự thật, mới nó không có gì mà sự thật nó cái khác nữa. Rồi cụ thể nó có ý nghĩa gì đến chị tu học của thầy? Thì có những cái sự thật là khi mà mình đã làm theo sự thật nó sẽ là những cái trước đây nó sẽ là sai lầm. Rồi cái sự thật nó không phải là đi theo cái to của mình, không phải là đi theo cái ý của mình. Và những cái sai lầm, cái nhìn nhận sai lầm, tôi sai lầm mình tin mình sẽ khó, nó làm cho mình sẽ có những cái tao nhiều cụ thể hơn của thầy đi trong cái hành trình của thầy. Thầy có thấy cái này nó có liên gì đến cái hành trình của mình không? Đây nó có liên quan. Liên quan thầy thích lên đây nói cho nó to hơn. Cái thứ hai thứ nhất là trước anh khi mà anh cũng nhận ra được vài cái chỉ của các tổ những cái hành động mà không như chủ thì tới đó rồi là anh nghĩ như vậy thì cứ sống thôi, như vậy thì biết là bây giờ mình cứ nhận như vậy là đúng rồi và bây giờ mình cứ sống như vậy. Nhưng mà mình làm như vậy xong mình cảm giác vẫn bất an, vẫn có gì đó không ổn, không đúng lắm, nhưng mà cũng không biết làm sao đó. Rồi nhưng mà cái bất an ở trong lòng mình thấy là có sự bất an, mình thấy có cái gì đó nó chưa phải lắm. Thì nếu như mình cho cái đó đúng rồi thì mình cứ hành tới cuối hết đời mình thôi. Thì mình không cần phải xem lại, nhưng mà xem lại mình thấy nó vẫn không yên, thấy nó vẫn có cái gì đó. Rồi một cái thứ nhất, cái thứ hai nó mình thấy những cái trong cái mình gọi là tâm mình sáng, mình vẫn không thấy nó sáng, mình vẫn thấy nó là mờ và con đường đi tu học mình thấy không. Mình chỉ biết được con đường đi của mình là không rõ ràng và cái trí mình không sáng. Rồi mình có học những cái khóa trước đây, mình cũng học khóa nguyên với đang mở về tự chủ về thì đó, mình thấy lâu lâu rồi mình cũng thấy có tự chủ hơn chút, nhưng mà nó vẫn sáng, nó có vẫn sáng là có đó. Mình thấy là bên trong mình có một nhận nhận là chưa được, cái này mình thấy là chưa được, mình mong muốn mục tiêu của mình là mình phải thực sự sáng này. Thứ nhất thứ hai mình phải thấy rõ được là những cái gì đang diễn ra chúng mình và mình thấy được rõ ràng đó. Nhưng mong muốn một cái nó tối sáng, một cái mù mờ, một cái không rõ ràng như vậy. Và mình không chấp nhận đó là gì, bây giờ những cái kia là mình phải gạt bỏ qua hết. Thì lúc đó mình biết nó là không giải quyết qua hết, mình chấp nhận bỏ qua hết, coi như là mình làm lại từ đầu. Và mình muốn là mình mới mình học để mình thấy rõ ràng hơn. Còn nó thì anh nghĩ rằng theo sự thật nó cũng là một cái để mà mình nhìn vào, mình thấy đó là cái điểm sai của mình bỏ và mình tiếp tục. Nó thì anh thấy nó liên quan cực kỳ liên quan tới quá trình tu học của anh luôn. Có lẽ là mình nhận ra cái điều này, sau này sẽ nhận ra những cái mới nữa, nhưng mà trước nhất là cái cũ mình thấy nó sai rồi là mình bỏ và mình tiếp tục đi lên. Chứ không mình chết cứng nó một chỗ thì mình sẽ không bao giờ mình thay đổi được. Những anh thấy nó không liên quan tới tu học và liên quan cuộc sống và bán hàng như vậy luôn, nó cũng là như vậy, nó liên quan đến tất cả toàn bộ cuộc sống của mình. Cái này thầy có thể xem thêm kỹ hơn về cái hành trình mà thầy ở cùng kiếm, cái quá trình ở đó nó có vấn đề gì hay không liên quan đến cái này không, thầy coi đi sau ha. Ok rồi, từ đây đang sẽ cho mọi người đọc cái đoạn ngắn thôi. Đoạn này là đang trích ở trong một cái cuốn sách cũng nằm trong cái đoạn dịch của tiếng Tâm Minh mà đang dịch, thì mọi người đọc thử nghe. Hay chắc nhờ Trang đọc đi, nhờ Trang đọc đoạn này cho mọi người cùng nghe ha. Ok đó. Chúng tôi xin trích dẫn sự khó khăn trong lựa chọn giả trạch trong cuốn vài chú giải về thiền đốn ngộ, tác giả Nguyễn Giáp Phan Tấn Hải. Chương 1, thói nhà tào động. Người học nhân trong những năm này ở hải ngoại cũng như ở miền Nam, các năm 60 và 70 muốn tu thiền như đứng trước ngã rẽ có trăm ngàn vạn nẻo trước mặt,
trong khi đó các dòng thiền ở Việt Nam lại rất hiếm hoi, chân sư lại khó tìm. Thẳng khi gặp vài vị tăng thì lại được khuyên niệm Phật để vãng sanh hoặc chỉ chú để giải trừ tai nạn. Nếu tìm đến sách vở thì bắt gặp những pháp môn yoga của Ấn Độ, các pháp thiền chuyển pháp luân của các phái tu tiên Trung Hoa hoặc sự phát triển của các phái xuất hồn sau này. Vấn đề giảng trạch thật sự là không đơn giản. Nghe đây mọi người thấy thế nào? Tức là thật ra đang lấy ví dụ ở đây để chi? Vì có phải sản phẩm giác ngộ vẫn là cái khó nhất không? Cho nên những cái sản phẩm khác dù mình có mua, nhà, mua kim cương, mua máy bay, mua này kia thì nó còn thấp hơn nào. Thế cái sự khó khăn của nó chắc chắn sẽ thấp hơn cái khó khăn này, đúng không? Thế nó vẫn nằm trong cái này. Vậy thì mọi người thấy không? Cái giảng chặt đó, cái lựa chọn đó nó khó khăn không? Khó khăn thì mình đâu có biết đâu. Mình không biết thì mình mới đi tìm mua người bán, đúng không? Mình mới nhờ một người bán. Vì người bán là đối với mình là họ biết, họ là người biết. Thế mình mới hỏi họ. Mình hỏi họ thông tin là bởi vì sao? Bởi vì họ là người biết, còn mình thì người không. Đó. Cho nên cái khó khăn của mình đây là mình đã không biết rồi. Bây giờ khó khăn ghê á. Đã không biết nhưng mà muốn mua được món hàng đó mới là cái khó khăn. Còn cái chuyện là mình mua chơi thì mình không bàn rồi. Mình mua để thỏa mãn cảm giác thì không bàn, nhưng mình muốn thực sự thỏa mãn nhu cầu của mình. Thì đây là một việc khó khăn. Một việc khó khăn. Đó. Thì cái câu này nó thể hiện là đây là một sự khó khăn. Vì nó hàng hà xa số mà mình không biết được cái sản phẩm nó thế nào, mình cũng không biết nó thế nào. Mình sao biết được ai là bán đúng, ai bán sai. Mình đâu đánh giá được người bán đâu. Không đủ năng lực đánh giá. Đó là cái khó khăn của mình. Rồi, nhưng tuy nhiên vẫn có cái câu chỉ ha. Hai câu đầu là nói đến cái khó khăn. Hai câu đầu nói khó khăn, nhưng hai câu sau là nói cách làm. Đây gợi ý cho mọi người cách làm. Ở đây thì cách làm trong mua hàng nó thế thôi. Là thuận theo sự thật. Nó cũng trùng với cái việc là không có ý riêng, hoặc là đánh mặt tán ái. Đánh mặt tán ái là yêu ghét. Yêu ghét và mình có một cái giống như là tôi ghét người này, tôi không mua người này nữa. Tức là mình có những cái ý riêng của mình. Mình có những cái nhu cầu, những cái ý riêng. Nó khác với lại cái thỏa mãn một cái định hướng của mình nha. Mà đây á, là mình có một cái ý riêng. Giống như là mình chọn người này hay không chọn người này, thì tình tức cảm là theo pháp, theo vị tắc, y nhân bất y pháp. Thì lúc này mình khi mình thuận theo sự thật thì tự nhiên sẽ được. Ở đây cũng vậy, khi mình mua hàng, mình mua hàng thì sao? Mình đã có đó, là một cái đoạn thân vui vui thôi. Là mua hàng thì không có khó, khó ở chỗ là sao đến lượt được thôi. Thì bây giờ chỉ cần là không tự bịt mắt thì tự nhiên mình sẽ mua được cái món hàng mà mình muốn mua. Thật ra cái đi mua hàng á, thì sao đang lại chọn cái lớp này để dạy sau cái lớp kia trong thiền? Vì cái việc đi mua hàng nó đã lắm. Nó đã mà mình không muốn thay đổi, mình không muốn học nữa. Khóa này á, là mọi người nghe là mọi người thấy không có nhu cầu cái gì. Cái mua hàng á, thường mọi người hay thấy xem nhẹ nó. Xem nhẹ quá trình mua hàng là một. Thứ hai nữa là đi mua hàng nó là nó gắn với cái đã nha. Cảm giác quyền lực khi mua hàng nè. Cảm giác được mua nè. Là những cái thứ nó rất là hấp dẫn. Và vì nó hấp dẫn như vậy cho nên cái việc mà mình thường hay chấp nhận cái vùng này là cái vùng mà mình thỏa mãn mình. Cho nên mình không có đưa cái trí tuệ của mình vào để mình xem xét đánh giá. Khi mình làm việc, khi mình đi kiếm tiền đó, thì mình lại đưa trí tuệ mình vô. Nhưng khi mình đi mua hàng đó, thì mình lại ít đưa trí tuệ của mình vô. Khi mình đi kiếm tiền thì sao? Bởi vì lúc này mình đang lợi ích mà quyền lợi. Thì mình hay đưa cái trí tuệ của mình vô để mình xem xét lựa chọn đánh giá. Đó, mình làm việc á, mình quyết định trên những cái công việc của mình á, thì mình lại quyết định trên trí tuệ. Mình làm việc cho công ty á, thường mình hay quyết vậy. Còn nếu mà mình mua hàng cho cá nhân của mình nha, thì mình hay thỏa mãn cái cảm giác của mình. Trừ khi những người mà tỉnh thì không bàn. Nhưng mà thường á, mọi người hay có xu hướng gọi là xài cho nó đã. Đặc biệt là du lịch chẳng hạn, là xài cho nó đã. Thì chính cái cảm giác đó nó khiến cho mình quá dẫn nên mình không đưa cái con mắt của mình vào, không đưa cái trí tuệ của mình vào để mình suy xét. Đó. Thì để mua hàng đúng thì chỉ cần không tự biệt mắt mình hay là thuận theo sự thật thì thôi. Chứ không phải là muốn thỏa mãn cái ý riêng của mình. Cho nên là người bán hàng đó, họ biết cái điểm yếu này của mình nên họ đáp ứng cái điều mình muốn tin, họ thỏa mãn những cái ý riêng của mình, thế là họ thành công. Đó. Thì dựa trên bốn câu này thì đang có làm ra những câu về bán hàng ha.
chốt lại trong cái buổi hôm nay để mọi người, cho mọi người có hỏi gì thêm không? Vậy cuối cùng cái không bịt mắt mình ở đây ấy, tức là mình hoàn toàn là mình sẽ tập trung thực sự vào cái nhu cầu của sản phẩm, à nhu cầu của mình, cái quyền, cái lợi ích của sản phẩm có thể đem lại cho mình, còn toàn bộ những cái thứ linh tinh vớ vẩn ngoài lề khác là bỏ qua, là mình sẽ không đưa vào, đúng không em? Tức là mình không gạt nó qua ấy chị. Ví dụ như mình có thể thỏa mãn, mình biết, ví dụ như là nhiều lúc mình muốn thỏa mãn cái đó, ok, mình biết là mình đang thỏa mãn, là tức là mình không gạt cái, giống như là mình không có gạt nó qua một bên. Tức là cái thuận theo sự thật đó, nó không phải là một cái về hành vi để mình làm theo, mà nó là một cái thái độ sống ở bên trong của mình. Mình không tự lừa dối mình không tự lừa dối là mình đang thỏa mãn. Ví dụ như mình đang thỏa mãn cái cảm giác thì mình biết là mình đang thỏa mãn cảm giác. Mình không có lừa dối cái việc này của mình. Chứ nó không phải là một cái phát hành để mình thực hành là như vậy, có nghĩa là thuận theo sự thật. Thì nếu mà mình có một cái phát hành đó thì nó lại là không phải thuận theo sự thật nữa. Đây. Nhưng mà khi mà mình nhận ra là mình đang mua theo cái kiểu là đang như vậy á, tự dưng cái nhận ra cái là nó không muốn mua theo kiểu vậy nữa đây. Đúng rồi, tự nhiên nó hết. Tức là mình không phải là một cái cố ý chủ lực các chị. Nhưng mà mình nhận ra có thể mình sẽ hết. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là mình phải không có lừa mình không được tự lừa mình. Đó. Thì cái tinh thần của thuận theo sự thật nó giống như tinh thần của khoa học á. Khoa học vào thời gọi là kiểm sai ấy chị. Tức là mình ở đằng sau á, là tổ có chỉ thêm á, là khi mình nhìn vào các mâu thuẫn của mình á, đa phần mình bị mâu thuẫn á. Ví dụ như thường mọi người có xu hướng là gạt cái mâu thuẫn của mình qua, hoặc là mặc kệ các cái mâu thuẫn của mình. Còn á, ở đây là mâu thuẫn nó chính là các cái đầu mối để mình giải quyết. Các cái đầu mối để mình nhìn vào cái mâu thuẫn giữa mình, giữa lời nói này và nhận thức. Giữa nhận thức của mình, hoặc là giữa cảm xúc và nhận thức. Giữa nhận thức của mình là không được tức giận với con chẳng hạn, tức giận với con thì nó sẽ buồn, nhưng mình lại tức giận, tức là cảm xúc của mình và nhận thức của mình nó bị mâu thuẫn rồi đó. Như vậy việc của mình là phải giải quyết cái mâu thuẫn này. Giải quyết cái mâu thuẫn này không phải là tìm ra cái đúng, mà là kiểm những cái nào sai thì mình bỏ. Và cái hành trình của mình là hành trình mình bỏ dần những cái sai. Khi mình bỏ dần những cái sai thì tự nhiên cái đúng nó thể hiện ra, chứ không phải là mình lập ra một cái đúng để mình hành theo cái đúng đó. Thì khi mình lập ra cái đúng, mình hành theo cái đúng đó thì mình là cũng đang mà tự bị bắt mình nữa. Đó. Và cái phát hành á, thì đó là cái cách chỉ thôi, còn để làm được thì mọi người sẽ có một cái quá trình mọi người thực hành đó, để mọi người có được cái chỗ sống này. Nhưng mà đây là một cái nhắc nhở là thay vì, ví dụ như trong tu tập đây chẳng hạn, thay vì việc mình của mình á, là tôn trọng những cái sự thật, khi mình gặp vấn đề mình thấy cái sai, thầy chỉ cho mình cái sai chẳng hạn thì mình sửa. Còn đây mình đi bảo vệ thì cái đó là không phải một tinh thần của một người cầu đạo hoặc là cầu học. Đó. Hoặc là khi mình gặp một cái mâu thuẫn, hoặc là trong quá trình trong lớp chẳng hạn mình phát hiện ra một cái mâu thuẫn, thì việc của mình là đi giải quyết nó. Giải quyết nó là mình phải giải quyết nó là mình bỏ nó. Chắc chắn trong hai cái mâu thuẫn chắc chắn phải có một cái sai. Ví dụ như là giữa lời nói và nhận thức, hoặc là giữa hai cái nhận thức, hoặc là giữa nhận thức và cảm xúc, thì chắc chắn một trong hai cái phải sai. Bắt buộc phải bỏ một trong hai cái, vì đã bị mâu thuẫn chắc chắn nó sẽ bị sai, chứ không thể nào là hai cái đều đúng được. Nếu mình chấp nhận cho hai cái đều đúng là nó giống như gọi là vọng tự châm trước, tức là mình châm trước cho cuộc sống của mình đó. Thôi thì cái này nó cũng không có quan trọng lắm, thôi thì nó tồn tại cũng chẳng sao. Thì khi mình chấp nhận đó, tức là mình chấp nhận cho cái folder của mình đó, máy tính của mình nó lộn xộn, nó luôn một cách gọi là không có theo trật tự và cũng không có rõ ràng đó. Thì cái tinh thần này á, là tinh thần thuận theo sự thật. Thuận theo sự thật chính là kiểm sai. Kiểm sai là loại bỏ dần những cái sai, cứ liên tục loại bỏ những cái sai. Và đầu mối của mình chính là những mâu thuẫn, những vấn đề, những mâu thuẫn phát sinh đó. Trong quá trình sống của mình. Thì giải đáp là chị Nguyệt có hiểu không? Alo. Hiểu rồi em, rất hiểu. Hiểu được đúng không? Chị hiểu rồi, cảm ơn em, rất hiểu. Ok. Hiểu. Thường mọi người hay bị lập ra cái đúng đó chị. Lập ra cái đúng rồi hành theo. Đó. Rồi cái này rồi mọi người còn có thắc mắc gì nữa không? Trong cái buổi học buổi sáng nay.
thông tin mình để vào buổi chiều để mình nhận biết những cái dấu hiệu chiều ha. Ok thì mình nghỉ nha. Rồi chào tạm biệt mọi người, lát nữa 2 giờ mình bắt đầu ha. Chào chị Đăng, chào chị Nguyên, chào mọi người. Bye bye. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.